tha thứ La Quân, hắn duy nhất có thể nghĩ đến cũng là những thứ này. Diệt hết nhớ thương người khác pháp bảo. Lục Nguyệt Hoa nói ra, đó là tự nhiên. Nguyên Hoàng có Thái Ất Vòng Quang Kính, Vị Ương Vũ Phiến, Phổ Độ Kiếm. Mà Tần Hoàng lại có Bạo Viêm Thần Phù Kiếm, Xạ Tinh Cung, Trấn Thiên Tiến. Bất quá nói đến, Tam Đại Thánh Hoàng bên trong vẫn là bàn hoàng cao hơn một bậc. Tam Đại Thánh Hoàng không chỉ là pháp bảo lợi hại, bọn họ tự thân tu vi cũng phi thường cường đại. Tỷ như bàn hoàng thì có ngày thần thần tiêu lôi thuật, đó là lực sát thương cực lớn. Liền xem như hiện tại giáo thần cùng Thiên Lăng lão tổ, bọn hắn cũng đều có riêng phần mình mạnh đại công pháp. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, vậy ta ngược lại không nhìn ra. Ta mấy lần cùng giáo thần Lena Hoi A giao thủ, đều là gặp nàng làm dùng pháp bảo. Ta còn tưởng rằng các ngươi nơi này, công pháp đều đã không trọng yếu, một mực chỉ dùng pháp bảo đây. Lục Nguyệt Hoa nói ra, vậy ngươi thì sai, giáo thần Lena Hoi A âm dương hỗn động bí pháp, còn có phù quang lược ảnh thuật đều là khủng bố thuật pháp. Những thuật pháp đó nàng không đối với ngươi thi triển là nàng không muốn giết ngươi, mà lại hai loại bí pháp, lực sát thương quá lớn. Không đến bất đắc dĩ, nàng là không nguyện ý sử dụng. Tựa như là một cái người lớn cùng tiểu hài tử đánh nhau, đại nhân là sẽ không dễ dàng xuất toàn lực. Nguyên lai là dạng này, La Quân trong nháy mắt cũng có chút như đưa đám. Hắn nói ra, ta vốn cho là ta cùng giáo thần Lena Hoi A khác nhau chỉ là, nàng có nguyên thủy thánh điển, mà ta không có pháp bảo. Cái kia nhìn, liền xem như công pháp bên trên, ta cũng kém quá nhiều. Lục Nguyệt Hoa nói ra, ngươi không phải có Long tộc ma pháp bí quyết sao? Long tộc cũng là có vô cùng lợi hại công pháp, so như Long thần tạo hóa kiếm quyết, tinh thần ngưng hoa thuật, còn có đại vận mệnh thuật, cái kia cũng có thể theo giáo thần Lena Hoi A công pháp có thể sánh ngang A. La Quân nhất thời sắc mặt có chút cổ quái. Bởi vì Lục Nguyệt Hoa nói những công pháp này, hắn đều là biết A. Hắn cũng là tại trong não vực nhìn thấy qua. Chỉ bất quá đoạn thời gian kia, La Quân luôn cảm thấy những ma pháp này chiêu thức chờ một chút, toàn bộ đều không có gì quá tác dụng lớn chỗ, uy lực tuy nhiên có, thế nhưng là không đủ lớn. Còn không bằng chính mình tự sáng tạo hám thiên ấn, thiên lôi quyền ấn, còn có linh hồn lốc xoáy đây. Cho nên La Quân liền không có đi học những vật này. Bây giờ muốn đến, chính mình là trông coi một tòa kim sơn, mỗi ngày đang khóc than A. La Quân nhất thời hưng phấn lên, bất quá lập tức, hắn cũng có chút hồ nghi nói, ngươi có vẻ giống như giang hồ bách hiểu xanh A, không có cái gì là ngươi không biết. Giang hồ bách hiểu xanh là có ý gì? Lục Nguyệt Hoa nhất thời sửng sốt. La Quân nói ra, ý tứ cũng là thiên hạ sự tình, vô sự không biết, vô sự không hiểu. Lục Nguyệt Hoa bừng tỉnh đại ngộ, nàng theo rồi nói ra, ta biết những này đều không có cái gì hiếm lạ. Bởi vì những vật này đều là bọn họ tạo nên uy danh. Bọn họ có thể có hôm nay danh tiếng, đều dựa vào những công pháp này, pháp bảo đánh xuống. Huống hồ ta tốt xấu cũng tại Thiên Lăng bên trong có chút chút danh mỏng, cho nên biết cũng liền nhiều một ít. La Quân mỉm cười, nói ra, nghe người kiểu nói này, ta đối Mê Thất Đại Lục cũng có càng khách quan nhận biết. Lục Nguyệt Hoa cười cười, nàng cười rộ lên phá lệ đẹp mắt. Sau đó, nàng còn nói thêm, đúng, nếu người thật có thể tìm tới Thiên Lăng phần mộ, người muốn làm cái gì? La Quân không e dè nói ra, cái kia còn có cái gì dễ nói, khẳng định là đem tốt pháp bảo toàn bộ chiếm làm của riêng A. Hắn sau khi nói xong, lại hướng Lục Nguyệt Hoa cười một tiếng, nói ra, đương nhiên, ta để ngươi chọn trước, hắc hắc, ta hào phóng đi. Lục Nguyệt Hoa nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, đây chính là ngươi nói nha. Ta liền đợi đến một ngày này. Ha ha, chậm rãi chờ đi. La Quân nói ra, ta sợ chờ ngươi lão. Ta cũng tìm không thấy cái này Thiên Lăng phần mộ. Thế sự kỳ diệu, ai có thể nói đúng được chứ? Có lẽ Thiên Lăng phần mộ cũng là đang chờ ngươi vị này thiên mệnh giả đâu. Lục Nguyệt Hoa mỉm cười. La Quân cười cười, nói ra, nếu thật sự là như thế, vậy là tốt rồi nói rất nhiều. Hắn đón đến, nói, ta hiện tại không nói cho ngươi những này, ta phải thật tốt trải vuốt một chút Long tộc ma pháp. Ngươi mới vừa nói cái kia mấy thứ công pháp ta vẫn luôn biết, cũng là không để ý. Lục Nguyệt Hoa nói ra, ngươi ngược lại thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc, thường nhân nếu là biết bực này công pháp, sớm đã mừng rỡ như điên. La Quân cười hắc hắc. Sau đó, hắn liền nói, ta bắt đầu suy nghĩ tu luyện, ngươi chính mình chơi trước hội cáp. Lục Nguyệt Hoa nói ra, tốt, ta cho ngươi hộ pháp. La Quân ngay sau đó thì nhắm mắt bắt đầu trải vuốt trong não vực Long tộc ma pháp. Ma pháp, đạo thuật. Giữa hai bên cũng không khác nhau quá nhiều.
khác nhau chính là, ma pháp là người phương Tây thuyết pháp, đạo thuật là người Đông phương thuyết pháp. Đây là cả hai văn hóa ở giữa khác biệt. Nói đến, đều là lấy tự thân tinh thần lực sau đó tới điều động đại tự nhiên chi lực. Mê Thất Đại Lục là một trời sinh thế giới ma pháp, cũng nhưng nói là đạo thuật thế giới. Đây là đang chủ thế giới bên trong hoàn toàn không thể tưởng tượng. Chủ thế giới bên trong, đạo thuật thi triển khó càng thêm khó, mà lại uy lực chưa đủ lớn. Mà Mê Thất Đại Lục bên trong, bởi vì nguyên tố chi lực hùng hậu, liền đem uy lực mở rộng mấy ngàn lần. Lúc này, La Quân đầu tiên giải tạo hóa kiếm quyết. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, trải vuốt kiếm hồn chi tinh hoa, đây là tạo hóa kiếm quyết. Này môn kiếm quyết, La Quân càng là giải, càng là cảm nhận được bên trong bác đại tinh thâm cùng chỗ bất phàm. Tạo hóa kiếm quyết bên trong tựa như là một cái vô cùng tinh diệu to lớn phương trình, có thể tại lực lượng thôi vận dưới, vận ra 1000 đạo kiếm quang tới. 1000 đạo kiếm quang, mỗi đạo kiếm quang thi triển đều có chính mình quỹ tích cùng linh tính. Tựa như là máy tính thiết kế trình tự một dạng. Một khi thôi vận, lập tức liền là 1000 danh kiếm thuật cao thủ thi triển kiếm thuật giết địch. Này môn tạo hóa kiếm quyết, nhất định phải có vô cùng thâm hậu ma pháp tu vi mới có thể thi triển. Đối lực lượng, tinh thần lực tiêu hao là to lớn. Đối tâm thần, cùng trí tuệ còn cố ý lực khảo nghiệm cũng là to lớn. Bởi vì bên trong rất nhiều vận hành hình thức, pháp ấn, khẩu quyết đều là muốn phối hợp lẫn nhau. Những vật này, cho người bình thường còn có thông thường cao thủ nhìn, đoán chừng nhìn đều muốn nhìn choáng, chớ nói chi là học hội. Bất quá còn tốt, La Quân là cái tuyệt đỉnh người thông minh. Cho nên những vật này cũng khó khăn không đến hắn. Đồng thời, La Quân cũng biết, muốn tránh thức đem tạo hóa kiếm quyết uy lực thi triển đi ra, cái kia còn đến có một ngụm vô cùng lợi hại thần kiếm. Không phải vậy lời nói, kiếm thuật lợi hại hơn nữa. Địch nhân làm cái lợi hại pháp khí đem tự thân bao lại, như vậy sở hữu kiếm quang đều ám sát không đi vào. Nếu là có bàn hoàng kiếm cho ta, lấy bàn hoàng kiếm sắc bén, như vậy ta thi triển cái này tạo hóa kiếm quyết đi ra, tất nhiên là đánh đâu thắng đó. La Quân không khỏi nghĩ như thế. Trước đó, giáo thần Lena Hoya sử dụng bàn hoàng kiếm thi triển bàn hoàng lục thiên thần kiếm thuật, nhưng là hiển nhiên, môn kia kiếm thuật cùng tạo hóa kiếm quyết so ra, đó là sách giày cũng không xứng. Bàn hoàng lục thiên thần kiếm thuật cũng không phải là bàn hoàng sáng tạo, môn kia kiếm thuật là Lena Hoya chính mình sáng tạo, bất quá là lấy cái này tên. Và lại, hôm qua là ngưng mâu đang thi triển, ngưng mâu bất quá là Lena Hoya nhất tôn nguyên thần. Lại thêm thiên lăng lão tổ chúng đệ tử toàn bộ hợp lực, lại vận dùng pháp bảo tới, cho nên mới có thể trèo chống thật lâu. Có thể nói, hôm qua bàn hoàng lục thiên thần kiếm thuật uy lực cũng không có thật chính thể hiện đi ra. La Quân hoàn toàn lĩnh ngộ tạo hóa kiếm quyết, sau một tiếng, hắn đã học hội này môn lợi hại công pháp. Sau đó, La Quân vừa học tập tinh thần ngưng hoa thuật. Như thế thuật pháp thì là rút ra tinh thần chi lực, lấy giả làm giả, chế tạo vô cùng ảo giác. Nếu là thật sự đến cực hạn, có thể khiến người ta cảm thấy ngôi sao đầy trời rơi xuống đất, trời đất quay cuồng, vô pháp tự kiềm chế. Đây là không dựa vào pháp bảo, lấy tự thân pháp lực đến sáng tạo một cái tiểu thế giới. La Quân lập tức liền hiểu tinh thần ngưng hoa thuật ảo diệu. Pháp thuật này cũng không khó học, khó thì khó tại có thể thi triển tới trình độ nào. Nếu như thi triển không được, địch nhân một chút liền có thể phá vỡ tầng này ảo diệu. La Quân lại dùng một giờ, sau một tiếng, hắn lần nữa học hội tinh thần ngưng hoa thuật. Sau cùng, khó khăn nhất cũng là đại vận mệnh thuật. Đại vận mệnh thuật là muốn trưởng khống thiên địa khí vận, cải biến vận mệnh. Đương nhiên, thuật này phương pháp đã coi là cấm chú cấp bậc. Một khi phát động, muốn dung hợp thiên địa quy tắc, hóa thân thành vận mệnh chi thần. Làm ngươi lấy vận mệnh chi thần thân phận đem địch nhân vận mệnh cải biến lúc, cũng là thuật pháp thành công thời điểm. Cái môn này thuật pháp, lấy La Quân trước mắt tu vi, căn bản không có khả năng thi triển thành công. La Quân đầu tiên là lý giải đại vận mệnh thuật, sau một tiếng, hắn lý giải đại vận mệnh thuật. Nhưng hắn y nguyên vô pháp thi triển đại vận mệnh thuật. Này môn đại vận mệnh thuật đối thi pháp giả yêu cầu quá cao. Làm sao, Lục Nguyệt Hoa thấy thế, nói ra, làm sao đột nhiên ủ rũ. La Quân liền nói ra, ta đã đem trong long tộc tạo hóa kiếm quyết còn có tinh thần ngưng hoa thuật đều đã học hội. Cái gì, ngươi nhanh như vậy liền học được, làm sao có thể, cái này hai môn công pháp đều là phi thường khó. Lục Nguyệt Hoa một mặt không thể tin. La Quân cũng không tốt sắc, hắn nói ra, mặc dù có chút khó, nhưng là không làm khó được ta. Nhưng bây giờ,
ta căn bản là không có cách học hội đại vận mệnh thuật. Lục Nguyệt Hoa nói ra, ta nói ngươi tại ủ rũ cái gì, cái này đại vận mệnh thuật, liền long thần đều không có hoàn toàn học hội. Ngươi cái này ngồi như thế một hồi, liền muốn đem đại vận mệnh thuật học hội. Đây chẳng phải là nói chuyện viển vông. La Quân nói ra, đại vận mệnh thuật tuy nhiên rất thâm ảo khó hiểu, nhưng đây không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt là, ta tu vi còn kém quá xa, căn bản là không có cách thôi động bánh xe số mệnh. Lục Nguyệt Hoa nói ra, đại vận mệnh thuật loại này thuật pháp, thực vốn là không nên lưu giữ trên thế gian. Người vận mệnh chính là ý trời, môn thuật pháp này lại muốn cải biến người vận mệnh. Cái này vốn là thiên địa tối kỵ, người học không được cũng là chuyện đương nhiên. La Quân nói ra, có lẽ ngươi nói là đúng không? Lúc này, cũng đã là 1 giờ chiều. Ánh sáng mặt trời mãnh liệt lên. Toàn bộ rừng cây đều tắm rửa tại dạng này long lanh dưới ánh mặt trời. Lục Nguyệt Hoa nói ra, cách lâu như vậy, giáo thần Lena Hoya cùng Thiên Lăng lão tổ cũng không đuổi tới, xem ra bọn họ thật là đã mất đi chúng ta tung tích. Ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Một ngày này, La Quân vẫn tại tu luyện hỗn độn chi khí. Hắn dưới mắt còn không có cụ thể ý nghĩ, chỉ muốn đợi ngày mai qua đi, giúp Lục Nguyệt Hoa bận bịu về sau. Sau đó lại làm so đo đi tìm lợi hại pháp bảo. Lại hoặc là, dưới mắt chính mình cũng không cần thiết một mực đợi tại Thiên Lăng. Không bằng phải đi Thiên Nguyên đế quốc một chuyến, bên kia đất rộng của nhiều, cũng có thể tìm tới tốt pháp bảo đâu. Trước đó một đám người không dám đi Thiên Nguyên đế quốc, hiện tại hắn một thân một mình, lại có ngũ thải liên hoa kính. Cho nên ngược lại không có gì e ngại. La Quân tâm lý rất rõ ràng, hắn phải cứu về Đa Luân Tư bọn họ, vậy thì nhất định phải chính mình cường đại lên. Chính mình cường đại, mới có thể để giáo thần Lena Hoya kiêng kỵ. Lena Hoya càng kiêng kỵ chính mình, nhiều như vậy Luân Tư cùng Duẫn Nhi bọn họ liền sẽ càng an toàn. La Quân cũng biết, dưới mắt lấy hắn bản sự, đó là căn bản cũng đừng nghĩ từ Lena Hoya trong tay cứu trở về Duẫn Nhi các nàng. Cứu trở về, cũng vô pháp bảo vệ bọn hắn. Một đêm này an ổn quá khứ. Ngày thứ hai, khí trời y nguyên tinh tốt. La Quân tiếp tục tu luyện, hắn tu vi tăng trưởng tốc độ thật nhanh. Hỗn độn chi khí không có gì không dung, không có gì không bao. Tầm thường ma pháp sư tu luyện, đều muốn trở lên tốt ma pháp tinh thạch đến minh tưởng, hấp thu bên trong nguyên thủy nguyên tố chi lực. Nhưng La Quân lại không cần A, cho nên hắn tiến bộ là phi thường nhanh. Đương nhiên, giống Lena Hoya cùng Thiên Lăng lão tổ cường giả như vậy, đã sớm thoát khỏi đối tinh thạch ỉ lại. Các nàng có thể giống như La Quân, trực tiếp từ không trung hấp thu cần thiết lực lượng đến mạnh đại thần linh. Liền xem như Lục Nguyệt Hoa, cũng đối tinh thạch yêu cầu rất nhỏ. Lại nói một ngày này cũng rất nhanh liền đến tối, La Quân hướng một mực minh tưởng Lục Nguyệt Hoa nói ra, đã đến ngày thứ ba, người muốn ta hỗ trợ đến là cái gì? Hiện tại có thể công bố A. Lục Nguyệt Hoa liền cũng mở to mắt. Nàng nói ra, ngươi phải nhớ kỹ trước ngươi đã đáp ứng ta sự tình. À, ta đáp ứng ngươi cái gì? La Quân không khỏi tâm lý một cái lộp bộp. Lục Nguyệt Hoa nói ra, trước ngươi nói qua, nếu là chúng ta tìm tới Thiên Lăng phần mộ, bên trong pháp bảo ngươi để cho ta chọn trước. Ngươi quên. Ta qua, La Quân trong lòng nhất thời cuồng loạn lên. Hắn nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn, tràn đầy hưng phấn nói, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi biết đến đó tìm Thiên Lăng phần mộ? Đây là một loại ngủ gật đến, có người đưa gối đầu cảm giác. Càng là một loại đột nhiên trên trời rơi xuống 5 triệu trao giải cảm giác. Không đúng, hẳn là ức vạn trao giải. Lục Nguyệt Hoa mỉm cười, sau đó, nàng nghiêm mặt nói ra, La Quân, ta cố ý chờ 3 ngày này, thì là muốn quan sát một chút ngươi làm người. Dù sao, Thiên Lăng phần mộ sự tình quá mức trọng đại, trước đó cái kia Ngô Tuấn Giật lúc đầu ta là xem trọng hắn. Nhưng là người này, ta quan sát hắn một đoạn thời gian. Phát hiện hắn thực tại không thể tin. Không có nghĩ tới tên này sau cùng kìm nén không được, thế mà trộm ta đồ, vật. Đến là chuyện gì xảy ra? La Quân kiềm chế lại hưng phấn, hỏi. Lục Nguyệt Hoa nói ra, Thiên Lăng phần mộ là tại chết trong biển một cái trong kết giới, mà chúng ta Nguyệt Ảnh cung một mực lấy bí mật này. La Quân nói ra, đã các ngươi vẫn luôn biết bí mật này, vì cái gì một mực không có đi vào. Đến còn cần thỏa mãn điều kiện gì? Lục Nguyệt Hoa nói ra, mở ra Thiên Lăng phần mộ kết giới cần một đạo pháp khí, cái này đạo pháp khí cũng chính là chúng ta Trấn Cung Chi Bảo. Này Trấn Cung Chi Bảo chính là cái vật này, nó gọi là âm dương miệng. Nói đến đây thời điểm, Lục Nguyệt Hoa đem một dạng sự vật lấy ra, đưa tới La Quân trước mặt. La Quân nhìn sang, đó là một cái cùng loại đồng hồ cắt đồ,
vật, nhưng cũng không phải đồng hồ cát. Mà lại, phía trên là màu đen, phía dưới là màu trắng, phân biệt rõ ràng. Đây chính là mở ra thiên lăng phần mộ kết giới chìa khóa. La Quân kỳ quái hỏi. Lục Nguyệt Hoa nói ra, chìa khóa ở bên trong. Thực cái này âm dương miệng coi như bị cái kia Ngô Tuấn giật cướp đi, hắn cũng không có cách nào đem mở ra. Coi như hắn mở ra, hắn cũng không biết thiên lăng phần mộ kết giới ở nơi nào. La Quân nói ra, cái này thiên lăng phần mộ địa điểm thật đúng là ẩn nấp, cũng khiến người ta khó mà phòng bị a. Lục Nguyệt Hoa nói ra, đó là đương nhiên, thiên lăng phần mộ khiến biết bao anh hùng hào kiệt trong lòng hướng tới. Đạt được thiên lăng phần mộ, liền xem như ngu ngốc đều có thể thành là chúa tể một phương. Dạng này địa phương, nếu là dễ tìm, vậy cũng sớm không có chúng ta phần. La Quân tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, hắn là cái bảo trì bình thản người. Hắn nói ra, người còn không có nói cho ta biết, vì cái gì một mực muốn chờ tới bây giờ. Vì cái gì không sớm một chút qua thiên lăng phần mộ. Lục Nguyệt Hoa nói ra, đầu tiên, muốn mở ra âm dương miệng, cần Nguyệt Ảnh cung trấn cung pháp quyết. Môn pháp quyết này gọi là Đại Âm Dương Đạo Kinh, chúng ta nhất định phải đem Đại Âm Dương Đạo Kinh tu luyện tới tầng thứ 9 mới có thể. Mà lịch đại đến nay Nguyệt Ảnh cung cung chủ, không ai có thể đem Đại Âm Dương Đạo Kinh tu luyện tới tầng thứ 9. La Quân nói ra, vậy xem ra ngươi đã tu luyện tới tầng thứ 9. Lục Nguyệt Hoa lắc đầu, nói ra, ta cũng không có tu luyện tới tầng thứ 9. La Quân ngốc ngẩn ngơ, nói ra, vậy ngươi. Lục Nguyệt Hoa khuôn mặt khó được đỏ một chút, nàng nghiêm mặt nói ra, bất quá ta đã biết như thế nào mới có thể tu luyện tới tầng thứ 9. La Quân không khỏi trái tim nhảy một chút, gia hỏa này là cái thông minh tuyệt đỉnh người. Mà lại nhìn Lục Nguyệt Hoa thần thái khó được nhăn nhó một chút. Phải biết, Lục Nguyệt Hoa thế nhưng là loại kia khí chàng rất cường nhân, không có gì có thể lấy để cho nàng thẹn thùng. La Quân lập tức nói, Đại Âm Dương Đạo Kinh, có âm dương hai chữ. Bởi vì cái gọi là cô âm bất trường, cô dương bất sinh. Chẳng lẽ tầng cuối cùng đột phá là cần nam nữ song tu? Lục Nguyệt Hoa kinh ngạc nhìn La Quân liếc một chút, nàng nhịn không được nói ra, người đến là quá hạ lưu, vẫn là quá thông minh. La Quân vội ho một tiếng, trong lòng hắn cuồng hỉ. Ta dựa vào, còn có chuyện tốt bực này à. Bất quá hắn lập tức che giấu đi loại này vui sướng, hắn đường đường chính chính nói ra, người nói gì vậy, ta đương nhiên là quá thông minh. Âm dương sinh vạn vật, đạo lý này ta sao lại không hiểu. Lục Nguyệt Hoa nói ra, không sai, giữa nam nữ cùng một chỗ, âm dương kết hợp liền có thể dựng dục ra tân sinh mệnh tới. Đây là huyền diệu nhất lực lượng. Ta Đại Âm Dương Đạo Kinh muốn tu luyện tới tầng thứ 9 thật là cần song tu. Nàng đón đến, nói ra, bất quá ngươi cũng đừng hiểu sai. Loại này song tu không phải thịt tu, mà chính là linh tu. À, La Quân nhất thời dừng bút, hắn nói, linh tu là cái quỷ gì? Lục Nguyệt Hoa có chút nghe không hiểu La Quân như thế hiện đại hóa lời nói, bất quá nàng cũng có thể đại khái đoán ra là có ý gì. Nàng nói ra, thịt tu bất quá là hạ thừa, linh tu chính là giữa linh hồn giao lưu. Đây mới thực sự là thượng thừa chi thuật. La Quân nói ra, thì ra là thế. Ngươi thật giống như rất thất vọng, ngươi vừa rồi chẳng lẽ tại muốn. Lục Nguyệt Hoa nhìn La Quân liếc một chút, nói. Không có, La Quân nói ra, ta cũng không có nghĩ lung tung. Lục Nguyệt Hoa cười khúc khích, nàng nụ cười này, nhất thời lại là bách mị mọc lan tràn. Nàng nói ra, được rồi, không cùng ngươi nhiều lời. Ta hiện đang dạy ngươi như thế nào linh tu. La Quân nói ra, chờ một chút. Lục Nguyệt Hoa nao nao, nói, thế nào, ngươi còn có nghi vấn. La Quân nói ra, ngươi thực sự tin tưởng ta. Trọng yếu như vậy bí mật, ngươi thì nói cho ta biết. Thực ngươi có thể không cần phải nói thiên lăng phần mộ sự tình. Ngươi liền nói muốn ta giúp ngươi đột phá Đại Âm Dương Đạo Kinh tầng thứ 9 là được rồi. Lục Nguyệt Hoa mỉm cười, nói ra, Ngô Tuấn giật là Huyền Nguyệt bọn họ tìm người. Người trẻ tuổi kia rất là giàu hoạt, bắt đầu ngụy trang rất tốt. Nhưng ta thủy chung không tín nhiệm, này mới khiến Ngô Tuấn giật bí quá hóa liều. Nói đến, chúng ta khảo sát Ngô Tuấn giật đã có thời gian 3 năm. Nhưng chúng ta chỉ nhận biết 3 ngày, người giống như này tín nhiệm ta. Cái này khiến La Quân có chút cảm động. Lục Nguyệt Hoa nói ra, ta tin tưởng ta cảm giác. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, giờ khắc này hắn cảm thấy rất là vui vẻ. Hắn nói ra, cảm ơn ngươi tín nhiệm, thì xong ngươi câu nói này, ta liền không thể phụ ngươi. Ngươi nếu là không có nghi vấn, chúng ta liền bắt đầu đi. Lục Nguyệt Hoa nói ra. La Quân nói ra, tốt. Lục Nguyệt Hoa đột nhiên lại nghĩ đến cái gì,
nàng nói ra, vậy ngươi thì không sợ ta đột phá đại âm dương đạo kinh tầng thứ 9 về sau, vứt xuống ngươi, một mình qua tìm Thiên Lăng phần mộ. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Vốn chính là thiên hàng hoành tài, mất đi, đó cũng là ta số mệnh không tốt. Ta sợ cái gì, lại nói, ta là trước kia liền đáp ứng qua muốn giúp ngươi, nhưng khi đó chúng ta lại không nói xong muốn đi lấy Thiên Lăng phần mộ pháp bảo. Lục Nguyệt Hoa mỉm cười, nói ra, ngươi là ta gặp qua đặc biệt nhất nam tử. La Quân cười ha ha, nói, chẳng lẽ ngươi gặp qua rất nhiều nam nhân? Lục Nguyệt Hoa bạch La Quân liếc một chút, nói ra, chúng ta bắt đầu đi. Tiếp đó, mình A thì lấy thần thức giao lưu. La Quân nói ra, tốt. Sau đó, La Quân liền đuổi ra hỗn độn chi khí. Lục Nguyệt Hoa cũng đuổi ra nàng thần linh bên trong thủy nguyên tố tinh hoa chi lực. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Cái này một cái chớp mắt là phi thường kỳ diệu cảm giác, tựa như là La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa thông qua một loại nào đó thần diệu liên hệ, hai người não vực nối liền cùng một chỗ. La Quân, ta hội vận chuyển đại âm dương đạo kinh, người hỗn độn chi khí đi theo ta nguyên tố chi lực dung hợp, hiểu chưa? Lục Nguyệt Hoa dùng thần thức câu thông La Quân. La Quân trả lời, minh bạch. Lục Nguyệt Hoa sau đó liền bắt đầu vận công, La Quân liền nhìn thấy Lục Nguyệt Hoa nước nguyên tố chi lực trên không trung xoay chậm chậm đứng lên. Chậm rãi, cỗ này nước nguyên tố chi lực hình thành một dòng trong suốt dịch thể. Cỗ này dịch thể đem La Quân hỗn độn chi khí hòa tan vào. La Quân không làm bất kỳ kháng cự nào, cái kia trong suốt dịch thể tựa như là quấy cà phê một dạng, sau cùng hình thành vòng xoáy. La Quân hỗn độn chi khí hoàn toàn cùng nước nguyên tố chi lực hòa làm một thể. Sau cùng, cỗ lực lượng này một lần nữa hướng La Quân trong não vực dũng mãnh lao tới. La Quân cũng không có cự tuyệt. Lục Nguyệt Hoa lấy thần thức nói ra, người hỗn độn chi khí thần diệu vô biên, cái này tiết kiệm ta rất nhiều tinh lực. Trước đó, Huyền Nguyệt bọn họ cũng là nhìn chúng Ngô Tuấn Dật dương cương thể chất. Ngô Tuấn Dật tu luyện trên thực tế là hỏa nguyên tố, hắn cùng ta nếu là song tu, ta sẽ phi thường cố hết sức. Bất quá, cũng càng có thể giúp ta âm dương dung hợp, đột phá đại âm dương đạo kinh tầng thứ 9. La Quân không khỏi nói ra, theo Ngô Tuấn Dật loại kia làm người buồn nôn song tu, người cũng tu được xuống dưới. Lời nói này có chút khen tuông. Lục Nguyệt Hoa không khỏi cười một tiếng, nói ra, ta có thể từ đầu đến cuối không có đồng ý qua. La Quân cười hắc hắc. Lục Nguyệt Hoa nói ra, tiếp đó, ta muốn lấy thân thể ngươi làm vật trung gian, hoàn thành âm dương dung hợp, ngươi một mực buông lỏng liền tốt. La Quân nói ra, ngươi thỏa thích tới đi, ta sẽ không phản kháng. La Quân câu nói này nói tựa như là tiểu mỹ nữ bị ác bá ức một dạng. Đây là thuộc về hắn cười lạnh, bất quá đáng tiếc, Lục Nguyệt Hoa cùng hắn không phải một cái không gian người. Cho nên cũng vô pháp hiểu cái này bên trong hàm nghĩa. Lục Nguyệt Hoa chỉ là nói, làm sao nghe lời này của ngươi là lạ. La Quân cười ha ha một tiếng. Sau đó, Lục Nguyệt Hoa liền đem cỗ này tinh thuần nước nguyên tố chi lực xuyên vào đến La Quân trong não vực. Đó là cái vô cùng nguy hiểm quá trình. Riêng là đối La Quân tới nói, bởi vì Lục Nguyệt Hoa lực lượng thuộc về ngoại lực tiến vào trong đầu của hắn, vậy thì đồng nghĩa với là tại trong đầu hắn thả một quả bom hẹn giờ. Chỉ cần đối phương hơi mất đi khống chế, hoặc là trong lòng còn có không tốt, cái kia chính là tuyệt đối họa sát thân. La Quân chịu để Lục Nguyệt Hoa lực lượng tiến vào hắn trong não vực, cái này thực cũng coi là hắn đối Lục Nguyệt Hoa tuyệt đối tín nhiệm. Phần này tín nhiệm cũng đủ làm cho Lục Nguyệt Hoa cảm động. Sau đó, cỗ này nước nguyên tố chi lực bắt đầu hướng La Quân trong thân thể du tẩu. Loại cảm giác này để La Quân cảm thấy rất quái dị, giống như là một con rắn trong thân thể du tẩu một dạng. Sau cùng, cỗ lực lượng này chiếm cứ tại La Quân vùng đan điền. La Quân liền cảm giác chỗ vùng đan điền ủ ấm, mà lại tựa hồ muốn cùng cỗ lực lượng này dung hợp lại cùng nhau. Cỗ lực lượng này tiếp lấy bắt đầu thu nạp La Quân trong thân thể khí huyết, từng tia huyết dịch cùng cỗ lực lượng này bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Dần dần, ước chừng qua nửa giờ, La Quân cơ hồ muốn không cảm giác được cỗ lực lượng này tồn tại. Sau đó, trong đan điền sinh ra một cỗ kỳ dị cảm giác tới. Loại cảm giác này vô cùng rõ ràng, tựa như là nữ tính có thai thời điểm, loại kia thai động cảm giác. Tại chính mình trong đan điền, thế mà dựng dục ra sinh mệnh. Ta dựa vào. La Quân giật mình, chẳng lẽ lão tử muốn theo Lục Nguyệt Hoa sinh em bé? Sinh em bé không đáng sợ, cần phải lão tử sinh em bé, cái kia chính là tương đương đáng sợ a.
Ngươi đừng hốt hoảng, Lục Nguyệt Hoa thanh âm lập tức truyền đến, nàng nói ra, đây là Đại Âm Dương Đạo Kinh chỗ sinh ra một cái đạo quả, chỉ có được cái này mai đạo quả, ta mới có thể bước vào Đại Âm Dương Đạo Kinh tầng thứ 9. La Quân là có nỗi khổ không nói được, hắn cười khổ nói, người đây là đang lừa ta à. Thế này sao lại là cái gì song tu, cái này căn bản thì lúc để cho ta cho ngươi thai nghén đạo quả à. Lục Nguyệt Hoa cười giả dối, nói ra, ta như nói thẳng ra, người cái kia hội sảng khoái như vậy đáp ứng. La Quân nói ra, người có thể chớ đắc ý, đạo này quả còn tại ta chỗ này không có sinh ra. Ta nếu là không nguyện ý, người vẫn là không có cách. Lục Nguyệt Hoa nói ra, vì ngươi pháp bảo, ngươi thì nhịn một chút đi. Vậy không được, La Quân nói ra, ngươi đến ngoài định mức đáp ứng ta một cái điều kiện, không phải vậy lời nói, hai chúng ta thì không bàn nữa. Lục Nguyệt Hoa trầm ngâm một cái chớp mắt, nói, tốt ha, ngươi nói ngươi muốn cái gì điều kiện. Nhưng không cho quá phận. La Quân nói ra, ta muốn hôn ngươi một phút đồng hồ, không cho ngươi phản kháng. Bất cứ lúc nào, hắn đều đổi không muốn ăn Lục Nguyệt Hoa đậu hũ bản tính a. Lục Nguyệt Hoa không khỏi đỏ mặt, nói, ngươi không đáp ứng cũng được, ta lập tức thì thu công. La Quân lập tức rèn sắt khi còn nóng. Lục Nguyệt Hoa lúc này nơi đó có thể cho phép có biến hóa, tuy nhiên biết rõ La Quân rất không có khả năng thực biết thu công. Nhưng là nàng vẫn là không thể tránh né rất nhiều chút hoảng hốt, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lục Nguyệt Hoa vội vàng đáp ứng, nàng hiện tại cũng mặc kệ hắn, chờ thật ngưng kết đạo quả rồi nói sau. Đến lúc đó quyệt nợ. La Quân cũng không có cách nào. La Quân cười hắc hắc, nói ra, đây chính là người đáp ứng ta. Sau 10 phút, một cái đạo quả rốt cục hoàn chỉnh lột xác ra tới. La Quân lực lượng cùng Lục Nguyệt Hoa lực lượng kết hợp với nhau, ngưng kết thành một cái tinh lóng lánh đạo quả. Cái này mai đạo quả từ La Quân miệng bên trong bay ra tới. Lục Nguyệt Hoa đưa tay chụp một cái, trực tiếp thì nắm trong tay. Sau đó, Lục Nguyệt Hoa liền tương đạo quả nuốt vào trong bụng. La Quân ngưng thần nhìn lấy Lục Nguyệt Hoa thôn phệ đạo quả về sau, thân thể nàng bắt đầu phát nhiệt, tiếp lấy trên mặt, trắng như tuyết trên cổ tất cả đều là một mảnh ửng hồng. La Quân thầm nghĩ, đạo này quả tại trong thân thể ta dựng dục ra đến, thuộc về vật thuần dương. Bây giờ Lục Nguyệt Hoa thôn phệ đạo quả, thứ này cũng ngang với là âm dương dung hợp. Lục Nguyệt Hoa toàn thân đều là một mảnh đỏ bừng, gương mặt bên trên đỏ bừng càng thêm rõ ràng. Sau cùng thành tươi diễm hồng sắc, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Mà lại, nàng trên dưới quanh người bắt đầu mồ hôi rơi như mưa. Loại tình huống này, vô cùng muốn nam nữ làm sung sướng sự tình đến vui sướng nhất phản ứng. Sau một hồi khá lâu, Lục Nguyệt Hoa thân thể co rút đứng lên. Đó là một loại nói không nên lời run rẩy. Tiếp qua nửa ngày, Lục Nguyệt Hoa rốt cục mở to mắt, cũng miệng lớn thở dậy khí tới. La Quân ngửi được một trận dị hương. Đây là Lục Nguyệt Hoa mùi mồ hôi nhi phát ra mùi thơm. Bởi vì Lục Nguyệt Hoa thân thể tinh khiết không tạp chất, cho nên tản mát ra mùi mồ hôi thế mà cũng là hương. Thế nào, thành công sao? La Quân lập tức hỏi Lục Nguyệt Hoa. Lục Nguyệt Hoa gật gật đầu, nói ra, ta đã đột phá tầng thứ 9. La Quân cũng là thở phào một hơi, nói ra, vậy quá tốt. Sau đó, hắn đứng lên, nói ra, ta qua ngoài trướng, ngươi tranh thủ thời gian đổi một bộ quần áo đi. Lục Nguyệt Hoa gật gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, La Quân rời đi lều vải. Sau 5 phút, trong lều vải truyền đến Lục Nguyệt Hoa thanh âm, vào đi. La Quân ngay sau đó liền lần nữa tiến vào lều vải. Vừa vào lều vải, hắn liền trông thấy Lục Nguyệt Hoa đổi một thân màu đỏ thẫm cung trang, cái này một thân cung trang để cho nàng lộ ra càng thêm ung dung hoa quý. Bây giờ ta đã tu luyện tới tầng thứ 9, cái này âm dương miệng chỉ cần ta tâm niệm nhất động liền có thể mở ra. Lục Nguyệt Hoa nói ra, bất quá vì bảo hiểm, chúng ta vẫn là đến Thiên Lăng phần mộ kết giới lại đi mở ra, ngươi xem coi thế nào. La Quân nói ra, ngươi làm chủ liền tốt. Lục Nguyệt Hoa nói ra, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta đợi hừng đông thì lên đường tiến về Thiên Lăng phần mộ kết giới. La Quân nói ra, tốt. Lục Nguyệt Hoa nói ra, ngươi lúc này có thể tự mình tu luyện, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Chờ một chút, La Quân vội ho một tiếng, nói ra. Ngươi có phải hay không quên một chuyện? Lục Nguyệt Hoa rất lợi hại nghiêm túc nhìn lấy La Quân, nói, chuyện gì? Ta dựa vào, La Quân tâm đạo, này nương môn nhi đang cùng ta trang đây. Hắn hì hì cười một tiếng, nói ra, ngươi đã đáp ứng ta, để cho ta hôn một phút đồng hồ. Từ cùng Lục Nguyệt Hoa song tu ngưng kết đạo quả về sau,
La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa ở giữa thân mật cùng tín nhiệm là tăng lên trên diện rộng. Cho nên hiện tại, La Quân cũng liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Ta có đáp ứng ngươi sao? Lục Nguyệt Hoa nói ra, ta làm sao không có chút nào nhớ kỹ. La Quân nói, móa, chưa thấy qua giống ngươi như thế vô lại. Lục Nguyệt Hoa cười một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết, nữ nhân trời sinh liền sẽ nói lời nói không tính toán gì hết. La Quân bất đắc dĩ, nói, xem như ngươi lợi hại. Ta ngủ, không có chuyện chớ quấy rầy ta, Lục Nguyệt Hoa nói ra. Nàng sau khi nói xong coi như thật ngủ. Tại La Quân bên người ngủ, Lục Nguyệt Hoa rất là an ổn. Nàng tuyệt không lo lắng La Quân sẽ làm ra gây bất lợi cho nàng sự tình tới. Bởi vì tại ngưng kết đạo quả quá trình bên trong, La Quân là đem tánh mạng không giữ lại chút nào giao cho trong tay nàng. Bất quá, ngoài ý muốn cũng là phát sinh ở rạng sáng 2 giờ. Lúc này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, Lục Nguyệt Hoa cảm thấy thân thể siết chặt, lập tức cũng là không thể động đậy. Lục Nguyệt Hoa đột nhiên mở mắt. Nàng vừa mở mắt liền trông thấy La Quân dùng thanh long tác tác ở nàng, ngươi muốn làm gì? Lục Nguyệt Hoa tại cái này một cái chớp mắt hãi nhiên thất sắc, đồng thời, nàng lại cảm thấy buồn giận. Ta cuối cùng vẫn là sai tin hắn, Lục Nguyệt Hoa trong lòng thích huyết. La Quân hì hì cười một tiếng, nói ra, đây là nguyên thủy thánh điển bên trong thanh long tác, ngươi tuyệt đối không nên dãy dụa. Bởi vì ngươi một khi dãy dụa, bên trong thanh long gai xương hội rảo nhập ngươi huyết nhục. Không nghĩ tới ngươi là loại người này, ta thật sự là sai tin ngươi. Lục Nguyệt Hoa nói ra, nhưng ngươi đừng quên, âm dương miệng không có ta, ngươi là mở không ra. Ngươi càng không biết thiên lăng phần mộ kết giới ở nơi nào. La Quân không khỏi không hiểu ra sao, hắn nói ra, ngươi nghĩ gì thế? Ca muốn thật mưu đồ ngươi những vật này, sẽ không chờ ngươi dẫn ta đi lại nói. Lục Nguyệt Hoa nhất thời cũng là không hiểu ra sao, nàng cũng cảm thấy cái này có chút không hợp với lẽ thường. Vì vậy nói, vậy ngươi đến muốn làm gì? La Quân cười hắc hắc, nói ra, ngươi thiếu nợ ta hôn, để ngươi vô lại. Thảo, Lục Nguyệt Hoa nghe xong La Quân nói, lập tức liền bạo câu nói tục. Mẹ nó, thật sự là tuyệt đối nghĩ không ra, gia hỏa này thế mà ngây thơ như vậy. Làm lớn như vậy một chỗ, thế mà thì vì cái này. Lão nương hồn đều sắp bị hoảng sợ không có được không? Nguyệt hắc phong cao. La Quân đột nhiên liền đến. Đem Lục Nguyệt Hoa ép dưới thân thể. Ngươi muốn làm, Lục Nguyệt Hoa khuôn mặt đỏ bừng, vừa kinh vừa sợ. Nhưng là nàng há miệng, La Quân liền đã hôn đi. Thống khoái a! Một sát na này, La Quân hôn lên Lục Nguyệt Hoa, lập tức liền triển khai cao siêu kỹ thuật hôn, liền đầu lưỡi cũng chui vào. Dựa vào, có tiện nghi không chiếm vương bát đản. La Quân đồng thời tốt vỏ bên trên Lục Nguyệt Hoa mềm mại, cái này khiến Lục Nguyệt Hoa càng thêm nổi giận. Một phút đồng hồ sau, La Quân đúng giờ rời đi Lục Nguyệt Hoa. Hắn khoanh chân làm tốt, sau đó nhắm mắt ngưng thần. Ha ha, lúc này, hắn nào dám nói nhảm a? Lục Nguyệt Hoa hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng cả giận nói, người còn không buông ta ra. La Quân cười hắc hắc, nói ra, chờ trời sáng, cho ngươi thêm giải khai, ta hiện tại cho ngươi giải khai, ngươi không giết ta. Lục Nguyệt Hoa nói, hừng đông, ta cũng như thế giết ngươi. Ha ha, ngủ đi, La Quân nói ra, ta nhìn ngươi vừa rồi cũng rất hưởng thụ a, về sau còn chủ động hôn ta. Ngươi đi chết, ta không có. Lục Nguyệt Hoa nổi giận tới cực điểm. La Quân nói ra, không cùng ngươi kéo, ta muốn đi ngủ, đừng ầm ĩ ta. Gia hỏa này sau khi nói xong thì thật nhắm mắt lại. Lục Nguyệt Hoa cầm La Quân cũng là không có nửa điểm biện pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong lều vải tràn ngập hắc ám cùng tĩnh mịch. Dần dần, Lục Nguyệt Hoa nộ khí cũng bắt đầu chìm xuống. Nàng không tự chủ được mắt nhìn bên người La Quân, La Quân khía cạnh gương mặt cũng là củ ấu rõ ràng. Hắn không có đẹp trai như vậy, nhưng cũng là tràn ngập dương cương chi khí. Đây là để lòng của nữ nhân động dương cương chi khí. Lục Nguyệt Hoa không tự chủ được hồi tưởng lại bị La Quân cưỡng hôn cảm giác, trong nháy mắt đó, thân thể là run rẩy, thực cũng không có như vậy kháng cự. Chẳng qua là cảm thấy, nhất định phải phản kháng. Nếu như không phản kháng, vậy mình thành cái gì? Lục Nguyệt Hoa chưa từng có bị người như thế khinh bạc qua, loại này cùng nam nhân tiếp xúc cảm giác là bình sinh lần đầu tiên. Giống như cảm giác không quá hỏng sao, Lục Nguyệt Hoa tâm lý thầm suy nghĩ. Sáng ngày thứ hai, tia nắng ban mai vẩy chiếu xuống tới. La Quân mở mắt ra, hắn hướng Lục Nguyệt Hoa nhìn sang.
Lục Nguyệt Hoa nhắm mắt lại, không biết là tại ngủ hay là cố ý vờ ngủ. La Quân hì hì cười một tiếng, sau đó thì thu trở lại thanh long tác. Nguyệt Hoa, ngủ được thế nào? La Quân cười đùa tí tửng. Lục Nguyệt Hoa hung dữ chừng La Quân liếc một chút, lại là không để ý tới La Quân. La Quân tâm lý liền thở phào, hắc hắc, quả nhiên, một đêm qua đi, khí này vẫn có thể tiêu tan. Quản chi Lục Nguyệt Hoa lúc ấy thật sự là như vậy nghiến răng nghiến lợi. Dưới mắt, Lục Nguyệt Hoa cũng là không thể làm gì. Dù sao tối hôm qua sự tình cảm thấy khó xử, nàng lão nhắc lên cũng là có chút xấu hổ. Nàng lại không muốn cùng La Quân làm giống như là liếc mắt đưa tình, quá mất thân phận mà. Chờ tiến thiên lăng phần mộ về sau, chúng ta theo như nhu cầu, như thế về sau, đường ai nấy đi, coi như là không biết một dạng. Lục Nguyệt Hoa đột nhiên lạnh lùng nói ra. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn liền biết Lục Nguyệt Hoa tâm lý còn có khí. Thế là hắn liền nói, ai, nếu là dạng này, vậy ta vẫn không đi thiên lăng phần mộ. Ngươi coi thật không đi, Lục Nguyệt Hoa nhìn về phía La Quân, từng chữ hỏi. Nàng biểu lộ rất lợi hại nghiêm túc. La Quân nói ra, thật không đi, hắn là cái quỷ tinh gia hỏa, thực hắn cũng là đã ăn chắc Lục Nguyệt Hoa, cho nên mới sẽ gan to như vậy. Nếu như là không chắc, hắn đoạn sẽ không như thế nói. Cái kia đây chính là ngươi tuyển, Lục Nguyệt Hoa nói ra. La Quân nói ra, đúng, ta tuyển, trừ phi ngươi cầu ta, nói chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải vậy lời nói, ta một miếng nước bọt một cái đinh, nói không đến liền không đi. Lục Nguyệt Hoa nói ra, tốt, ta thỏa mãn ngươi. Nàng nói xong cũng đứng lên, nói, ta đi, cái này lều vải cho là ta tặng cho ngươi. La Quân chậm rãi nói ra, không tiễn, hắn tuyệt không sốt ruột. Lục Nguyệt Hoa không khỏi sửng sốt, nàng mặc dù là Nguyệt Ảnh cung cung chủ. Mặc dù tuổi tác so La Quân lớn, nhưng là luận đến khôn khéo, còn có lịch duyệt vậy thật đúng là so ra kém La Quân. Nàng lúc này cũng thật sự là không chắc La Quân là đến thật vẫn còn đến giả. La Quân dứt khoát nằm xuống, nhắm mắt thì ngủ. Lục Nguyệt Hoa khó hiểu nói, La Quân, ngươi đừng quên, ngươi nếu không qua thiên lăng phần mộ, ngươi căn bản là không có cách đối kháng giáo thần Lena Hoi ha. Vậy ngươi cũng căn bản không có khả năng cứu trở về ngươi đồng bạn. La Quân lập tức liền ngồi xuống, hắn nói ra, không sai, những này thật là rất trọng yếu. Nhưng ta tin tưởng, cho dù không đi thiên lăng phần mộ, ta cũng nhất định có thể nghĩ đến biện pháp đến cứu bọn họ. Hắn đón đến, nói ra, ta càng không muốn bởi vì tối hôm qua ta đường đột, tạo thành ngươi ở trong lòng hận ta. Ta càng vô pháp tiếp nhận về sau chúng ta mỗi người một ngả. Trừ phi ngươi tha thứ ta, không phải vậy ta tuyệt không qua. Lục Nguyệt Hoa hơi hơi ngơ ngẩn. Trong nội tâm nàng không khỏi lại có chút cảm động. Cái này một cái chớp mắt, đối La Quân oán khí cũng liền thật biến mất. Bất quá đồng thời, Lục Nguyệt Hoa cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nàng một chống nạnh, nói ra, hợp lấy ta vẫn phải xin ngươi đi không được a. Ngươi có biết hay không, cái này thiên lăng phần mộ là bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn qua địa phương. Loại này thiên cơ hội thật tốt, là người khác cầu đều cầu không được. La Quân nói ra, dù sao ngươi không tha thứ ta, ta thì không đi. Lục Nguyệt Hoa cắn răng một cái, nói ra, tốt, xem như ngươi lợi hại. Lần này thì cùng ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau ngươi lại muốn dám dạng này. La Quân đột nhiên nhảy dựng lên, ôm Lục Nguyệt Hoa vòng eo, sau đó trên khuôn mặt của nàng hung hăng hôn một cái, nói ra, hắc hắc, ta liền biết ngươi không nỡ bỏ lại ta. Đáng thương Lục Nguyệt Hoa chính là ma pháp cao thủ, nhưng thân thể tu vi không được a. La Quân trong chớp nhoáng này hành động, nàng căn bản không kịp phản ứng a. Cứ như vậy, lần nữa bị La Quân chiếm tiện nghi. Cái này một cái chớp mắt, Lục Nguyệt Hoa đều ngây ra như phỗng. La Quân lại là cảm thấy Lục Nguyệt Hoa vòng eo thật sự là mềm mại a. Mà lại có chút hít thịt, ôm lấy quá dễ chịu. Lục Nguyệt Hoa sau đó kịp phản ứng, nàng nhịn không được bạo nói tục, nói, ngươi tên vương bát đản này. La Quân cười ha ha, hắn buông ra Lục Nguyệt Hoa, nói ra, đói bụng, ta muốn ăn cái gì? Ngươi nhanh cầm sớm một chút đi ra. Chúng ta ăn liền tốt đi đường. Lục Nguyệt Hoa quả thực cũng là cầm La Quân không có biện pháp nào, nàng từ trong chữ vật giới chỉ cầm lương khô đi ra. Ta là đời trước thiếu ngươi có phải hay không? Lục Nguyệt Hoa nói ra. La Quân chứng chạc đàng hoàng nói ra, đúng vậy a, đời trước ngươi chính là lão bà của ta, ngươi đã đáp ứng ta, đời đời kiếp kiếp đều muốn tới hầu hạ ta, làm vợ ta. Thành thật tới nói, La Quân đối với ngự tỷ hình mỹ nữ thật sự là khuyết thiếu sức chống cự a. Tỷ như Đinh Hàm, tỷ như Trầm Mặc Nùng,
tỉ như dưới mắt Lục Nguyệt Hoa. Người sống một đời, chính là muốn sống thống khoái, thoải mái. La Quân hiện tại đã không có lấy trước như vậy bảo thủ. Lục Nguyệt Hoa khuôn mặt đỏ, nàng hung hăng trừng mắt La Quân, nói ra, người muốn là nói hưu nói vượn nữa, ta thì thật không dẫn người đi. La Quân cười hắc hắc, ngay sau đó thì không nói thêm lời. Không thể không nói, gia hỏa này là cái tán gái cao thủ. Biết lúc nào hẳn là dũng cảm tiến tới, lúc nào hẳn là có chừng có mực. Lục Nguyệt Hoa dạng này ái tình chim non, cái kia bị La Quân là mang sửng sốt một chút. Ăn sáng xong về sau, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa thu lều vải. Sau đó, hai người liền đạp vào mới hành trình. Khí trời rất tốt. Một đường thừa phong phá lãng mà đi. La Quân tâm tình rất tốt, bởi vì dưới mắt là cùng Lục Nguyệt Hoa quan hệ có đột phá tính tiến triển. Mà lại Thiên Lăng phần mộ cũng có thể tìm được. Lục Nguyệt Hoa một đường cũng không quá phản ứng La Quân, nhưng La Quân không hề để tâm. Ngược lại không có việc gì liền muốn kéo Lục Nguyệt Hoa nói chuyện phiếm. Ai, Nguyệt Hoa a, người đối người chồng tương lai có cái gì đặc biệt yêu cầu a? Giống như ta vậy, ngươi nhìn được không? La Quân hỏi. Lục Nguyệt Hoa thối không để ý tới La Quân. La Quân tuyệt không nhụt chí, nói ra, dù sao đi, ta là thật thích như ngươi loại này loại hình. Ngươi nhìn ngươi lại xinh đẹp, lại có khí chất, mà chính là tu vi cũng cao. Vẫn là nhất cung chi chủ, tài bảo vô số. Ta nếu có thể tìm giống như ngươi làm vợ, vậy ta thật sự là đời trước tích phúc tích đức. Ta về sau liền có thể hưởng phúc. Ngươi có phải là nam nhân hay không a? Ngươi làm sao có ý tứ dựa vào nữ nhân? Lục Nguyệt Hoa xem thường vô cùng nói ra. La Quân nói ra, ngươi đây thì không hiểu sao. Ta cảm thấy, tìm giống như ngươi có bản lĩnh lão bà, đó là rất lợi hại có cảm giác thành công sự tình. Lục Nguyệt Hoa nói ra, ngươi nghĩ hay lắm. Nàng nói ra, ngươi dạng này, ta chướng mắt. Vậy ngươi coi trọng như thế? La Quân hỏi. Lục Nguyệt Hoa nói ra, cái kia có liên hệ với ngươi sao? La Quân nói ra, cái kia đương nhiên là có liên quan hệ a. Ngươi không biết ta là rất lợi hại truyền thống nam nhân sao? Ngươi cũng hôn ta, ngươi không thể không chịu trách nhiệm a. Ngươi, Lục Nguyệt Hoa bị La Quân cái này tên dở hơi tức giận đến ở ngực đau, nói ra, ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Có thể a, La Quân nói ra, ngươi nhìn, hắn sau khi nói xong thì ôm Lục Nguyệt Hoa mềm mại vòng eo. Buông ra, Lục Nguyệt Hoa cả giận nói. La Quân đột nhiên thì hôn đi lên. Lục Nguyệt Hoa hai mắt trợn lên, nàng thật là lần đầu tiên trong đời gặp được giống La Quân dạng này người. La Quân ôm thật chặt ở Lục Nguyệt Hoa vòng eo, cứ như vậy hai người chính diện tương đối. La Quân mê say hôn đi lên, hấp thu Lục Nguyệt Hoa ngọt ngào nước bọt. Lục Nguyệt Hoa muốn đẩy ra La Quân, nhưng nàng nhưng lại cảm thấy thân thể là như thế dã rời bất lực. Sau một hồi lâu, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa rời môi. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú. Lục Nguyệt Hoa trong mắt bỗng nhiên tuôn ra nước mắt, nàng hung hăng đẩy ra La Quân, nói, ngươi quá phận. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn không nhìn được nhất cũng là nữ nhân nước mắt. Ta, La Quân không biết nên nói cái gì cho phải. Lục Nguyệt Hoa lau nước mắt, nàng nói với La Quân, từ giờ trở đi, ngươi không cần nói chuyện với ta. Đợi khi tìm được Thiên Lăng phần mộ, ta thiếu ngươi cũng toàn bộ hoàn lại. Về sau, ta không muốn gặp lại ngươi. La Quân sững sờ, hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn không hiểu Lục Nguyệt Hoa tâm tư. Tại vừa rồi trong khi hôn hít, hắn cho là hắn đã nắm giữ Lục Nguyệt Hoa tâm. Nhưng hiện tại xem ra, lại không phải có chuyện như vậy. Lòng của nữ nhân, biển châm. La Quân hoàn toàn không thể hiểu Lục Nguyệt Hoa đang suy nghĩ gì. Thật xin lỗi, La Quân ấy nói ra. Ngươi có phải hay không rất đắc ý? Lục Nguyệt Hoa hung hăng nói với La Quân, ngươi kỹ xảo cao siêu, liền xem như Nguyệt Ảnh cung cung chủ, cũng có thể bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. La Quân ngơ ngẩn, hắn nói ra, đùa bỡn, ngươi cảm thấy ta là tại đùa bỡn ngươi. Không phải vậy đâu, Lục Nguyệt Hoa nói ra, ngươi đừng quên, ta đi qua ngươi não vực. Ta biết ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, ngươi coi ta là gì. La Quân không khỏi lần nữa sửng sốt. Ta tuyệt không có đùa bỡn tâm tư. La Quân nghiêm mặt nói ra, Lục Nguyệt Hoa, ta hiện sẽ nói với ngươi lại nhiều đều sẽ tái nhợt bất lực. Như vậy đi, ngươi lần nữa tiến ta trong não vực. Đó là lừa gạt không người. Hắn nói xong cũng giữ chặt Lục Nguyệt Hoa tay. Sau đó, La Quân ôm Lục Nguyệt Hoa vòng eo, lấy cái trán dán sát vào Lục Nguyệt Hoa cái trán. Cái này một cái chớp mắt, hắn hỗn độn chi khí phát ra. Lục Nguyệt Hoa không tự chủ được phát ra thủy nguyên tố chi lực.
hai cỗ lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Tiếp theo, La Quân mời Lục Nguyệt Hoa tiến vào hắn trong não vực. Lục Nguyệt Hoa, ta đã từng do dự qua, bàng hoàng qua. Nhưng về sau, ta rốt cục nghĩ thông suốt, ta nếu muốn thuận lợi đạp vào tu vi trí cao chi cảnh, nhất định phải là tùy tâm sở dục, nhất định phải suy nghĩ thông suốt. Chúng ta chủ thế giới tu vi cùng mê thất đại lục khác biệt, nơi đó tu luyện rất khó khăn. Cho nên, ta đối với ngươi làm hết thảy, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đùa bỡn tâm tư. Ta đối với ngươi hết thảy, duy nhất giải thích chính là, ta thích ngươi. La Quân lấy thần thức câu thông Lục Nguyệt Hoa, đồng thời, hắn để Lục Nguyệt Hoa đi lấy hắn trí nhớ. Những cái kia đã từng qua lại, những cái kia đã từng bàng hoàng, còn có những cái kia thù cùng thương tổn. Ngay cả đối mặt Trần Thiên Nhai cùng Trần Diệc Hàn hết thảy, La Quân đều chi tiết hiện ra ở Lục Nguyệt Hoa trong thần thức. Đây hết thảy trí nhớ đều khó có khả năng làm bộ. Ngươi có thể nói ta không phải cái gì tốt nam nhân, nhưng ta chí ít sẽ không tới đùa bỡn cùng lừa gạt ngươi cảm tình. La Quân sau cùng nói như vậy. Lục Nguyệt Hoa thu hồi thần thức. Nàng nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nàng vẫn cảm thấy La Quân là cái không có gì tâm sự ánh sáng mặt trời tiểu tử. Nhưng nàng bây giờ mới biết, trong lòng hắn lại có như thế qua lại. Đó là nhân sinh cực hạn tàn khốc a. Mà đối với La Quân tới nói, hắn là phong lưu không giả. Nhưng hắn tuyệt không hạ lưu, càng sẽ không qua lừa gạt, ép buộc nữ tính tình cảm. Đây là hắn nguyên tắc. Hắn cũng ưa thích Lâm Thiến Thiến, nhưng Lâm Thiến Thiến muốn đi, hắn tôn trọng Lâm Thiến Thiến quyết định. La Quân kinh lịch đủ nhiều sự tình, hắn đối nhân sinh nhìn so với thường nhân muốn thấu triệt được nhiều. Tại trong mắt người bình thường, cả đời, cả một đời có lẽ cũng là ngơ ngơ ngác ngác qua. Nhưng La Quân đối thời gian trôi qua, đối với sinh mạng lý giải phải sâu khắc rất nhiều. Hắn biết, người ở trên đời này đi một lần là phi thường không dễ dàng. Nhân sinh như sương mai, thoáng qua tức thì. Một khi đi đến cuối cùng, thì không quay đầu lại nửa đường. Cho nên phải tận lực đừng cho chính mình có bất cứ tiếc nuối nào. La Quân thường xuyên sẽ muốn, 100 năm về sau hội là dạng gì. Khi đó, chính mình sẽ không chết. Nhưng bên người bằng hữu phần lớn đều sẽ già đi, chết đi. Đó là một loại rất kỳ diệu thể nghiệm. Trầm Mặc Nùng đã từng nói với La Quân qua, nàng hy vọng cùng La Quân vĩnh viễn làm bằng hữu, đi thẳng xuống dưới. Bởi vì nàng nhìn thấu triệt hơn, La Quân bên người bằng hữu, người yêu đều sẽ già nua đi. Nhưng nàng lại có thể cùng La Quân bất hủ. Người yêu ở giữa sẽ có tách rời, nhưng thân mật bằng hữu lại như rượu viên tịch một dạng, càng trần càng thơm. Trầm Mặc Nùng nghĩ là, cái kia 100 năm về sau, nàng có thể cùng La Quân cùng một chỗ ngao du hư không, thăm dò tinh không chi mê. Trong quá trình này, nếu như La Quân dừng bước không tiến, đó cũng là vô pháp thỏa mãn Trầm Mặc Nùng nguyện vọng. Chúng ta đi thôi, Lục Nguyệt Hoa bỗng nhiên nói ra. Nàng đột nhiên mở miệng, đem La Quân thu suy nghĩ lại đến hiện thực. La Quân nhìn về phía Lục Nguyệt Hoa thần sắc thanh lãnh, cũng không nói nhiều cái gì. La Quân cũng nhìn không ra trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá sự tình đã đến nước này, La Quân đương nhiên sẽ không lại đi cưỡng cầu cái gì. Hai người một đường bay về phía trước được. Từ đó vừa đi ngàn dặm sau khi, tại 5 giờ chiều, hai người rốt cục đi vào Tử Hải một chỗ trống trải khu vực. Chết trên biển, khắp nơi đều là không sai biệt lắm bộ dáng. Trên mặt biển, có thể có bao nhiêu khác biệt phong cảnh. Lúc này, trời chiều như lửa. Trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Kết giới thì ở phụ cận đây sao? La Quân nhìn không được hỏi Lục Nguyệt Hoa. Lục Nguyệt Hoa đoạn đường này đến đều rất là lãnh đạm, La Quân cũng không có nói nhiều một câu. Bất quá lúc này, La Quân vẫn là không nhịn được hỏi Lục Nguyệt Hoa. Lục Nguyệt Hoa nói ra, ta là căn cứ Thái Dương phương hướng, cùng đường chân trời kinh độ và vĩ độ đến tính toán vị trí này. Không sai, kết giới cũng là tại khu vực này, nhưng cụ thể là cái kia một cái khu vực. Ta cũng không thể khẳng định. Nàng đón đến, nói ra, đến tại rạng sáng không điểm thời điểm, còn nhất định phải có ánh trăng chiếu rọi. Vào lúc đó, xuất ra âm dương miệng chìa khóa, lấy đại âm dương đạo kinh thôi động. Như thế, kết giới cũng sẽ hiện ra đầu mối. La Quân nghe được không khỏi hút ngụm khí lạnh, nói ra, khó trách qua nhiều năm như vậy, không ai có thể tìm được cái này thiên lăng phần mộ. Như không phải là bởi vì các ngươi biết nội tình, ngoại nhân cũng là tìm hơn ngàn năm. Vạn năm, đó cũng là vô pháp tìm tới a. Lục Nguyệt Hoa nói ra, chúng ta bây giờ trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, chờ đến tối, chúng ta lại hành động. La Quân gật gật đầu, hắn lại nhìn mắt biển rộng mênh mông,
cái này thật đúng là rất khó tìm cái nghỉ ngơi địa phương a. Bất quá cái này cũng khó không được La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa. Sau đó, La Quân trực tiếp thi triển ra đại băng đống thuật, hắn lấy siêu cường pháp lực đem phương viên trong vòng 10 thước đóng băng thành hàn băng. Cái kia trên mặt biển liền kết xuất một cái phương viên 10 mét hàn băng. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa rơi ở phía trên, tiếp theo, Lục Nguyệt Hoa đem trong chữ vật giới chỉ dự bị giường để lên, cũng trải lên giường. Kể từ đó, cũng là an ổn. Cái kia mặt biển nhiệt độ so hàn băng cao hơn ra không ít, loại này nhiệt độ đều không ngừng tại tan rã hàn băng. Nhưng là La Quân lập tức tìm Lục Nguyệt Hoa muốn tinh thạch, lấy tinh thạch cấp tốc làm một cái hàn băng ma pháp trận. Kể từ đó, hai người liền có thể gối cao không lo. Lục Nguyệt Hoa cũng không khỏi bội phục La Quân quả nhiên là ma pháp thiên tài, mới đến mê thất đại lục không đến 2 tháng. Cư nhưng đã đem ma pháp vận dụng đến như vậy lô hỏa thuần thanh. Sau đó, hai người còn chi dậy lều vải. Tiếp theo, hai người ăn bữa tối. Như vậy ở chung, hai người đều không nói lời nào. La Quân đem Lục Nguyệt Hoa loại phản ứng này xem như là một loại cự tuyệt, hắn tự nhiên là sẽ không tiếp tục lại dây dưa đến cùng. Đây không phải hắn tính cách. Chờ ra Thiên Lăng phần mộ về sau, chúng ta thì đường ai nấy đi. La Quân bỗng nhiên nói ra. Lục Nguyệt Hoa trầm mặc một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, tốt. La Quân cũng thì không nói thêm gì nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nháy mắt liền tới rạng sáng không điểm. Trăng lên giữa trời, trên mặt biển giống như doanh một tầng hoa dâm. Lục Nguyệt Hoa cùng La Quân triệt hồi lều vải. Tiếp theo, Lục Nguyệt Hoa tế ra âm dương miệt. Nàng một chỉ điểm tại âm dương miệng lên. Lục Nguyệt Hoa đầu ngón tay tản mát ra lóa mắt quang hoa, chỉ chốc lát về sau, âm dương miệng rốt cục sinh ra biến hóa. Cái kia âm dương miệng thượng hạ phân biệt hướng tướng phương hướng ngược tách ra, trung gian thì lộ ra một chi màu đen chìa khóa. Cái này chìa khóa bộ dáng có chút cổ quái, giống như là cổ đại đại đồng tỏa chìa khóa. Lục Nguyệt Hoa đem chìa khóa cầm trên tay, sau đó tại một chỉ điểm tại chìa khóa bên trên. Cái này màu đen chìa khóa cấp tốc bay đến không trung, đồng thời bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Màu đen chìa khóa bay đến không trung 10 phần xảo diệu, La Quân mắt sắc, nhìn ngay lập tức ra chìa khóa cùng mặt biển, cùng ánh trăng hình thành một cái kỳ diệu tam giác khúc xạ. Ánh trăng chiếu rọi tại màu đen chìa khóa bên trên, màu đen chìa khóa lại đem quang mang chiếu trên mặt biển. Ngay sau đó, trên mặt biển đột nhiên sinh ra biến hóa. Cái kia bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên sinh ra vòng xoáy. Tựa như là bên trong có quái thú thần bí. La Quân cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy, cái này mẹ nó là chứng kiến kỳ tích thời khắc a. Nhân sinh kinh lịch, cùng kỳ diệu đều tại thời khắc này thể nghiệm. La Quân tuy nhiên kinh lịch quá nhiều nguy hiểm, nhưng đời này của hắn kinh lịch nhất định là chói lọi nhiều màu. Nếu là ngày sau còn có thể sống được, hắn đem chính mình cố sự giảng cho đời đời con cháu nghe, đó là cỡ nào phong phú kinh lịch a. Hắn có khoác lác tư bản. Lại nói lúc này, cái kia trên mặt biển, đột nhiên oanh một tiếng, một đạo cửa lớn màu đen xông phá mặt biển, thì như vậy lập trên mặt biển. La Quân trong lòng cuồng loạn, dựa vào, đây chính là kết giới chi môn. Đây là thông hướng Thiên Lăng phần mộ môn. Cái này Thiên Lăng trong phần mộ chôn giấu bao nhiêu bí mật, nơi này là thượng cổ chúng thần phần mộ A. Giờ khắc này, mặc kệ là La Quân vẫn là Lục Nguyệt Hoa, hai tâm tình người ta đều là kích động hưng phấn, nhưng lại dẫn một chút e ngại. Bởi vì trong này có thể mẹ nó là phần mộ a. Vẫn là thần ma phần mộ. Đi thôi, Lục Nguyệt Hoa nói với La Quân. La Quân gật gật đầu. Lục Nguyệt Hoa một tay thu màu đen chìa khóa, sau đó liền cùng La Quân cùng một chỗ cấp tốc bước vào cửa lớn màu đen. Hai người tiến vào cửa lớn màu đen về sau, lại quay đầu lúc, cái kia cửa lớn màu đen liền đã biến mất. Mà tiến vào cửa lớn màu đen về sau, nhưng lại là có chút quỷ dị. Bởi vì La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa vẫn là tại trên mặt biển. Theo cửa lớn màu đen biến mất, cái kia trên mặt biển cùng lúc trước là giống như đúc. Tựa như vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra. Cái này, Lục Nguyệt Hoa trong lúc nhất thời cũng sửng sốt. La Quân trầm tư một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, ta minh bạch. Chúng ta vượt qua kết giới, chính là tiến vào thế giới chân thật. Thế giới chân thật, Lục Nguyệt Hoa có chút không hiểu. La Quân giải thích nói. Trước đó nơi này che kín kết giới, cũng chính là thực chúng ta đến nơi này, liền tiến vào đến một cái giả thuyết tiểu thế giới. Tại tiểu thế giới này bên trong, chúng ta vĩnh viễn cũng tìm không thấy Thiên Lăng phần mộ. Nhưng thực, Thiên Lăng phần mộ là cất ở đây bên trong. Hiện tại chúng ta bước ra tiểu thế giới,
cho nên liền có thể tiếp xúc đến chính thức Thiên Lăng phần mộ. Ngươi nói là, Thiên Lăng phần mộ là tại cái này trong nước. Lục Nguyệt Hoa nói ra. La Quân nói ra, không sai. Đương nhiên là ở trong biển mặt, Thiên Lăng phần mộ không có khả năng bỗng dưng phù trên mặt biển. Lục Nguyệt Hoa nói ra, nhưng chúng ta muốn thế nào xuống dưới đâu? La Quân cũng hơi lúng túng một chút, hắn nói ra, cái này biển không biết đến sâu bao nhiêu, phía dưới không thể thở nổi. Ngươi cùng ta đều không thể thừa nhận, trừ phi chúng ta để nguyên thần xuống dưới. Lục Nguyệt Hoa nói ra, đã đến nơi này, nếu không thể tự mình dưới tới kiến thức bên trong huyền bí, ta thực sự không có cam lòng. La Quân trầm ngâm xuống dưới, hắn nói ra, như vậy đi, để cho ta nghĩ một chút biện pháp. Lục Nguyệt Hoa gật gật đầu, nàng đối La Quân là có loại vô hình tín nhiệm. Nàng tuyệt đối biết La Quân là loại kia thông minh tuyệt đỉnh người. La Quân lại là đang nghĩ dưỡng khí máy bay nguyên lý. Có, La Quân con mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn hỏi Lục Nguyệt Hoa nói, người có bao nhiêu cái chữ vật giới chỉ? Lục Nguyệt Hoa nói ra, hết thảy mang 5 cái. Nàng đón đến, nói ra, chẳng lẽ người muốn cho chữ vật giới chỉ tới giả lại không khí? Có thể chữ vật giới chỉ không cách nào hấp thu không khí đi vào. Chúng nó chẳng khác gì là vật cách điện, không khí căn bản vào không được. La Quân nói ra, cái kia không nhất định, chỉ phải nghĩ biện pháp là được rồi. Ngươi nhìn, hắn sau khi nói xong, liền trực tiếp thi triển ma pháp. Không trung thủy nguyên tố lập tức liền tại La Quân điều khiển hình thành một cái viên cầu thể màng bảo hộ, viên cầu trong cơ thể tự nhiên tràn đầy không khí. La Quân nói với Lục Nguyệt Hoa, đem quả cầu này thể để vào trong chữ vật giới chỉ, đợi viên cầu thể vừa vỡ, không khí liền sẽ tại trong chữ vật giới chỉ. Mà cái này chữ vật giới chỉ chỗ tốt chính là, không khí vô pháp lưu động đi ra. Căn bản không lo lắng không khí hội tiết ra ngoài. Lục Nguyệt Hoa không khỏi nhãn tình sáng lên, nàng không khỏi bội phục La Quân đầu dễ dùng. Ngay sau đó, hai người lợi dụng loại phương thức này đem 5 cái chữ vật giới chỉ toàn bộ đổ đầy không khí. Sau đó thì sao? Lục Nguyệt Hoa hỏi, không khí căn bản không có cách nào đi ra nha. La Quân nói ra, dạng này, ngươi nhìn ta. Hắn nói thì lấy thủy nguyên tố hình thành một cây băng tinh quản. Lấy cái này băng tinh quản vì chất dẫn, băng tinh quản trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ liên thông, ngươi hơi thở, hấp khí toàn bộ thông qua căn này băng tinh quản. La Quân nói ra, Lục Nguyệt Hoa không khỏi sợ hãi thán phục, nói ra, ngươi cứ như vậy. Chẳng phải là mỗi cái chữ vật giới chỉ đều có thể trở nên người có thể ở. La Quân nói ra, đây là thô sơ hình, quá tốn sức. Bất quá bây giờ chúng ta liền có thể dựa vào cái này cái phương thức thăm dò vào Thiên Lăng trong phần mộ qua. Lục Nguyệt Hoa từ đáy lòng nói ra, người tuyệt đối là ma pháp thiên tài. La Quân nói ra, người chờ một chút, vì không lãng phí thời gian, ta trước hết để cho thần đồng xuống dưới thăm dò đến chính xác vị trí. Lục Nguyệt Hoa nói ra, tốt. La Quân ngay sau đó liền gọi ra thần đồng. Thần đồng sau khi ra ngoài, liền hóa thành nhân thể hình, hắn đối La Quân hô, chủ nhân. Đi thôi, La Quân không cần cùng thần đồng nhiều lời, trực tiếp để hắn xuống biển tìm kiếm Thiên Lăng phần mộ. Thần đồng ứng một tiếng là, sau đó liền lặn vào trong biển. Thần đồng không cần hô hấp, hắn tại trong biển một dạng tới lui xuyên toa như điện, không có chút nào áp lực. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa kiên nhẫn trên mặt biển chờ đợi. Thần đồng ở trong nước tiến lên, La Quân thông qua hỗn độn chi khí biết được nhất thanh nhị sở. Vùng biển này vô cùng đặc thù, tựa như là một cái mặt biển sơn phong một dạng đứng sừng sững. Cho nên, sâu nhất địa phương chỉ có 5.000 mét. Audio điện tử Võ Tấn Bền. La Quân cũng coi như minh bạch, vì cái gì Thiên Lăng phần mộ hội ở chỗ này. Thiên Lăng phần mộ chôn giấu tại biển, nhưng hắn địa phương biển sâu có mấy vạn gạo không thôi. Nước biển ép là vô cùng kinh khủng, coi như đại thần thông cao thủ cũng khó có thể chịu đựng. Người chìm vào 20 mét về sau, thì có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng giống như vô số đại thủ tại đè ép. Mấy vạn mét chiều sâu, không dám tưởng tượng. Liền xem như tàu ngầm, tại chui vào 5.000 mét chiều sâu về sau, cũng không có mấy chiếc là không bị đè ép vỡ vụn. Lúc này, thần đồng một đường hướng phía dưới kín đáo đi tới. Hắn lẻn vào đến 500 mét về sau. Bốn phía áp lực liền đã để hắn có chút cố hết sức. Thần đồng cũng không nghĩ nhiều, lập tức ngưng tụ thủy nguyên tố, dùng cái này hình thành một chiếc hàn băng thuyền. Cái này thần đồng cũng là đầy đủ thông minh, cái này hàn băng thuyền hình thành về sau, liền giống như tàu ngầm. Hắn ở bên trong cũng không cần hô hấp. Hàn băng trước thuyền mặt bén nhọn, đồng thời có tự thân trọng lượng.
lại thêm thần đồng chính mình vận lực, cái này hàn băng thuyền liền một đường tiếp tục hạ xuống, mà lại tốc độ cũng không chậm. Bất quá theo thần đồng tiếp tục dưới dò xét, bốn phía áp lực thì càng khủng bố hơn. Loại kia áp lực tựa như là một đầu chuột bạch để vào che kín điện cao thế pin bên trong, sau khi đi vào, trong nháy mắt bị điện giật đến phân mảnh, huyết nhục không còn. Cho nên giờ phút này, thần đồng hàn băng thuyền liền bị không ngừng tách rời vỡ vụn. Những hàn băng đó mảnh tại bốn phía bay loạn, loạn nổ. Loại nước này ép, nhìn lấy làm người ta kinh ngạc run sợ. Thần đồng một mực không ngừng tụ tập thủy nguyên tố, một lần nữa ngưng tạo hàn băng thuyền, như thế mới theo thủy lực ép phá hư bảo trì một cái thăng bằng. Rốt cục, thần đồng an toàn đến nước 5.000 mét, cũng chính là biển trên ngọn núi. Phía trên ngọn núi kia, quái thạch đá lởm chởm, liếc một chút nhìn sang, khắp nơi đều là vách đá sơn phong. Thần đồng liền tiếp theo hướng phía trước vận chuyển hàn băng thuyền. Thủy lực ép một mực phá hư, thần đồng một mực ngưng tụ hàn băng thuyền. Đối với tu vi khảo nghiệm không thể nghi ngờ là to lớn, mà lại đối tinh thần lực tiêu hao càng là khủng bố. Có thể suy ra, nếu như xuống tới người tu vi, khẳng định là muốn chết tại nước. Mà lại, nếu như không có ngọn núi này tồn tại. Như vậy biển mấy vạn mét chiều sâu, cái kia liền không khả năng có hạ nhân phải đi. Liền xem như giáo thần như thế người, chỉ sợ cũng không thể đi xuống. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như là lời như vậy, Thiên Lăng phần mộ cũng không có khả năng tại phía dưới kia. Thần đồng một đường tìm kiếm, La Quân thủy chung cùng thần đồng chặt chẽ câu thông. Đồng thời, La Quân lấy thần đồng thần thức bốn phía bắn phá. Rất nhanh, La Quân liền phát hiện phía trước 100 mét chỗ có sơn động. Nhất định chính là Thiên Lăng phần mộ, La Quân ám đạo. Bởi vì cái sơn động kia cũng không có đổ sụp. Dựa theo lẽ thường, tại thật lớn như thế thủy lực ép dưới, sơn động nhất định sẽ bị thủy lực ép giải thể. Nhưng cái sơn động này không có giải thể, cái này đã nói lên bên trong là có bài văn. Nhất định là có đại thần thông giả thiết lập ma pháp trận, bảo trì sơn động hoàn chỉnh tính. Thần đồng, vào xem, La Quân chỉ huy thần đồng. Hắn đồng thời nói với Lục Nguyệt Hoa, thần đồng tìm tới một cái sơn động, đoán chừng bên trong cũng là Thiên Lăng phần mộ, ta để hắn trước vào xem. Lúc này, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa là trên mặt biển chậm rãi mà nói. Nhưng La Quân thần thức cũng đã tại biển 5.000 mét, đây thật là bên trong thiên địa tạo hóa thần kỳ A. La Quân không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như tại chủ thế giới bên trong, chính mình có thể có bản lãnh như vậy, thật là thật đẹp tốt. Cái này mê thất đại lục bên trong hết thảy đối với La Quân tới nói, đều giống như một trận mỹ lệ trói lọi, không chân thực mộng. Cái này mộng, vườn La Quân hồi nhỏ phi thiên độn địa sở hữu ý nghĩ. Hắn muốn giống như Tôn Ngộ Không, một cái bổ nhào cách xa vạn dặm. Hắn muốn có thể cưỡi mây đạp gió, trường sinh bất lão, muốn ẩn thân, nghĩ thấu xem, muốn làm lưu manh, muốn lực chiến quần ma. Như vậy hiện tại, mê thất đại lục cái này thần kỳ phương thỏa mãn hắn nguyện vọng. Bất quá lý tưởng cùng hiện thực cũng có khoảng cách, hắn không có chiến quần ma. Ngược lại là bị chính nghĩa giáo thần đuổi đến đầy trời chạy loạn. Thần đồng thuận lợi vào sơn động. Hang núi kia môn không lớn, chỉ có thể dung nạp một người tiến vào. Thần đồng vào sơn động về sau, La Quân lấy thần đồng chi nhãn nhìn thấy trong sơn động hết thảy. Giờ khắc này, La Quân sửng sốt. Bởi vì hắn không nhìn thấy Thiên Lăng phần mộ, càng không nhìn thấy khắp nơi trên đất pháp bảo A. Hang núi kia khi tiến vào trong tích tắc, sở hữu thủy lực ép đều đã biến mất. Tựa như là tiến vào một cái kỳ diệu trong không gian, liền nước đều không có. Thần đồng giải trừ hàn băng thuyền, hắn bốn phía nhìn lấy. Cái kia bốn phía thật sự là một cái sơn động, một cái rách nát không chịu nổi sơn động. Vách động bốn phía kết đầy mạng nhện. Như nói cái sơn động này cùng khác sơn động có cái gì khác biệt lời nói, cái kia chính là thứ nhất, đây là nước sơn động, mà lại quỷ dị không có nước, không có thủy lực ép, mặt đất đều là khô ráo. Đây cũng chính là nói, cái sơn động này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Thứ hai, trong sơn động có một cái nắp giếng. Trong sơn động có nắp giếng. Thật là đầy đủ kỳ quái. Thần đồng, người đi đem nắp giếng mở ra. La Quân thông qua thần thức nói với thần thông. Thần đồng trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Bất quá hắn không có nhiều lời, vẫn là nói, vâng, chủ nhân. La Quân lại là bắt được thần đồng tâm lý biến hóa. Hắn lập tức hỏi, thế nào, thần đồng, người thật giống như rất lợi hại sợ hãi cái này nắp giếng. Đây là rất kỳ quái, bởi vì thần đồng vô dục vô cầu, hẳn là sẽ không sợ sệt.
một cái nắp giếng vì cái gì để hắn sợ hãi? Thần đồng hồi đáp, chủ nhân, ta cũng không biết là vì cái gì, nhưng là ta bản năng cảm thấy cái này nắp giếng mở ra về sau sẽ rất đáng sợ. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, vậy thì tốt, ngươi trở về đi. Cái này nắp giếng, ta tự mình tới mở ra, ta không muốn ngươi có việc. Không, chủ nhân, thần đồng nói ra, ta có thể. Hắn nói xong cũng khăng khăng đi vào nắp giếng trước. Xảy ra chuyện gì, trên mặt biển, Lục Nguyệt Hoa gặp La Quân thần sắc không đúng, lập tức hỏi. La Quân nhìn Lục Nguyệt Hoa liếc một chút, nói ra, bên trong sơn động cũng không có thiên lăng phần mộ, ngược lại có cái kỳ quái nắp giếng. Thần đồng có chút sợ hãi để lộ nắp giếng, đoán chừng bên trong có cái gì kỳ quái dị thú. Lục Nguyệt Hoa không khỏi cảm thấy siết chặt, nói, ngươi không nếu như để cho hắn lên. Hắn đã mở ra nắp giếng, La Quân nói ra. Biển trong sơn động, thần đồng một tay nhô ra, trong tay hắn ngưng tụ ra thủy nguyên tố lốc xoáy chi lực. Cỗ lực lượng này trực tiếp đem nắp giếng hút ra tới. Thần đồng sau đó hướng bên trong nhìn lại. La Quân cũng nhìn rõ ràng, ở trong đó nhìn thật sự là một cái giếng. Kỳ quái là, trong giếng cũng không có nước. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bên trong biển sâu có một ngụm giếng cạn, bản thân cái này cũng chính là đầy đủ quỷ dị. La Quân để thần đồng lấy thần thức bắn phá bên trong tình huống. Hắn là hoài nghi đây là tiến vào thiên lăng phần mộ một cái cửa vào. Thần thức bắn phá tiến trong giếng, một phút sau, La Quân lại không bình tĩnh. Làm sao, Lục Nguyệt Hoa một mực chú ý La Quân, gặp La Quân thần sắc khác thường, lập tức hỏi. La Quân sắc mặt cổ quái, nói ra, thần thức vô pháp thăm dò đến trong giếng bộ. Bất quá ngươi đừng vội, ta tiếp tục thử nhìn một chút. Thần thức một mực bắn phá tiến giếng, trọn vẹn đi vào 6 vạn mét. Nhưng là cái kia giếng y nguyên vô cùng vô tận, căn bản không có cuối cùng có thể nói. Kỳ quái là, bên trong cũng không có cái gì thủy lực ép. Dựa theo đạo lý mà nói, đây là biển sâu, dạng này giếng động tuyệt đối phải bị thủy lực ép đè ép thành phấn vụn. Mà giếng này động thế mà kéo dài mấy vạn mét, thật sự là quỷ dị. Từ tiến vào cái sơn động này về sau, hết thảy đều tràn ngập quỷ dị. La Quân tiếp tục lấy thần thức dò vào, cái này thì tương đương với là lấy một loại nguyên thần hình thái thăm dò vào đi vào. Lại dưới 3 vạn mét. Nhưng này giếng động vẫn là không có đến bộ dáng. Chẳng lẽ giếng này động là thông hướng một thế giới khác không thành, thế mà vô cùng vô tận. La Quân không khỏi buồn bực. Không đúng, sự tình có khác thường vì cái gì? La Quân cảm thấy chuyện này quá không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ là huyễn cảnh? La Quân nói thầm, ta phải thu hồi thần thức, một lần nữa xem kỹ miệng giếng này. Trong nháy mắt, La Quân thu hồi thần thức. Thần đồng một mực đang miệng giếng thượng khán. La Quân không khỏi lấy thần thức câu thông thần đồng, nói, ngươi bây giờ còn sợ hãi sao? Thần đồng trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, hắn nói ra, sợ, rất sợ. Ngươi đang sợ cái gì? La Quân liền càng thêm hiếu kỳ. Ngay vào lúc này, cái kia trong giếng đột nhiên xông ra cuồn cuộn khói đen. Không tốt, có biến. La Quân bị kinh ngạc. Thần đồng lập tức rời khỏi 3 mét xa. Cái kia khói đen sau khi đi ra, chậm rãi ngưng tụ thành nhất tôn người bộ dáng. La Quân trông thấy người này ước chừng 40 tuổi bộ dáng, hắn thoạt nhìn như là cái cực kỳ uy nghiêm đế hoàng. Hắn mặc trên người màu vàng sáng áo choàng, trên đầu mang có xinh đẹp vương quan. Bàn, trung niên nam tử kia ánh mắt như chim ưng sắc bén, hắn đối thần đồng hô một tiếng, lớn nhất rồi nói ra, người rốt cục tới. La Quân nghe đến nơi này, trong lòng cả kinh, có ý tứ gì? Trung niên nam tử này hô thần đồng vì bàn hoàng. Đây hết thảy đều bị La Quân không hiểu, hắn lơ ngơ. Mà thần đồng làm theo nhìn lấy trung niên nam tử, hắn đột nhiên kinh hoàng nói ra, không có khả năng, không có khả năng, người rõ ràng liền đã chết, làm sao có thể. Liền cũng tại lúc này, La Quân đột nhiên cảm thấy đau đầu vô cùng. Hắn đặt ở thần đồng trong óc thần thức bị hoàn toàn luyện hóa. Từ giờ khắc này bắt đầu, La Quân cùng thần đồng hoàn toàn mất đi liên hệ. Ngươi làm sao? Lục Nguyệt Hoa gặp La Quân đầu đau muốn nứt, liền vội hỏi. La Quân lắc đầu, đầu lập tức khôi phục thư thái. Tâm hắn chìm xuống trọng, bởi vì hắn tại thời khắc này rốt cuộc minh bạch một việc. Cái kia chính là thần đồng cũng là bàn hoàng, căn bản cũng không phải là cái gì liệt thần ngẫu, bàn hoàng nhân duyên tế hội dưới, thông qua chính mình hỗn độn chi khí lấy loại này kỳ lạ phương thức phục sinh. Đây hết thảy, đều giống như phía sau có cái cực đại âm mưu. Thần đồng nếu là bàn hoàng,
trung niên nam tử kia là ai? Bàn hoàng thế mà lại sợ hãi hắn. La Quân nghĩ không ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nguyệt Hoa, nói ra, thần đồng luyện hóa ta đặt ở hắn trong não vực hỗn độn chi khí, hiện tại thần đồng đã hoàn toàn tự lập, cũng không tiếp tục thụ ta khống chế. Tại sao có thể như vậy? Lục Nguyệt Hoa hãi nhiên thất sắc. La Quân nói ra, hắn khả năng cũng là bàn hoàng. Lục Nguyệt Hoa càng là giật mình, nói, cái này sao có thể? La Quân nói ra, ta hiện tại cũng không biết bên trong đến là tình huống như thế nào. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lục Nguyệt Hoa cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến nước này, nàng hiện tại hết thảy đều lấy La Quân đến làm chủ. La Quân trầm giọng nói ra, chúng ta chạy tới một bước này, cái kia liền không có lại quay đầu đạo lý. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút, cho dù chết, chúng ta cũng phải chết tại ngày này lăng trong phần mộ. Lục Nguyệt Hoa gật gật đầu, nàng và nàng Nguyệt Ảnh cung chờ đợi ngày này thực sự chờ quá lâu. Cho nên không trong khu vực quản lý nguy hiểm cỡ nào, nàng đều không có lùi bước đạo lý. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa liền cũng theo đó thương lượng xong. Sau đó, hai người chế tạo tốt băng tinh quản giải quyết hô hấp vấn đề. Tiếp theo, La Quân bắt đầu ngưng tụ thủy nguyên tố, chế tạo cự đại hàn băng chi thuyền. La Quân tu vi so thần đồng vẫn là muốn thâm hậu rất nhiều, hàn băng thuyền ngưng tụ cũng không tốn sức. Bất quá người ở bên trong, nhiệt độ rất thấp, cóng đến có chút thụ không. Bất quá điểm ấy khổ sở cũng thì không tính là gì. Hàn băng thuyền kiến tạo sau khi thành công, hai người liền hướng nước biển phía dưới kín đáo đi tới. Cái kia hàn băng thuyền đầu thuyền như cứng rắn hỏa tiễn đầu, chỉnh thể tạo hình cũng là như kiếm ngư một dạng. Chìm xuống tốc độ rất nhanh. Đây là rất kỳ diệu thể nghiệm, giờ phút này La Quân tự mình xuống biển, cái này cùng vừa rồi thần thức bạn thần đồng xuống tới là rất khác biệt thể nghiệm. Lục Nguyệt Hoa cũng là đầu một lần. Nàng không tự chủ được nhìn La Quân liếc một chút. Bởi vì đây hết thảy giả tưởng, đều là bởi vì La Quân kỳ tư diệu tưởng a. Lục Nguyệt Hoa đột nhiên lại thúc đẩy ra thủy nguyên tố chi lực, nàng là muốn theo La Quân thông qua thần thức giao lưu. Bởi vì dưới mắt không khí không thể tùy tiện lãng phí a. La Quân lập tức liền ý thức được điểm này, hắn cũng tiếp nhận Lục Nguyệt Hoa thủy nguyên tố chi lực. Hai người ở trong nháy mắt này tựa như là điện thoại tiếp thông tín hiệu một dạng, có thể lẫn nhau trò chuyện. La Quân, chúng ta lần này xuống dưới, có thể hay không chết? Lục Nguyệt Hoa đột nhiên hỏi. Không biết, La Quân nói ra, có lẽ đi. Ngươi không sợ sao? Lục Nguyệt Hoa nói, ngươi thật giống như không phải rất lợi hại để ý. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ngươi cũng tiến vào ta trong não vực, cũng biết ta gần nhất mấy năm này, cơ hồ qua một đoạn thời gian liền trải qua một lần sinh tử hiểm quan. Bao nhiêu là hội hơi choáng, cho nên nhiều khi, ta biết nhân sinh ngắn ngủi. Người sống, đến tận hưởng lạc thú trước mắt. Bởi vì vạn nhất ta ngày đó thì chết đâu. Chỉ ít, ta thống khoái tùy tâm sở dục, khi chết đợi mới sẽ không có nhiều như vậy tiếc nuối. Lục Nguyệt Hoa bỗng nhiên có chút hiểu La Quân. Nàng đối La Quân trách cứ cũng liền tự nhiên mà vậy ít một chút. Chỉ ít, La Quân không phải có ý muốn như thế nào, hắn thật sự là loại cuộc sống này thái độ. Nếu là lần này xuống dưới, chúng ta thuận lợi đạt được thiên lăng phần mộ pháp bảo. Ngươi lập tức thì muốn đi tìm giáo thần Lena Hoi à sao? Lục Nguyệt Hoa hỏi. La Quân nói ra, sẽ không, ta còn muốn hảo hảo lĩnh ngộ. Nhất định phải có bảy thành nắm chắc mới có thể hành động. Lục Nguyệt Hoa nói ra, cầu chúc ngươi có thể thành công. Nàng cũng không có nói muốn giúp La Quân bận bịu. Chỉ vì nàng mặc kệ tại bất cứ lúc nào, đều là thiên về lý trí loại hình. Nàng biết La Quân phải đối mặt địch nhân quá cường đại, nàng không muốn cuốn vào. Nàng không có khả năng não tử nóng lên, liền đem mất cả tháng ảnh cung lâm vào loại này hiểm ác trong vòng xoáy. La Quân tự nhiên cũng hiểu, hắn cũng là rất rõ ràng sự tình người. Bất cứ lúc nào, người khác không giúp ngươi cũng là bản phận, đây tuyệt đối không phải có thể trách tội người khác một nguyên nhân. Nhưng người khác chịu giúp ngươi, cái kia chính là vô cùng lớn tình cảm, nhất định phải khắc trong tâm khảm. Vĩnh viễn không muốn đem người khác trợ giúp xem như đương nhiên, không phải vậy kéo dài như thế. Thì sẽ không có người sẽ giúp ngươi. Hàn băng hạm thuyền tiếp tục chìm xuống, phía dưới thủy lực ép càng ngày càng lợi hại, cái kia hàn băng thuyền bên ngoài không ngừng nổ tung. Tựa như là tại gặp dày đặc hỏa tiễn tại oanh bắn. La Quân không ngừng chữa trị hàn băng hạm thuyền. Lục Nguyệt Hoa bỗng nhiên lại nói ra, ngươi như cứu trở về ngươi đồng bạn về sau, ngươi liền muốn về chủ thế giới sao? La Quân nói ra, đương nhiên, ta còn cần đem hắn đồng bạn tìm tới. Về sau, liền lập tức trở về chủ thế giới.
không nghĩ tới ngay ở chỗ này chờ đợi sao? Lục Nguyệt Hoa nói ra, nếu là ngươi đã có thể cùng giáo thần chống lại, vậy ngươi liền sẽ là cái này mê thất đại lục bên trong siêu cấp cường giả. Ngươi ở chỗ này có thể như cá gặp nước. La Quân không chút do dự, hắn nói ra, nơi này cho dù tốt, đều không phải là nhà ta. Chủ thế giới bên trong, có ta vĩnh viễn cũng dứt bỏ không được đồ, vật. Mà ở trong đó, không có bao nhiêu để cho ta lưu luyến đồ, vật. Câu này lời vừa nói ra, Lục Nguyệt Hoa không khỏi cảm thấy tim đau một chút. Thế mà còn có một số chua xót. Thật không có lưu luyến đồ, vật, Lục Nguyệt Hoa hỏi. La Quân mỉm cười, nói ra, ngẫu nhiên sẽ nhớ ngươi. Ngươi ưa thích đến nhanh, qua cũng nhanh như vậy sao? Lục Nguyệt Hoa nhàn nhạt lạnh lùng nói ra. La Quân nói ra, nhân sinh như sương mai, thoáng qua tức thì. Ta không thích sẽ có hạn tinh lực đặt ở loại này vô vị xoắn suýt bên trong. Lục Nguyệt Hoa nói ra, ta chỉ có thể nói, may mắn ta cũng không có thích ngươi. Không phải vậy cái này nhất định sẽ là ta đời này lớn nhất bi ai. La Quân cười nhạt một tiếng, hắn cũng thì không nói thêm gì nữa. Hắn cũng không phải là có ý muốn chọc giận Lục Nguyệt Hoa, mà là bởi vì, hắn thật sự là nghĩ như vậy. La Quân hội vĩnh viễn ghi khắc cừu hận, nhưng đối với tình yêu, hắn mãi mãi cũng sẽ không đi bởi vì mất đi người nào mà cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì hắn nỗ lực qua. Hắn cũng vĩnh viễn không lại bởi vì thất tình mà để cho mình tinh thần sa sút, cái kia thật chỉ là hắn nhân sinh bên trong chiếm cứ một phần rất nhỏ mà thôi. Hai người trò chuyện đến nơi đây, cũng có chút trò chuyện không đi xuống. Ngay sau đó đều lựa chọn trầm mặc. Một đường hướng xuống tìm kiếm, bốn phía còn có không ít kỳ dị sinh vật, cá mập, cá voi, cùng không biết tên sinh vật. Bất quá không có bất kỳ cái gì sinh vật sẽ đến mạo phạm dạng này hàn băng hạm thuyền. Rốt cục, tại sau một tiếng, hai người thuận lợi đến cái kia biển ngọn núi bên trên. La Quân xe nhẹ đường quen khống chế hàn băng hạm thuyền lái hướng sơn động. Không bao lâu, hai người liền đến trước sơn động mặt. Đến giờ này khắc này, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa y phục đều là làm. La Quân đình chỉ chữa trị hàn băng hạm thuyền, ngay tại hàn băng hạm thuyền bị thủy lực ép đè ép được nhanh còn thừa không có mấy thời điểm. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa đã mang theo còn sót lại hàn băng hạm thuyền thuận lợi xông vào trong hang mặt. Vào sơn động về sau, hết thảy đều an tĩnh lại. Cái kia ù tai thanh âm cũng rốt cục biến mất, trước đó bởi vì thủy lực ép quá mạnh, hai người bên tai giống như là tại đánh lôi một dạng. Ở ngực cũng là đau nhức, cái loại cảm giác này là phi thường không thoải mái. Trong sơn động, làm rất thoải mái. Bốn phía đen kịt một màu. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa triệt hồi hàn băng hạm thuyền, ngay sau đó, La Quân thi triển một cái hỏa cầu thuật, trên không trung chiếu sáng đứng lên. Trong sơn động rất lợi hại yên tĩnh, cái kia nắp giếng bị ném vứt bỏ ở một bên, cũng không có bị động qua. Mà thần đồng cùng cái kia kỳ quái trung niên nam tử đã biến mất. Thần đồng cũng là ở chỗ này gặp phải địch nhân, Lục Nguyệt Hoa hỏi La Quân. La Quân gật gật đầu, nói ra, không sai. Hắn vừa nói chuyện đợi đi vào cái kia giếng động chỗ quan sát. Lục Nguyệt Hoa cũng theo tới. Giếng trong động y nguyên đen xì một mảnh, Lục Nguyệt Hoa cùng La Quân đồng thời dùng thần thức dò xét cái kia giếng động. Hai cỗ thần thức cấp tốc thẳng xuống dưới mấy vạn mét, thần thức tốc độ nhưng so sánh thân thể tốc độ phải nhanh quá nhiều. Nhưng tình huống cụ thể vẫn là giống như trước đó, căn bản không nhìn thấy bộ. Lục Nguyệt Hoa cũng đầy đủ cảm nhận được La Quân nói tới cái loại cảm giác này. Sau đó, hai người thu hồi thần thức. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nhưng không có tốt hơn suy nghĩ. Chẳng lẽ nơi này cũng không phải là Thiên Lăng phần mộ? Lục Nguyệt Hoa nói ra, nàng đứng lên, bốn phía quan sát, muốn tìm được một số manh mối. La Quân trầm giọng nói ra, ta trước đó đã dùng thần thức bốn phía quan sát, nơi khác đều không có bất kỳ cái gì quái dị dấu hiệu, cũng rất không có khả năng ẩn tàng ở Thiên Lăng phần mộ. Duy chỉ có trong này quá cổ quái. Không khí từ nơi nào đến, thủy lực ép là như thế nào hóa giải. Loại thần thông này, người ta đều là không có cách nào làm đến. Như vậy ta nghĩ, đã có người bố trí ở chỗ này quỷ dị như vậy hoàn cảnh, không có khả năng không có công dụng. Lục Nguyệt Hoa cũng cảm thấy La Quân nói có đạo lý. Nàng nói ra, chẳng lẽ là sơn động mặt vách có bài văn? La Quân nói ra, không có tra được, sơn động mặt vách đằng sau là thật tâm. Nơi này tựa như là một cái bình thường sơn động, bỏ qua một bên này sơn động tại biển sâu chỗ cổ quái không nói. Lại có gì đó quái lạ cũng là miệng giếng này, chẳng lẽ miệng giếng này là cùng hướng lên trời lăng phần mộ? Lục Nguyệt Hoa nói ra, rất không có khả năng,
miệng giếng này quá sâu, rất được không gặp được. Thiên Lăng phần mộ làm sao có thể tại sâu như thế địa phương? Có lẽ là một cái cửa vào là thông hướng nơi khác phương đây. Nơi này chỉ là một đại môn, La Quân nghĩ đến trùng động khiêu dược, nơi này là lúc mới nhập môn, một khi đi vào liền sẽ nhảy vọt đến khác bên trong tiểu thế giới. Có lẽ, Thiên Lăng phần mộ căn bản cũng không tại biển sâu chỗ. Lục Nguyệt Hoa nói ra, thế nhưng là thần thức hướng xuống dò xét, cũng không có tìm được kết giới chi môn. La Quân nói ra, nếu không hai chúng ta đi xuống xem một chút. Hắn đón đến, nói ra, trung niên nam tử kia cũng là từ bên trong này đi ra, ta nghĩ nơi này nhất định vẫn là có nhiều bí ẩn. Lục Nguyệt Hoa nói ra, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Hai người ngay sau đó liền hạ quyết tâm chuẩn bị thăm dò vào đến giếng trong động qua. Nhưng vào lúc này, kỳ quái sự tình phát sinh. Cái kia giếng trong động xuất hiện lần nữa cuồn cuộn khói đen. La Quân giữ chặt Lục Nguyệt Hoa, không tự chủ được lui lại, không tốt, là trung niên nam tử kia tới. Thần đồng đã biến mất, có lẽ cũng là bị kéo vào qua. Hắn hiện tại là tới đối phó chúng ta. Hai người hơi hơi khẩn trương nhìn lấy cái kia cuồn cuộn khói đen. Nhưng lần này, khói đen sau khi đi ra lại làm hai cỗ. Tiếp theo, hai cỗ khói đen ngưng thành hình người. Liền cũng tại lúc này, La Quân muốn rách cả mí mắt. Bởi vì bên trong một cái người hắn quá quen thuộc, đó chính là hắn cha đẻ, Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai toàn thân áo trắng, sắc mặt lạnh lùng. Hắn khi nhìn đến La Quân về sau, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia nhe răng cười, nhiệt xúc, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Ngươi để là cha tìm ngươi thật khổ a. La Quân trái tim nhảy lên kịch liệt, không đúng, cái này là tuyệt đối huyễn cảnh. Trần Thiên Nhai không thể lại xuất hiện ở đây. Tại cái này một cái chớp mắt, La Quân khẳng định trong lòng nghĩ phương pháp. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ là huyễn thuật, cũng muốn lừa gạt ngươi ra ra ta. Cùng lúc đó, Lục Nguyệt Hoa sắc mặt cũng là đại biến. Bởi vì cái kia một cỗ khác khói đen hình thành một nữ tử. Nữ tử này xinh được xinh đẹp, một thân áo màu đỏ. Nữ tử này, nhìn mới 16 tuổi khoảng chừng. Lục Nguyệt Hoa thân thể mềm mại lại là run rẩy đứng lên, nàng tựa hồ là cực vì sợ hãi cái này nữ tử áo đỏ. Ngươi đừng sợ, các nàng đều là ảo giác, La Quân nhắc nhở Lục Nguyệt Hoa. Liền cũng tại lúc này, cái kia hồng sam nữ tử đối Lục Nguyệt Hoa hung dữ nói ra, Lục Nguyệt Hoa, ngươi còn nhớ ta không? Trên mặt nàng tràn đầy nghiến răng nghiến lợi hận ý. Lục Nguyệt Hoa trong mắt phát ra nước mắt đến, nàng che miệng lại, nói ra, Diệu Mi, làm sao có thể là ngươi? Là ngươi cố ý không kéo ta, ngươi chính là muốn ta chết. Ngươi tốt lên làm cái này cung chủ chi vị. Gọi là Diệu Mi nữ tử oán hận quát lớn Lục Nguyệt Hoa. Nàng đồng thời quay đầu, nói ra, ngươi nhìn ta cái ót. Diệu Mi sau khi nói xong thì quay đầu. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa trông thấy Diệu Mi cái ót, một sát na này lại là tuyệt đối nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì Diệu Mi cái ót đã bị gõ mở, ở trong đó máu thịt be bét, mà lại mọc đầy dòi bọ. Cái này một cái chớp mắt. Liền xem như thần kinh cứng cỏi La Quân cũng muốn phun ra. Lục Nguyệt Hoa càng là trong dạ dày phát ra nước chua tới. Ảo giác, tất cả đều là ảo giác. La Quân hít sâu một hơi, nhắc nhở lần nữa Lục Nguyệt Hoa. Trần Thiên Nhai lạnh lùng nhìn chăm chú La Quân, hắn chậm rãi nói ra, ngươi cùng mẫu thân ngươi Lâm Thiến một dạng, đều là đáng chết. Ta hơn 20 năm trước liền nên đưa ngươi cái này nhiệt xúc giết. Ngươi bây giờ thế mà có thể trở thành ta ma kiếp. Vậy ngươi thì càng là nên chết. La Quân nghe được Trần Thiên Nhai đề cập mẫu thân mình, hắn không khỏi hai mắt lập tức huyết hồng, cả người bạo giận lên, Trần Thiên Nhai, là ngươi say rượu hồ đồ, xâm phạm mẫu thân của ta. Ngươi dựa vào cái gì chửi bới mẫu thân của ta? Nhiệt xúc, Trần Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, nói, thế nào, ngươi bây giờ cảm thấy ngươi cánh cứng rắn, có thể cùng ta khiêu chiến. Ngươi đã nghĩ như vậy niềm tình ngươi tiện nhân kia mẫu thân, ta hiện tại thì đưa ngươi đi gặp nàng. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. La Quân tại cái này một cái chớp mắt thống khổ tới cực điểm. Hắn thống khổ nhất chính là, hắn cùng mẫu thân hắn tồn tại lại là như thế không chịu nổi cùng không có ý nghĩa. Hắn cũng muốn có phụ mẫu yêu thương, hắn cũng là một sống sờ sờ người a. Thế nhưng là, địa vị hắn tại phụ thân nơi đó lại là như vậy không chịu nổi. La Quân đột nhiên bạo giống một tiếng, nói, Trần Thiên Nhai, ta mặc kệ ngươi là ảo giác vẫn là cái gì. Hôm nay ta nhất định muốn vỡ nát ngươi. Hắn sau khi nói xong, lập tức liền thi triển ra thiên lôi quyền ấn. Ngươi cho rằng,
ngươi có thể thi triển ra ma pháp của ngươi sao? Trần Thiên Nhai sắc mặt lãnh đạm. La Quân cũng là ngây người, hắn phát hiện hắn thi triển không ra thiên lôi quyền ấn tới. Bốn phía giống như hồ đã không có nguyên tố chi lực. Trước đó La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa thần thức là dựa vào trong não vực thần linh lực lượng, cho nên cũng không có ỷ lại nguyên tố chi lực. Mà bây giờ, La Quân muốn vận chuyển nguyên tố chi lực thời điểm mới phát hiện, trong không khí căn bản cũng không có nguyên tố chi lực. La Quân ngốc ngẩn ngơ, trong lòng của hắn đối Trần Thiên Nhai hận đã đến cực hạn. Hắn chưa từng như hận này qua một người. Hắn đột nhiên lệ hống một tiếng, nói, Trần Thiên Nhai, coi như không có ma pháp, ta cũng muốn giết ngươi. Sau khi nói xong, quanh người hắn khí huyết chi lực ầm vang bạo phát đi ra. Toàn thân huyết dịch phun trào, như có một đầu thần long trong thân thể vận chuyển. La Quân vừa sải bước ra, chớp mắt liền đến Trần Thiên Nhai trước mặt. Sau đó, La Quân nhất quyền hung hăng đánh tới hướng Trần Thiên Nhai bụng. Cho đến ngày nay, La Quân trường sinh cảnh tam trọng tu vi, thân thể lực lượng bá đạo vô cùng. Một quyền này ra, khoảng chừng 1.500.000 cân lực lượng. Đến trình độ này, La Quân chiêu thức không có quá nhiều xinh đẹp, cũng là nhất quyền đánh ra. Nhất lực khả hàng thập hội. Bất quá đáng tiếc, La Quân đối mặt là Trần Thiên Nhai. Ma đế Trần Thiên Nhai. Cho nên một sát na này, Trần Thiên Nhai cũng chỉ là ra một chiêu uất ức quyền. Hắn thế mà một chút liền tóm lấy La Quân quyền đầu. La Quân tất cả lực lượng đều giống như châu đất xuống biển, mà Trần Thiên Nhai đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, hắn thần sắc cũng là như thế hở hứng. Làm sao có thể, La Quân hãi nhiên thất sắc, chính mình cường đại như thế lực lượng, Trần Thiên Nhai cái gì thuật pháp đều không có thi triển, hắn dựa vào cái gì có thể mạnh như vậy. Trần Thiên Nhai đột nhiên đá ra một chân. La Quân vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn liền tránh suy nghĩ đều không có, cả người trong nháy mắt liền bị đá bay ra ngoài. La Quân chỉ cảm thấy ở ngực kịch liệt đau nhức, ngũ tạng lục phủ đều đã lệch vị trí. Hắn trùng điệp đâm vào trên vách động, sau cùng vừa hung ác ngã trên mặt đất. Tiếp theo, La Quân phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân vươn tay sờ mặt đất máu tươi, sau đó lại nghe. Thật là mùi máu tươi a. Hắn ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía Trần Thiên Nhai. Nếu như đây hết thảy đều là ảo giác, nhưng vì cái gì dạng này đau đớn là chân thật như vậy? Nếu thật là ảo giác, chính mình không có khả năng khám không phá a. Lúc này, Lục Nguyệt Hoa tình huống cũng không tốt lắm. Bởi vì cái kia Diệu Mi đã bóp lấy Lục Nguyệt Hoa cổ, Lục Nguyệt Hoa ở chỗ này thi triển không ra nguyên tố chi lực, căn bản là không thể nào phản kháng. Lục Nguyệt Hoa mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nàng hai tay bất lực giả thoáng lấy, nàng muốn tránh ra Diệu Mi tay, nhưng nàng căn bản là không mở ra được a. La Quân cũng vô lực đi cứu Lục Nguyệt Hoa, bởi vì Trần Thiên Nhai đã đi tới trước mặt hắn. Trần Thiên Nhai lại một chân đá vào La Quân trên thân, La Quân lần nữa bị trùng điệp đá bay ra ngoài. Hắn hung hăng ngã trên mặt đất, thân thể đau đớn tận xương, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Trần Thiên Nhai lại chậm rãi hướng đi La Quân mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hắn cảm thấy Trần Thiên Nhai cũng là hắn vĩnh viễn ác mộng. Hắn là như thế hận Trần Thiên Nhai, nhưng hắn mỗi lần đối mặt Trần Thiên Nhai đều là như thế bất lực, không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội. La Quân cố hết sức ngọ nguậy thân thể hướng về sau lui, hắn sợ hãi Trần Thiên Nhai, hắn muốn tránh đi Trần Thiên Nhai. Lại nhìn bên kia Lục Nguyệt Hoa đã hai mắt trắng bệch, mắt thấy sẽ chết tại Diệu Mi trên tay. Trần Thiên Nhai cũng tới đến La Quân trước mặt, hắn nhấc chân lên, chậm rãi dẫm hướng La Quân đầu. Lần này là muốn chính thức kết La Quân. La Quân sợ hãi tới cực điểm. Thế nhưng là đảo mắt, trong lòng của hắn lại tràn ngập ngập trời đại hận ý. Liền xem như muốn chết, ta cũng phải dũng cảm đối mặt Trần Thiên Nhai. Hắn mặc dù là phụ thân ta, nhưng lại không xứng làm phụ thân ta. Ta không muốn hắn trở thành ta vĩnh viễn bóng mờ, ta tại sao phải sợ? La Quân đột nhiên cắn răng, hắn ngẩng đầu hung dữ nhìn về phía Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai chân đạp lúc đến đợi, La Quân đột nhiên cảm thấy thân thể có sức lực, hắn ra tay nắm lấy Trần Thiên Nhai chân. Trần Thiên Nhai dùng lực ép xuống, La Quân hung hăng hướng lên trên chống đỡ. Trần Thiên Nhai lúc này vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể đem một cước này đạp xuống qua. La Quân trong đầu linh quang nhất thiểm, hắn đột nhiên thì minh bạch đây là có chuyện gì. Nguyên lai ngươi là từ trong nội tâm của ta hoảng sợ ngưng tụ ra. Coi ta không đang sợ ngươi lúc, ngươi thì không có ý nghĩa. La Quân đột nhiên nhảy lên, trực tiếp từ bên cạnh nhảy dựng lên. Sau đó,
hắn nhất quyền bạo đè tới. Oanh một chút, La Quân nhất quyền bạo kích tại Trần Thiên Nhai đầu lâu bên trên. Trần Thiên Nhai muốn tránh cũng không được, tiếp theo, cả người hắn lần nữa hóa thành cuồn cuộn khói đen, sau đó liền biến mất không còn tăm tích. Quả nhiên là như thế. La Quân hết thảy đều hiểu. Cái kia giếng động cũng không phải là vô biên vô hạn, mà là bởi vì, đó là người nội tâm hoảng sợ cội nguồn. Khi trong lòng ngươi có hoảng sợ thời điểm, ngươi vĩnh viễn cũng không nhìn thấy giếng động bộ. La Quân hít sâu một hơi, hắn nhìn một chút Lục Nguyệt Hoa đã nguy cơ sớm tối. La Quân cấp tốc đi vào Lục Nguyệt Hoa trước mặt, hắn cũng không có xuất thủ đi giết Diệu Mi. Bởi vì La Quân biết, Diệu Mi là Lục Nguyệt Hoa hoảng sợ. Người khác không cách nào tiêu trừ nội tâm của nàng hoảng sợ. Có thể giết chết Diệu Mi, chỉ có Lục Nguyệt Hoa chính nàng. La Quân ngay sau đó thì xông Lục Nguyệt Hoa nói ra, Diệu Mi chính là ngươi nội tâm hoảng sợ biến thành, ngươi muốn đánh bại nàng, biện pháp duy nhất cũng là không hề hoảng sợ nàng. Làm ngươi không hề sợ nàng thời điểm, nàng liền sẽ không có ý nghĩa. Hắn đón đến, nói ra, Lục Nguyệt Hoa, nếu như ngươi cảm thấy chính ngươi năm đó không có làm sai, ngươi thì không cần phải sợ nàng. Lục Nguyệt Hoa hai mắt trắng bệch, nàng toàn thân sợ run. Nhưng ngay tại cái này một cái chớp mắt, nàng đột nhiên mở to mắt, nàng trong hai mắt tuôn ra lệ quang tới. Cút ngay, Lục Nguyệt Hoa một chút liền đem Diệu Mi đẩy ra, nàng tiếp lấy thì nhảy dựng lên, lệ chỉ Diệu Mi, nói ra, Diệu Mi, ta xưa nay không thiếu ngươi cái gì. Lúc trước chúng ta công bình giao đấu tranh thủ cung chủ chi vị, người ta tinh thần lực đều đã tiêu hao sạch sẽ. Ngươi trượt chân rơi xuống vách núi, ta đã hết sức đi tóm lấy ngươi. Về sau không phải ta cố ý muốn thả ra ngươi, mà là ta thực sự đã bất lực. Những năm gần đây, ta vẫn luôn rất lợi hại tự trách là ta tại sao muốn công danh lợi lộc tính mạnh, liều mạng cùng ngươi tranh cái này cung chủ chi vị. Nhưng ta chưa từng có nghĩ tới cố ý muốn để ngươi rơi xuống vách núi mà chết, ta tuyệt không có. Diệu Mi vốn là mặt mũi tràn đầy oán hận, nàng nghe được Lục Nguyệt Hoa như vậy thần sắc nghiêm nghị về sau, sắc mặt nàng lại lạ thường nhu hòa xuống dưới. Sau đó, nàng cũng cùng cái kia Trần Thiên Nhai một dạng, dần dần hóa thành một tầng khói đen. Tiếp theo, cỗ này khói bụi cũng từ từ tiêu tán. Lục Nguyệt Hoa thấy thế, nàng tâm thần buông lỏng, miệng lớn thở dậy khí thô tới. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Sau đó, Lục Nguyệt Hoa nhịn không được hỏi La Quân. La Quân nói ra, ta cũng không biết rõ đến là chuyện gì xảy ra. Lục Nguyệt Hoa nói ra, vừa rồi Diệu Mi đến là ảo giác, vẫn là nàng hồn phách. La Quân nói ra, không tính ảo giác, nhưng cũng không phải Diệu Mi hồn phách. Cái kia, Lục Nguyệt Hoa càng thêm mơ hồ. La Quân nói ra, giếng này động có lẽ là hắc ám nguyên hình, có thể đem người ở sâu trong nội tâm hoảng sợ hóa thành thực chất. Chỉ cần chúng ta tâm lý có sợ hãi, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Nguyệt Hoa nói ra, ngươi là thế nào khám phá điểm này? La Quân nhớ tới Trần Thiên Nhai, trong lòng của hắn cảm thấy nhói nhói vô cùng, hắn trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, ta không có khám phá, ta chỉ là không cam tâm. Mẫu thân của ta đau khổ cả đời, sau cùng còn bị Trần Thiên Nhai giết. Nếu ta cũng chết, người nào đến vì mẫu thân của ta lấy cái công đạo này? Ta nếu là chết tại trên tay người khác, vậy cũng a. Nhưng ta tuyệt không muốn chết trong tay Trần Thiên Nhai. Lục Nguyệt Hoa thật sâu nhìn một chút La Quân, nàng biết, tại La Quân lạc quan bề ngoài dưới, thực hắn ở sâu trong nội tâm có to lớn đau xót. Chúng ta lại đến xem giếng này động, La Quân nói với Lục Nguyệt Hoa. Lục Nguyệt Hoa gật gật đầu. Hai người tới giếng động trước mặt, lúc này, La Quân lại hướng xuống mặt nhìn lại. Hắn khi nhìn rõ sở một cái chớp mắt, lập tức liền cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì thì ở phía dưới 10 mét chỗ, nơi đó thì có mặt đất. Giếng động là thông hướng địa hạ lăng mộ. Không cần nhiều lời, thiên lăng phần mộ thì tại cái này mặt. Giống như bốn phía lại có nguyên tố chi lực, Lục Nguyệt Hoa bỗng nhiên nói với La Quân. La Quân bị Lục Nguyệt Hoa cái này một nhắc nhở, hắn lập tức cũng cảm giác được. Hắn nói ra, thực chúng ta lúc đi vào đợi, bốn phía thì có nguyên tố chi lực. Nếu như không có, chúng ta hẳn là đã sớm phát giác được. Nhưng vì cái gì tại vừa rồi, chúng ta cảm giác không thấy. Lục Nguyệt Hoa cảm thấy kỳ quái. La Quân nói ra, có lẽ là giếng này động đang làm trò quỷ, bất quá đừng quản nhiều như vậy, chúng ta nhanh đi xuống xem một chút đi. Đến lúc này, kinh lịch nhiều như vậy gặp trắc trở, La Quân đã không kịp chờ đợi muốn đi vào đến thiên lăng trong phần mộ. Lục Nguyệt Hoa gật gật đầu, nói ra, tốt. Hai người ngay sau đó một trước một sau, nhảy đi xuống.
La Quân trước nhảy, hắn xuống dưới về sau, Lục Nguyệt Hoa lại nhảy. La Quân là trực tiếp nhảy, Lục Nguyệt Hoa lại là vận dụng nguyên tố chi lực nhẹ nhàng xuống. Liền cũng tại lúc này, Trần Lăng cùng Lục Nguyệt Hoa rốt cục để lộ Thiên Lăng phần mộ chân thực diện mạo. Phía dưới này xác thực cũng là Thiên Lăng phần mộ, nhưng thực, cũng không có cái gì phần mộ, mà chính là khắp nơi bạch cốt. Trong này tổng diện tích ước chừng có 3.000 mét vuông, nhìn không thấy cuối. Phía trên là dãy núi cao động mái vòm, mà ở trung ương lại là một cái cự đại ma pháp trận. Ma pháp trận này kéo dài lưu chuyển, tản mát ra năng lượng cường đại khí tức tới. Cũng chính là cái này cái cự đại ma pháp trận chèo chống trong này hết thảy. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa nhìn nhau, trong lòng hai người đều là kích động cùng hưng phấn xen lẫn. Bất quá đồng thời, La Quân nhưng trong lòng thì có nỗi nghi hoặc, cái kia chính là thần đồng đi nơi nào. Thần đồng trước đó thấy trung niên nam tử hẳn là cũng không phải chân thực, hẳn là thần đồng nội tâm hoảng sợ căn nguyên. La Quân hiện tại cũng rất rõ ràng, thực hắn là bị thần đồng lừa gạt. Thần đồng nếu thật là vô dục vô cầu, nội tâm làm thế nào có thể có hoảng sợ đâu. Nếu là không có hoảng sợ, trung niên nam tử kia căn bản liền sẽ không xuất hiện. Bất quá dưới mắt, La Quân cũng không có hứng thú qua quản thần đồng đến như thế nào. Hắn đối thần đồng tràn ngập thất vọng, cho nên đối hắn chết sống cũng biến thành thờ ơ. Đi, đi xem một chút, La Quân nói với Lục Nguyệt Hoa. Hắn đồng thời lại cười cười, nói ra, ta đáp ứng ngươi, để ngươi chọn trước. Trong này bất kỳ vật gì, chỉ cần ngươi nhìn chúng, ta tuyệt không cùng ngươi đoạt. Lục Nguyệt Hoa nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nàng lại cũng không nói gì. Nàng còn có cái gì là không thể tin tưởng La Quân đâu. Nếu như La Quân thật sự là có một tia tư tâm lời nói, hắn tại nàng đứng trước Diệu Mi thời điểm, chỉ cần không nói ra chỗ mấu chốt. Như vậy Diệu Mi thì có thể đưa nàng giết. Một đường hướng bên trong đi đến, bốn phía đều là bạch cốt xâm xâm, có vẫn là hai bộ bạch cốt quấn quýt lấy nhau. Trong không khí tràn ngập một cỗ thảm liệt vị đạo. Mặt đất phía trên có rất nhiều pháp khí, pháp bảo, còn có pháp bảo nổi bồng bềnh giữa không trung. Ở cái địa phương này, vậy thì thật là pháp bảo nhiều như chó. Bất quá như là đã đến nơi này đến, như vậy La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa có thể liền sẽ không đối một số phàm phẩm có hứng thú quá lớn. Cây kiếm này giống như không tệ. La Quân nhìn thấy bên trái một bộ bạch cốt trước có một cây kiếm. Cây kiếm này cắm trên mặt đất, dù cho kinh lịch lâu như thế lịch sử phong sương, nhưng y nguyên lạnh lóng lánh. Hắn tiến lên đem chiếc kia kiếm rút ra. Trong nháy mắt, La Quân cũng cảm giác được trong thân kiếm có nguyên tố chi lực lưu chuyển. Trong này lại có ma pháp trận. Cây kiếm này phẩm chất tuyệt đối là không tệ. Lục Nguyệt Hoa nhìn một chút, nàng hứng hờ nói ra, cây kiếm này cũng không thế nào xuất sắc. Ngươi nếu là dùng nó đến thi triển tạo hóa kiếm quyết, cam đoan thân kiếm không chịu nổi, trực tiếp đứt gãy. La Quân nói, không thể nào, ngươi từ chỗ nào nhìn ra. Lục Nguyệt Hoa nói ra, người khác nhặt hạt vừng ném dưa hấu một dạng, cây kiếm này phẩm tướng cùng chất liệu, đều là trung hạ đẳng. Có lẽ ngươi xuất ra qua có thể bán không ít tiền, cũng xem là tốt. Nhưng là tại ngày này lăng trong phần mộ, chỉ có thể nói không quá nhập lưu. La Quân cười hắc hắc. Nói ra, tính toán, ta trước bỏ vào trong chữ vật giới chỉ, mặc kệ nó. Lục Nguyệt Hoa nói ra, cái kia tùy ngươi. Ngay sau đó, hai người tiếp tục tiến lên. Loại cảm giác này tựa như là đánh xuống siêu cấp lớn, khắp nơi trên đất làm rơi đồ một dạng. Nơi này cường giả, giống như đều không có chữ vật giới chỉ. La Quân kỳ quái hỏi Lục Nguyệt Hoa. Lục Nguyệt Hoa nói ra, thượng cổ lúc sau, còn không có chữ vật giới chỉ cái này khái niệm. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. A, kiện bảo bối này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Chu Tước Ngọc Xích? Lục Nguyệt Hoa trông thấy một kiện bảo bối, lập tức đưa tay chộp một cái, lăng không đem bắt trên tay. La Quân cũng nhìn qua, hắn liền nhìn thấy Lục Nguyệt Hoa trong tay cầm một ngụm hỏa hồng sắc ngọc xích. Chu Tước Ngọc Xích là cái gì? La Quân hiếu kỳ hỏi. Lục Nguyệt Hoa ngưng thần cảm ứng, sau một hồi khá lâu hoan hỉ nói ra, quả nhiên là Chu Tước Ngọc Xích, trong này thai nghén Chu Tước chiến hồn. Chu Tước thần thú trời sinh là hỏa hệ ma pháp sư. Có Chu Tước Ngọc Xích, chính là nhiều một cánh tay đắc lực. La Quân nói ra, nếu là bảo bối tốt, vậy ngươi thì thu cất đi. Lục Nguyệt Hoa liền nói ra, vậy ta thì không khách khí với ngươi. La Quân cười ha ha, nói ra, căn bản thì không cần khách khí. Lục Nguyệt Hoa vui sướng nhận lấy Chu Tước Ngọc Xích, sau đó, nàng lại nhặt không ít bảo bối tiến trong chữ vật giới chỉ. Có những bảo bối này, lấy về thu mua bọn thủ hạ tâm, đó cũng là vô cùng tốt.
La Quân càng để ý là tìm tới mấy vị thánh hoàng hoặc những ma đầu đó bảo bối tốt. Hắn một đường tìm kiếm, trên đường cũng xác thực gặp được không ít bảo bối tốt, nhưng thủy chung đều không có để hắn hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lục Nguyệt Hoa yêu cầu không có cao như vậy, nàng đã sớm thu hoạch đến đầy bồn đầy bát. Mảnh này trong phần mộ, sớm cũng đã không phân rõ ai là ma đầu, ai là thánh hoàng. Mà đại nhiều bảo bối, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa cũng không nhận ra được. Chỉ bất quá kỳ quái là, Lục Nguyệt Hoa cùng La Quân từ đầu đến cuối không có tìm tới thánh hoàng nhóm pháp bảo, liền những ma tộc đó cao cấp các trưởng lão bảo bối cũng là không có tìm được. Chẳng lẽ trước lúc này, đã có người đi vào, cao cấp bảo bối toàn bộ bị người lấy đi, La Quân không khỏi hồ nghi. Lục Nguyệt Hoa tâm cũng hướng xuống lặn xuống, nàng tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Những siêu cấp pháp bảo đó, toàn bộ đều không cánh mà bay. Không có khả năng a, trừ chúng ta Nguyệt Ảnh cung có kết giới chìa khóa, lại không ai có tiến đến biện pháp a. Lục Nguyệt Hoa nghĩ không ra. La Quân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn nói ra, ta biết là ai. Người nào? Lục Nguyệt Hoa liền vội vàng hỏi. Thần Đồng, La Quân nói ra, hắn trước chúng ta tiến đến, mà lại hắn cũng là bàn hoàng đối với nơi này quá quen thuộc, hắn sau khi đi vào khẳng định đem sở hữu tốt pháp bảo đều cuốn đi. Lục Nguyệt Hoa không khỏi thất sắc, hắn hiện tại hội đi nơi nào? La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, có lẽ đã đào tẩu. Hắn đón đến, nói với Lục Nguyệt Hoa, ngươi sẽ không hoài nghi ta cùng thần đồng hợp mưu a? Khả năng này cẩn thận đẩy gõ vẫn là rất lớn. La Quân cảm thấy nếu như Lục Nguyệt Hoa hoài nghi, vậy hắn cũng là có 100 tấm miệng cũng nói không rõ ràng. Bất quá Lục Nguyệt Hoa lại là rất lợi hại bằng phẳng, nàng nói ra, ta đương nhiên sẽ không hoài nghi ngươi. Nếu như ngươi thật có lòng muốn nuốt những này pháp bảo, ta cũng bắt ngươi không có cách nào. Ngươi không cần thiết làm những này âm mưu quỷ kế. La Quân hơi hơi thở phào, nói ra, cảm ơn. Hắn ở sâu trong nội tâm rất cảm kích Lục Nguyệt Hoa tín nhiệm. Lục Nguyệt Hoa trầm giọng nói ra, ngươi cũng đừng quá thất vọng. Cái kia thần đồng vội vàng ở giữa cũng không có khả năng đem sở hữu pháp bảo cực phẩm đều cuốn đi. Chúng ta tinh tế tìm xem, nhất định sẽ có đồ tốt. La Quân gật gật đầu, trong lòng của hắn thực rất lợi hại không thoải mái. Cùng thần đồng ở giữa, không, phải nói là bàn hoàng. Cái này bàn hoàng, từ đầu đến đuôi đều là đang tính kế chính mình. Vốn nên trước khi đến, La Quân đối cái này bàn hoàng rất có hảo cảm. Nhưng dưới mắt, hắn đối cái này bàn hoàng có loại nói không nên lời chán ghét tới. Lục Nguyệt Hoa lúc này tâm tính ngược lại rất tốt, không ngừng an ủi La Quân. Vậy đại khái cũng là nữ nhân ưu điểm. Có đôi khi đứng trước khốn cảnh, nữ nhân ôn nhu lại là một tề không tệ thuốc tốt. Hai người bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, Lục Nguyệt Hoa vẫn là lại không ngừng thu thập một số không tệ pháp bảo. À, La Quân, ngươi nhìn cái này một cây kiếm có phải hay không có chút kỳ quái? Lục Nguyệt Hoa chỉ nơi hẻo lánh chỗ, một ngụm đã toàn thân dỉ xét thiết kiếm. La Quân cũng nhìn qua, cái này miệng thiết kiếm thật sự là quá không nổi mắt. Hơi không chú ý thì dễ dàng bỏ qua, tỉ như La Quân thì bỏ qua, nhưng Lục Nguyệt Hoa là cái thận trọng nữ nhân, nàng cảm thấy không quá tầm thường. La Quân trải qua Lục Nguyệt Hoa một nhắc nhở như vậy, cũng đã cảm thấy không tầm thường. Cái này thiên lăng trong phần mộ binh khí đều là pháp bảo cấp bậc, đoạn sẽ không xảy ra gì a. Nơi này hẳn là không có sát thương, cái này miệng gì xét thiết kiếm quả thực tựa như là một đám thiên nga bên trong sông vào một cái tiểu thổ gà a. La Quân cảm thấy có gì đó quái lạ, hắn lập tức đưa tay lăng không một chảo, đem cái này miệng kiếm gì chộp trong tay. Sau đó, La Quân lấy hỗn độn chi khí đến cảm ứng kiếm gì. Rất nhanh, hỗn độn chi khí xuyên vào đến gì bên trong kiếm. Đây là Nguyên Hoàng Phổ Độ Kiếm, La Quân đại hỉ, hắn nói với Lục Nguyệt Hoa. Phổ độ kiếm cần nguyên tố chi lực cùng máu tươi thoải mái, bây giờ nó bởi vì quá lâu không có thoải mái, cho nên bên ngoài sinh ra dỉ sắt, cũng là một loại tự thân bảo hộ cơ chế. Lục Nguyệt Hoa cũng không khỏi đi theo hoan hỉ. La Quân lập tức đem ngón tay cắn nát, sau đó để máu tươi nhỏ xuống tại phổ độ kiếm bên trên. Đồng thời, hỗn độn chi khí cũng đi theo rót đi vào. Ngay vào lúc này, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa trông thấy phổ độ kiếm bên trên dỉ sắt tầng tầng bong ra từng màng. Tiếp theo, bên trong lộ ra sáng như tuyết hàn quang tới. Cái này miệng thần khí, lần nữa lộ ra phong mang. Đồng thời, một thanh âm tại La Quân trong đầu vang lên, chủ nhân. La Quân hơi kinh hãi, hắn nhắm mắt cảm ứng, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thanh âm này là đến từ phổ độ kiếm,
cái này phổ độ kiếm chính là siêu cấp thần khí, đã sinh ra tự mình ý thức. Đây là khí linh. Chỉ có thần khí mới có thể sinh ra khí linh. Bất quá La Quân vừa nghe đến phổ độ kiếm hô chủ nhân, hắn cũng có chút không quá bình tĩnh. Bởi vì hắn tự nhiên mà vậy nhớ tới thần đồng, đó là tính toán tính kế. Cái này phổ độ kiếm cũng đừng cũng là nguyên hoàng đối với mình tính kế a. Đối với những này thượng cổ thánh hoàng, La Quân là hoàn toàn khuyết thiếu hảo cảm. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn cũng không nhiều lời, tiếp lấy vận dụng hỗn độn chi khí hoàn toàn giải phổ độ kiếm. Hắn cũng không tiếp tục muốn vì người khác làm áo cưới. Lần này hoàn toàn điều tra về sau, La Quân rốt cục yên lòng. Phổ độ kiếm cũng không phải là nguyên hoàng sáng tạo, cũng căn bản không có nguyên hoàng bất luận cái gì ấn ký. Phổ độ kiếm cũng là một ngụm đơn thuần thần binh. La Quân thả lỏng trong lòng, đồng thời, hắn cũng cảm nhận được phổ độ kiếm chỗ kỳ diệu. Cái này phổ độ kiếm nội uẩn dục thượng cổ cuồn cuộn Phật Pháp chi lực, một khi phát động, có thể sinh ra siêu cường Phật Pháp cảm nhiễm chi lực. Có thể cho bốn phía nguyên tố bị cảm hóa, vì sử dụng. Đồng thời cũng có thể để cho địch nhân nguyên tố chi lực bị phổ độ kiếm cảm hóa. Loại tình huống này, địch nhân chiêu thức đánh tới, nói không chừng liền sẽ phản vệ quá khứ. Mặt khác, phổ độ kiếm cũng có sát chiêu. Từ cuồn cuộn Phật Pháp ngưng luyện mà thành phổ độ ánh sáng, cái kia là tuyệt đối sắc bén sát chiêu. Chỉ sợ là tại bàn hoàng kiếm kiếm khí phía trên. Sau cùng, phổ độ kiếm bên trong còn có một cái đại tuyệt chiêu, vậy liền gọi là Phật Pháp phổ độ. La Quân rất nhanh liền giải thấu triệt, Phật Pháp phổ độ một khi phát ra, đó là vạn thiên hòa thượng cùng nhau niệm kinh, giống như Phật tổ đạo tràng. Đồng thời lại có thể sinh ra siêu cường Phật quang có thể đem hết thảy địch nhân luyện hóa thành cho tàn. Đương nhiên, cái này cũng phải nhìn thi pháp giả bản thân công lực. Nếu như là giáo thần cầm phổ độ kiếm đến thi triển Phật Pháp phổ độ, vậy tuyệt đối khủng bố. Nếu như là cái cao thủ bình thường, thật có lỗi, người căn bản thi triển không ra Phật Pháp phổ độ tới. La Quân hoàn toàn khống chế lại phổ độ kiếm, hắn lập tức đem phổ độ kiếm thu vào trong chữ vật giới chỉ. La Quân tâm lý rất rõ ràng, hắn có cái này miệng phổ độ kiếm, như vậy chính mình chiến đấu lực ít nhất là tăng lên bối phận. Bất quá, loại này chiến đấu lực còn chưa đủ mà chống đỡ giáo thần Lena Hoya, điểm này La Quân tâm lý rất rõ ràng. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa khôi phục một số lòng tin, hai người tiếp tục tìm kiếm pháp bảo. Lúc này, La Quân tìm kiếm đến nhỏ hơn. La Quân, ngươi nhìn cái kia trung tâm trận pháp, Lục Nguyệt Hoa bỗng nhiên lại phát hiện mới sự vật, cái kia chính là ma pháp cự trận. La Quân cũng nhìn qua, hai người hướng ma pháp cự trận đi đến. Cái kia ma pháp cự ngoài trận hạng là một tầng mang theo tư tư điện quang lồng năng lượng. Cái này năng lượng che đậy thẳng đường phạm vi có chừng 20 mét. Tại ma pháp cự trong trận, đứng yên một cây quyền trượng màu đen. Sở hữu năng lượng liền đều là đến từ cây kia quyền trượng màu đen. La Quân không khỏi tim đập rộn lên, hắn quá rõ ràng cái này biển 5.000 mét chỗ thủy lực ép khủng bố cỡ nào. Mà cái này quyền trượng màu đen thế mà có thể chống đỡ ở lớn như vậy một cái diện tích sơn động không bị thủy lực ép chỗ đánh nát. Cái này quyền trượng màu đen năng lượng quả nhiên là khủng bố tới cực điểm, đây là không dám tưởng tượng a. Đương nhiên. La Quân cũng minh bạch, quyền trượng màu đen cũng không toàn bộ là dựa vào tự thân lực lượng đến chống cự thủy lực ép, mà pháp này trận cũng là cái rất khéo léo trận pháp, từ đó đạt tới thăng bằng thủy lực ép. Nhưng bất kể nói thế nào, La Quân đều biết, cái này quyền trượng màu đen tuyệt đối là một kiện chí bảo. Liền cũng tại lúc này, Lục Nguyệt Hoa nghẹn ngào nói ra, ta biết cái này quyền trượng màu đen là pháp bảo gì. Nó là ma hoàng chí tôn pháp bảo, Thái Vũ quyền trượng. Năm đó ma hoàng cũng là dựa vào món pháp bảo này chống lại ba vị thánh hoàng. Thái Vũ quyền trượng, La Quân lập tức đến hứng thú. Lục Nguyệt Hoa nói ra, ta vẫn luôn coi là Thái Vũ quyền trượng cũng không tồn tại, bởi vì Thái Vũ quyền trượng tồn tại, vô cùng không hợp với lẽ thường. Vì sao lại nói không hợp với lẽ thường? La Quân không khỏi hiếu kỳ. Lục Nguyệt Hoa nói ra, bởi vì Thái Vũ quyền trượng đại biểu tứ phương chi vũ quy tắc, đồng thời cũng có thể đánh phá không gian quy tắc. Đồng thời vặn vẹo thời gian. Cái này Thái Vũ quyền trượng so với Nguyên Thủy Thánh Điển, Thiên Huyền La Bàn, U Minh Hoàng Tuyền Đồ đâu? La Quân hỏi tiếp, đây là hắn để ý nhất địa phương. Lục Nguyệt Hoa nói ra, đây là nghịch thiên thần khí, nếu là vận dụng thỏa đáng, có thể đem chọn cái mê thất đại lục sửa đến phân mảnh. Trên đời này vốn cũng không nên có dạng này pháp bảo. La Quân trầm giọng nói ra, đã có bực này bản sự. Như vậy ta đến lúc đó sử dụng Thái Vũ quyền trượng trở lại chủ thế giới cũng là chuyện dễ dàng.
Lục Nguyệt Hoa nao nao, nàng mới hiểu được, nguyên lai La Quân lớn nhất tâm tâm niệm niệm cũng là muốn về đến chủ thế giới. La Quân nói tiếp, bất quá cái này Thái Vũ quyền trượng tại trưởng khống ma pháp cự trận, nếu là ta đem quyền trượng lấy đi, nơi này hết thảy đều sẽ đổ sụp. Lục Nguyệt Hoa nói ra, chúng ta cùng một chỗ ngưng tụ ra đầy đủ hàn băng hạm thuyền đến bảo hộ chúng ta. Nàng đón đến, nói ra, nơi này, hủy liền hủy. Lúc đầu cũng không có gì đáng giá tốt lưu luyến. La Quân gật gật đầu, hắn hiện tại đối cái này Thái Vũ quyền trượng là nhất định phải được. Bất quá lập tức, La Quân lại hiếu kỳ nói, vì cái gì thần đồng không có lấy đi cái này Thái Vũ quyền trượng. Lục Nguyệt Hoa nao nao, vấn đề này nàng cũng trả lời không được. Cây quyền trượng này, ta khuyên người tốt nhất cũng không cần động. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền đến. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa bị kinh ngạc, hai người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy góc kia rơi chỗ bỗng nhiên đi ra tới một người. Người này không phải cái gì khác người, chính là thần đồng. Thần đồng sắc mặt nhạt lạnh, lúc này hắn nơi đó còn là cái kia dịu dàng ngoan ngoãn liệt thần ngẫu đâu. La Quân liền cũng liền nhìn về phía thần đồng, hắn trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác lửa giận. Lục Nguyệt Hoa cũng nhìn về phía thần đồng, sắc mặt nàng lạnh xuống dưới. Thánh Hoàng Bàn, người trò lừa gạt rất không tệ. La Quân lạnh lùng nói ra, liền xem như ta cũng bị ngươi lừa gạt. Thần đồng nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, người căn bản cũng không hiểu. La Quân nói ra, ồ. Thần đồng nói ra, bản hoàng tính kế ngàn năm, chờ đợi ngàn năm, vì cũng là giờ khắc này, chờ cũng là người mang hỗn độn chi khí người xuất hiện. Ngươi không hiểu là, mặc kệ người này có phải hay không là ngươi, nhưng ở một cái nào đó thời khắc, đều sẽ có một người tới làm ngươi phải làm sự tình. Ngươi tồn tại, cũng là trợ giúp bản hoàng phục sinh. Lục Nguyệt Hoa nghe lời này không khỏi thân thể mềm mại kịch chấn. La Quân trong mắt lóe lên hàn quang, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, nói như vậy đứng lên, ngươi khẳng định cho rằng ngươi mới là vận mệnh chúa tể. Mà ta bất quá là một cái phụ thuộc a. Thần đồng nói ra, làm sao, thân ngươi cố hỗn độn chi khí, liền thật sự cho rằng ngươi có thể là vận mệnh chủ nhân. Trò cười. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, vậy thì tốt, hôm nay ta thì nhìn xem, ngươi đến có bản lãnh gì. Hắn sau khi nói xong, lập tức liền tế ra phổ độ chi kiếm. Đồng thời, La Quân nói với Lục Nguyệt Hoa, người đợi chút nữa thừa cơ qua đem Thái Vũ quyền trượng vào tay tay. Lục Nguyệt Hoa trầm giọng nói ra, ta đến ứng phó hắn, người đi lấy Thái Vũ quyền trượng. Nàng sau khi nói xong, lại là lập tức liền ra tay với thần đồng. Lục Nguyệt Hoa cũng không phải ăn chay, nàng lập tức liền tế ra nàng pháp bảo, Huyễn Nguyệt Vòng. Cái kia Huyễn Nguyệt Vòng bay ra ngoài, quanh thân tản ra hàn quang. Huyễn Nguyệt Vòng tựa như là một ngụm tinh sáng lưỡi hái, Lục Nguyệt Hoa lại hướng thần đồng nhất chỉ. Cái kia Huyễn Nguyệt Vòng lập tức xoay tròn cấp tốc, tiếp lấy hướng thần đồng bay đi. Giống như một đạo lưu quang, tiếp lấy mang theo đạo đạo bạc ánh sáng màu xám. Sau đó, số đạo quang hoa cắt chém hướng thần đồng. Thần đồng trong mắt lóe lên hàn quang, nói, không biết tự lượng sức mình. Hắn đột nhiên liền mặc vào Huyền Thiên Hỏa Vân Khải, tiếp lấy một tay nhô ra. Bàn tay to kia liên tục cầm ra mấy cái đạo hư ảnh đến, sau đó liền hoàn toàn đem Huyễn Nguyệt Vòng bắt trên tay. Lục Nguyệt Hoa liên tục vận công, muốn đem Huyễn Nguyệt Vòng rút trở về, nhưng đều không thành công. Cái này thực cũng không kỳ quái, Lục Nguyệt Hoa tu vi cũng không thấp. Nhưng nàng đối mặt người quá cường đại, mà lại, thần đồng mặc là Huyền Thiên Hỏa Vân Khải dạng này thần khí. Liền xem như người bình thường mặc Huyền Thiên Hỏa Vân Khải, đó cũng là tương đương lợi hại. Cùng lúc đó, La Quân liền muốn qua phá vậy quá vũ quyền trượng bố trí xuống ma pháp cự trận. Ma pháp này cự trận tuy nhiên lợi hại, nhưng La Quân hỗn độn chi khí lại là có thể trực tiếp xâm nhập đi vào. Bất quá đúng lúc này, thần đồng thân thể lóe lên, lại là trực tiếp sử dụng Huyền Thiên Hỏa Vân Thần Khải, thuấn di đến La Quân trước mặt. Đã ngươi muốn chết, cái kia bản hoàng liền thành toàn ngươi. Thần đồng tựa hồ là đang cực lực bảo hộ ma pháp cự trận, hắn trong mắt lóe lên sát ý, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, liền chụp vào La Quân đầu. Huyền Thiên Hỏa Vân Thần Khải tốc độ thật nhanh, La Quân nếu không phải võ đạo tu vi cao thâm mặt chắc, lần này vẫn là rất khó mà né tránh. Trong nguy cơ, La Quân cấp tốc lui lại 10 mét xa. Thần đồng lập tức lấy Huyền Thiên Hỏa Vân Thần Khải ngưng tụ ra Hỏa Vân Thần Đan, hướng phía La Quân một điểm. La Quân lập tức liền nhìn thấy không trung một hạt hỏa đan nổ bắn ra mà đến, ngay sau đó, hỏa đan trên không trung nổ tung. La Quân chỉ gặp đại diện tích lóa mắt kim mang phát ra lam sắc diễm quang,
như hung mãnh cự thú cắn mà đến. Lửa này vân thần đan nhiệt độ cao tới cực điểm, liền xem như La Quân cường đại như thế thân thể cũng là khó có thể chịu đựng. La Quân thân thể nhất chuyển, lần nữa chạy ra 10 mét có hơn, kịp thời đem lửa này vân thần đan cũng tránh đi. Lục Nguyệt Hoa lập tức đến đây cùng La Quân kề vai chiến đấu, nàng lập tức lại tế ra một ngụm sáng như tuyết tuyết phủ kiếm, tuyết phủ kiếm bay ra, sắc bén chém tới thần đồng. Thần đồng phất ống tay áo một cái, lại là đem U Minh Hoàng Tuyền đồ bày ra. Cái kia U Minh Hoàng Tuyền đồ bên trong Hoàng Tuyền nước sông cuồn cuộn lưu động, trung gian sinh ra lốc xoáy chi lực, trong nháy mắt đem Lục Nguyệt Hoa tuyết phủ kiếm cũng thu nạp vào qua. La Quân trong mắt tuôn ra hàn quang đến, hắn xem như phát hiện, cái này Thánh Hoàng bản tu vi còn chưa khôi phục. Cho nên hắn trong lúc nhấc tay, toàn bộ là dựa vào pháp bảo lực lượng. Bất quá pháp bảo này lực lượng cũng quá cường đại, La Quân không có một chút chắc chắn nào. Đối mặt thần đồng U Minh Hoàng Tuyền đồ, La Quân liền thi triển tạo hóa kiếm quyết tâm tư đều không có. Bởi vì làm căn bản không có khả năng thành công mà. Đoán chừng lớn nhất khả năng chính là mình phổ độ kiếm cũng phải bị U Minh Hoàng Tuyền đồ thu nạp vào qua. Phổ độ gặp tuy là tuyệt thế cự bảo, nhưng ở U Minh Hoàng Tuyền đồ trước mặt, đó còn là kém rất nhiều. Thần đồng lại là căn bản sẽ không cùng La Quân khách khí với Lục Nguyệt Hoa, ngón tay hắn kết pháp ấn, miệng lẩm bẩm nói, nhân pháp thiên, địa pháp thiên, bà xa thế giới, Hoàng Tuyền lộ gần. Hai tay của hắn tại U Minh Hoàng Tuyền đồ bên trong hư nắm. Sau đó, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa liền nhìn thấy một cỗ hắc phụ từ U Minh Hoàng Tuyền đồ bên trong bị bắt đi ra. Cỗ này hắc phụ trên không trung trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn đạo màu đen u linh, những này màu đen u linh phát ra tiếng ô ô âm, giống như vạn quỷ tề khóc. Sau đó, ngàn vạn đạo màu đen u linh lít nha lít nhít hướng La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa tuôn đi qua. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa trong lòng cự khiêu, kinh hãi không thôi. Bọn họ cũng không biết đến bị cái này màu đen u linh vây quanh sẽ như thế nào, nhưng ở sâu trong nội tâm đã hiện ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ tới. La Quân không cần nghĩ cũng biết, từ U Minh Hoàng Tuyền đồ bên trong dũng mãnh tiến ra đồ, vật, có thể có được không? Lục Nguyệt Hoa kinh hãi nói, Hoàng Tuyền Thủy có thể ăn mòn vạn vật, những này U Linh khẳng định là so Hoàng Tuyền Thủy còn muốn lợi hại hơn đồ, vật. Chúng ta ngàn vạn không thể để cho chúng nó tiếp cận, không phải vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, La Quân hiện tại cái gì đều không lo được, kéo Lục Nguyệt Hoa tay xoay người bỏ chạy. Có thể quay người lại liền sau khi nhìn thấy phương không biết lúc nào cũng tụ tập lít nha lít nhít, che khuất bầu trời màu đen u linh. Ngay cả trên đỉnh đầu cũng có. Cái này quả nhiên là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tạo hóa kiếm quyết, La Quân không lo được, lập tức điểm ra phổ độ kiếm. Phổ độ kiếm trong nháy mắt kịch liệt xoay tròn, cũng phát ra 1000 đạo kiếm quang. Lập tức, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa chung quanh tựa như là tụ tập 1000 danh kiếm thuật cao thủ. Lấy phổ độ kiếm phong mang qua chém giết những màu đen đó u linh. Phốc phốc, răng rắc, phổ độ kiếm thật đúng là màu đen u linh khắc tinh, chém xuống một kiếm qua, những màu đen đó u linh liền phát ra thống khổ gào thét, cũng toát ra một làn khói xanh, sau đó liền cũng liền tan thành mây khói. Nhưng mà, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa cũng không có nhẹ nhõm bao lâu. Bởi vì là màu đen u linh thực sự quá nhiều, mà lại chỗ nào cũng có. Cho nên liền xem như tại tạo hóa kiếm quyết vận chuyển phía dưới, vẫn là có không ít màu đen u linh chui vào, mà lại càng chui càng nhiều. La Quân cấp tốc thi triển ra quan hệ ma pháp thần diễm thuật. Cái kia mãnh liệt thần quang quét bắn xuyên qua. Nhưng lần này lại không tốt lắm, thần diễm thuật căn bản là không có cách thương tổn đến màu đen u linh. Như vậy, hỏa nguyên tố cũng lại không được. La Quân lập tức cũng liền minh bạch, cái này màu đen u linh chính là U Minh Hoàng Tuyền đồ bên trong sinh vật. Cũng không phải là phàm phẩm. Cho nên thần diễm thuật là vô dụng. Phổ độ kiếm sở dĩ có tác dụng, đó là bởi vì phổ độ kiếm cũng là thần khí A. Màu đen u linh chỗ nào cũng có. Lục Nguyệt Hoa lập tức thi triển ra đại băng đống thuật ý đồ đem những này màu đen u linh đông cứng. Nhưng là một giây sau, Lục Nguyệt Hoa thì tiếp cận tuyệt vọng. Bởi vì đại băng đống thuật hoàn toàn không cách nào đông cứng màu đen u linh, những màu đen đó u linh tựa như là siêu cường ăn mòn dịch. Trực tiếp đem hàn băng tan dã thấu. Muốn là dùng cái đồ chơi này đến phá băng, vậy thật đúng là không được. Lục Nguyệt Hoa liền cũng thì có thể tưởng tượng, một khi bị màu đen u linh quấn thân, nàng và La Quân hạ chàng nên đến cỡ nào thê thảm. Lúc này, nàng cùng La Quân tựa lưng vào nhau. Nàng sâu trong nội tâm cảm thụ được tuyệt vọng, đối mặt đen như vậy sắc u linh, nàng hoàn toàn đã là vô kế khả thi.
La Quân sắc mặt nghiêm túc, hắn đột nhiên đem phổ độ kiếm thu hồi nơi tay. Trong nháy mắt, sở hữu kiếm quang biến mất. Những màu đen đó u linh lập tức liền lít nha lít nhít, che khuất bầu trời điên cuồng cắn tới. Tại bàn hoàng trong mắt, hắn đã chỉ có thể nhìn thấy màu đen u linh thủy triều, cũng đã nhìn không thấy La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa. Bàn hoàng sắc mặt đạm mạc tới cực điểm, giết chết một cái La Quân, tựa như là giết chết một con kiến một dạng. Cái này cũng không làm cho trong lòng của hắn dậy một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Mà tại cái kia một cái chớp mắt, La Quân lại là mượn nhờ phổ độ kiếm thi triển ra Phật Pháp phổ độ. Trong một chớp mắt, phổ độ kiếm bên trong cuồn cuộn Phật Pháp chi khí lan tràn đi ra. Cỗ này Phật Pháp rời núi lấp biển, bành trướng hùng vĩ. Phật quang chiếu rọi ở màu đen u linh, sở hữu màu đen u linh đều định trụ, không hề hướng phía trước mảy may. La Quân đây là đi một nước cờ hiểm, hắn nhận là màu đen u linh loại vật này chính là trí âm chi vật. Mà phổ độ kiếm bên trong cuồn cuộn Phật quang chính là lớn nhất ánh sáng tường cùng khí tức. La Quân đem phổ độ kiếm cuồn cuộn Phật Pháp thôi vận đi ra, đồng thời, hắn hỗn độn chi khí cũng cùng Phật Pháp dung hợp, đồng thời đem bốn phía các loại nguyên tố chi lực dung nhập vào cuồn cuộn Phật quang bên trong. Kể từ đó, Phật quang thì càng thêm mãnh liệt. Ánh sáng dựa vào phổ độ kiếm bên trong Phật quang, cái kia là còn thiếu rất nhiều. Cho nên nói, chiêu này Phật Pháp phổ độ thi triển, cũng cần thi pháp giả tự thân siêu cường tu vi. La Quân tại cùng Phật Pháp ánh sáng dung hợp thời điểm, hắn cũng cảm nhận được Phật Pháp ánh sáng loại kia tường hòa, loại này tường hòa là có thể làm lòng người đầu bình tĩnh. Tựa như là thân ở trang nghiêm miếu thờ bên trong, nghe vạn thiên hòa thượng cùng nhau niệm kinh. Lúc này, Phật quang đem màu đen u linh hoàn toàn ngăn cản. La Quân tiếp tục thôi vận pháp lực, để Phật quang cường thịnh hơn. Dần dần, những màu đen đó u linh bắt đầu hòa tan, bắt đầu tan thành mây khói. Bàn hoàng người mặc huyền thiên hỏa vân thần khải, hắn gặp tình này hình, lạnh lùng trên mặt xuất hiện lần nữa vẻ tức giận. Sau đó, bàn hoàng lần nữa tự u minh hoàng tuyền đồ bên trong triệu hồi ra một đầu hắc ám cốt long. Một tiếng ầm vang, tiếng gầm gừ lên. Tiếp theo, bàng nhiên cự vật hắc ám cốt long chui ra. Cái này cốt long thật sự là to lớn, toàn thân đều là trắng như tuyết cốt thứ, cái này là hoàn toàn vong linh thuật pháp. Cốt long chiều rộng đầu tàu cỡ như vậy, chiều dài chừng 30 mét. Nó thì như vậy gầm thét chui ra, tiếp lấy lại hướng La Quân bên này bay tới. Cốt long bay qua chỗ, xương đuôi loạn vung, mặt đất phàm là bị quét trúng địa phương, đều bụi đất tung bay. Đồng thời, cốt long mang theo một cỗ mạnh mẽ vô cùng kình phong. Ngao ô, cốt long xoay quanh đến La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa trên không, nó cũng bị Phật quang chấn nhiếp, bất quá xúc sinh kia lệ khí cực nặng, gào thét ba tiếng về sau, tiếp lấy thì thân thể bãi xuống, cái đuôi lớn hung hăng quét tới. Đây là hoành tảo thiên quân A. Cốt long xương cốt, đó là cứng rắn long cốt. Cái này quét qua chi lực, cũng không phải là ma pháp nguyên tố lực lượng. Nhưng vật lý lực lượng đã khủng bố đạt tới 30 vạn cân. Đây là nhân lực chỗ không dám tưởng tượng. La Quân toàn bộ lực lượng đều tại vận chuyển Phật Pháp phổ độ, cái này Phật quang có thể cảm nhiễm nguyên tố chi lực. Nhưng đối vật lý lực lượng lại là mạc khả nại hà. Cho nên nói, thế gian này rất nhiều thứ đều là tương sinh tương khắc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngay vào lúc này, Lục Nguyệt Hoa trong nháy mắt thi triển ra đại băng đống thuật. Nàng trên không trung ngưng tụ ra siêu cường hàn băng phòng hộ cháo. Răng rắc, thì chỉ một chút, sở hữu hàn băng phòng hộ cháo liền bị đánh thành phấn vụn. Cùng lúc đó, cái đuôi lớn đã không lưu tình chút nào, toàn phương vị hướng phía La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa quét tới. Kình phong bạo liệt. La Quân ánh mắt lạnh xuống dưới, ta dựa vào. Cái này bàn hoàng mới vô cùng đơn giản dùng hai chiêu, chính mình thân có phổ độ kiếm, lại là một điểm sức phản kháng đều không có sao. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là uể oải cùng phẫn nộ. Trong nguy cơ, La Quân từ trong chữ vật giới chỉ bỗng nhiên tế ra chiếc kia trước đó chỗ cầm bảo kiếm. Cái kia bảo kiếm bị La Quân dùng hỗn độn chi khí câu thông qua, La Quân biết cái kia bảo kiếm tuy nhiên không phải thượng phẩm pháp khí, nhưng cũng xem là tốt trung phẩm pháp khí. Tên là Lôi Đình Kiếm. Mắng sát phách, La Quân cũng coi là không thèm đếm xỉa. Hắn sử dụng Lôi Đình Kiếm, trong nháy mắt lại thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Lúc này, có thể nói La Quân đã thể hiện ra hắn cường đại pháp lực cùng khống chế lực. Lại có thể đồng thời thi triển Phật Pháp phổ độ cùng tạo hóa kiếm quyết hai loại cường đại vô cùng thuật pháp tới. Nghiêm chỉnh mà nói, vô luận là tạo hóa kiếm quyết vẫn là Phật Pháp phổ độ. Thi triển độ khó khăn đều là tương đương to lớn, có thể đem bên trong một chiêu thi triển đi ra,
vậy cũng là thiên tài cấp bậc. La Quân lúc này đồng thời thi triển đi ra, cái này coi như để bàn hoàng đều cảm thấy giật mình cùng kinh ngạc. Cái kia lôi đình kiếm nhất ra, nhất thời kiếm quang đầy trời. Ngàn đạo kiếm quang hình xoắn ốc thức điên cuồng bài thi ra, mang theo nghịch thiên vô cùng sát ý hướng cốt long cái đuôi lớn chém tới. Đùng đùng, sao không dứt. Kiếm quang thạch hỏa, chói lọi vô cùng. Nhưng cuối cùng, cái kia cứng rắn xương đuôi cũng chịu đựng không được như vậy điên cuồng sáng chói kiếm quang tập kích a. Huống chi, long cốt tuy nhiên lợi hại cứng rắn, nhưng tốt xấu lôi đỉnh kiếm cũng không phải phàm phẩm. Chỉ trong tích tắc, cốt long phần đuôi đã bị chạm thành phấn vụn, những cái kia vỡ vụn xương cốt bắn phá hướng Lục Nguyệt Hoa cùng La Quân. Lục Nguyệt Hoa thi triển đại băng đống thuật, trực tiếp đem cản ra ngoài. Mà lôi đình kiếm tại cái này một cái chớp mắt, cũng hoàn toàn báo hỏng. Chỉ vì long cốt quá cứng, tăng thêm tạo hóa kiếm quyết cần thiết năng lượng quá mạnh, lôi đình kiếm thân kiếm căn bản không chịu nổi. Cùng lúc đó, La Quân Phật Pháp phổ độ đem sở hữu màu đen u linh toàn bộ giải quyết hết. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa liền cũng nhận được ngắn ngủi bình tĩnh. Lục Nguyệt Hoa thở phào một hơi, nàng cũng không khỏi bội phục La Quân gặp không sợ hãi, còn có kinh người đầu não cùng thủ đoạn. Vừa rồi tình huống thật sự là quá nguy hiểm, chí ít nàng dưới loại tình huống này, là không có biện pháp nào. La Quân hít sâu một hơi, hắn vẫy tay một cái, đem phổ độ kiếm thu trong tay. Sau đó, hắn chính thức mặt hướng bàn hoàng. Bàn hoàng trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, hắn cũng nhìn về phía La Quân, cười nhạt một tiếng, nói ra, không tệ, người xác thực để cho ta ngoài ý muốn. Khó trách cái kia giáo thần Lena Hoya bắt người cũng không có cách nào. La Quân trầm giọng nói ra, người trăm phương ngàn kế phục sinh, bây giờ lại chiếm cứ toàn bộ thiên lăng phần mộ, người đến muốn làm cái gì? Bàn hoàng nói ra, mặc kệ muốn ta làm cái gì, người đều không thể nhìn thấy. Bởi vì mặc kệ người có lại nhiều quỷ kế cùng thủ đoạn, nhưng hôm nay người đều tất cần phải chết ở chỗ này. Người thi thể vĩnh chìm biển sâu, không có người sẽ biết, người trước khi chết đến chuyện gì phát sinh. La Quân nói ra, ta cùng người tốt xấu cũng có chút ân huệ. Ngươi lại nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết, như thế quái. Bàn hoàng nói ra, không gian quy tắc, tinh thần biến hóa, đường lớn ngàn năm, cái kia một dạng không phải cuồn cuộn như biển. Người tại những vật này phía dưới, nhỏ bé như hạt bụi. Huống chi cái này từng ly từng tí ân huệ, càng là không đáng giá nhắc tới. Lúc đầu, ta cũng không có ý định giết ngươi, có thể các ngươi lại không biết sống chết muốn động cái này thái vũ quyền trượng, vậy thì thật là trời gây nghiệt, còn nhưng vì, tự gây nghiệt. Không thể sống. La Quân nói ra, là sao thái vũ quyền trượng không động được. Bàn hoàng nhìn nhiều La Quân liếc một chút, sau đó hắn cười cười, nói ra, chẳng lẽ ngươi còn muốn kéo dài thời gian? Ngươi cho rằng còn sẽ có kỳ tích phát sinh sao? La Quân từ tốn nói, ngươi cũng là đệ nhất hoàng giả, như thế nào nhát gan như vậy đa nghi? Ngươi biết rõ nơi này không có khả năng phát sinh kỳ tích, cái kia còn lo lắng cái gì? Ta chỉ bất quá muốn chết đến hiểu rõ một chút. Bàn hoàng nói ra, người này, ta bao nhiêu giải một số. Quỷ kế đa đoan, không thể không đề phòng. Hắn đón đến, nói ra, bất quá, người có một chút không có nói sai, bản hoàng lại có cái gì tốt sợ. Bản hoàng ngược lại muốn xem, người có biện pháp nào tại bản hoàng trước mặt siêu thoát. La Quân nói ra, vậy người bây giờ có thể nói cho ta biết, thái vũ quyền trượng là sao không động được. Nếu như người thật để ý thái vũ quyền trượng, vì cái gì trước đó không trực tiếp lấy đi thái vũ quyền trượng, sau đó rời đi. Bàn hoàng nói ra, thứ nhất, bản hoàng cần thái vũ quyền trượng đến chủ trì ma pháp trận. Thứ hai, thái vũ quyền trượng bên trong còn có đế thích thiên lão thất phu kia lưu lại dấu ấn tinh thần, lão thất phu kia cùng bản hoàng ở giữa cừu hận quá sâu, cho nên hắn đối với bổn hoàng cũng rất nhiều phòng bị. Bản hoàng vô pháp trong thời gian ngắn cướp đi thái vũ quyền trượng. Thứ ba, sở dĩ muốn thái vũ quyền trượng đến chủ trì ma pháp trận. Là bởi vì thiên thần thần tiêu lôi thuật, đem cái này chỗ có thần linh bạch cốt, bảo khí thôn phệ. Như thế về sau, bản hoàng công lực liền có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí muốn so trước kia càng thêm lợi hại. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai người tu vi cũng không có khôi phục, La Quân nói ra. Bản hoàng nói, hừ, nếu là khôi phục, bản hoàng một cái đầu ngón tay liền có thể kết ngươi. Làm thế nào có thể như thế phiền phức? La Quân nói ra. Tốt, ta còn có cái cuối cùng hiếu kỳ vấn đề. Bàn hoàng nói, thôi được, bản hoàng liền để ngươi cái chết rõ ràng. Ngươi hỏi đi. La Quân nói ra, trước ngươi kiêng kỵ, sợ hãi cái kia cái trung niên nam tử là ai? Bàn hoàng sắc mặt nhất thời có chút khó coi,
Sau đó, hắn nói ra, hắn cũng là ma hoàng đế Thích Thiên, chỉ bất quá, hắn đã sớm chết. Chỉ là hắc ám pháp tướng hiển hóa năng lượng, lại có thể uy được bản hoàng. La Quân liền coi như là minh bạch tất cả mọi chuyện. Sau đó, hắn cũng liền lâm vào trầm mặc. Xem ra ngươi đã không có vấn đề. Bản hoàng nói ra, ngươi là muốn bản hoàng tự mình động thủ, vẫn là tự mình kết. La Quân đột nhiên cười một tiếng, nói ra, ta cũng như thế đều không muốn tuyển, mà lại hôm nay, ta còn muốn mang đi Thái Vũ quyền trượng. Bàn hoàng không khỏi cười như điên, nói ra, tốt một cái cuồng vọng vô tri tiểu bối. Lena Hoya, ngươi không còn ra, vậy ngươi sẽ phải thiếu một hai cái trợ thủ. Ngay vào lúc này, La Quân bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắn vừa dứt lời âm, từ bên ngoài trong nháy mắt bay vào được một đạo lưu quang. Đạo lưu quang này tại La Quân trước mặt hóa thành nguyên hình, lại không phải cái kia ngưng mâu là ai. Ngưng mâu chính là Lena Hoya nhất tôn nguyên thần. Bàn hoàng nao nao, hắn sau đó bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, nói ra, nguyên lai ngươi chỉ hoãn thời gian chính là vì chờ nữ nhân này đến đây. Lục Nguyệt Hoa không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía La Quân, đây hết thảy, thật sự là thật là làm cho người ta không kịp nhìn. Lục Nguyệt Hoa là biết. Giáo thần Lena Hoya thế nhưng là làm mọi thứ có thể để muốn giết La Quân. Bây giờ bàn hoàng muốn chính mình cùng La Quân, Lena Hoya cũng tới. Cái này hai đại cường giả đồng thời xuất hiện, như vậy chính mình cùng La Quân không phải càng không có một chút đường sống sao. Lục Nguyệt Hoa phát hiện mình hoàn toàn theo không kịp La Quân não tử. Liền cũng tại lúc này, La Quân nói với bàn hoàng, sớm tại ngươi xuất hiện là thời điểm, ta liền đã triệt hồi ngũ thải liên hoa kính. Cùng lúc đó, trên tay của ta có một đầu Lena Hoya thanh long tác. Cái này thanh long tác trước đó bị ta ngăn chặn, ta hợp thời đem thanh long tác cấm chế giải khai. Bởi vậy, Lena Hoya lập tức liền cảm ứng được thanh long tác, thế là nàng hỏa tốc đuổi tới. Bàn, người đừng quên, Lena Hoya có nguyên thủy thánh điển, nàng có thể qua lại hư không? Bàn hoàng sắc mặt âm trầm, nói ra, người cho rằng, nàng đến liền có thể uy được ta. Huống chi, nàng muốn giết người là ngươi. La Quân nói ra, ha ha, đón đến, lại nói, bàn, ngươi sớm không đã không phải là năm đó bàn hoàng. Bây giờ ngươi công lực đại tổn, căn bản cũng không quá có thể là Lena Hoya đối thủ. Mà lại, ngươi đối cái này Thái Vũ quyền trượng còn có huyền thiên hỏa vân thần khải, xạ tinh cung, u minh hoàng tuyền đồ toàn bộ đều muốn độc chiếm. Ngươi cảm thấy Lena Hoya có thể tha cho ngươi sao? Bàn hoàng ánh mắt đến Lena Hoya trên thân, hắn nói ra, cái này tiểu tặc. Hết lần này đến lần khác sử dụng ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn hiện tại giết hắn? Hắn hiện tại thì là nhớ ngươi ta tranh đấu, hắn tốt ngựa ông đắc lợi. Ngưng mâu liền cũng liền nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, ngươi đại khái coi là bằng ngươi IQ liền có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa, tất cả mọi người, bao quát ta cùng bàn hoàng đều có thể bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, Lena Hoya, ngươi đủ mạnh. Nhưng ngươi cũng không tính rất lợi hại thông minh, cũng không thể nói ngươi không thông minh, chỉ có thể nói, ngươi không quá nguyện ý qua suy nghĩ vấn đề. Ta hỏi ngươi, ngươi có đầy đủ nắm chắc giết bàn sao? Ngưng mâu ngốc ngẩn ngơ, nàng cho dù là cao quý thần tôn, nhưng nàng cũng không dám có thể có đầy đủ nắm chắc sát thánh hoàng bàn. La Quân tiếp tục nói, ngươi lại nghe ta. Bàn hoàng đột nhiên cả giận nói, đầy đủ, ngươi tiểu tặc này, mơ tưởng lại muốn châm ngòi ly gián. Hắn nói xong cũng tế ra U Minh Hoàng Tuyền Đồ. Sau đó, hắn tự U Minh Hoàng Tuyền Đồ bên trong cầm ra một cây Minh Thần Chi Mâu tới. Cái này Minh Thần Chi Mâu chính là thượng cổ tà thần bị chém giết về sau, lưu lại một căn đại xương sống lưng, cái này đại xương sống lưng lại bị bàn hoàng dùng cự đại pháp lực ngưng luyện trăm năm lâu. Sau cùng lại để vào đến U Minh Hoàng Tuyền Đồ bên trong tế luyện. Cái này Minh Thần Chi Mâu vừa ra, bàn hoàng hướng phía La Quân nhấn một ngón tay. Vạn SCFSC, mơ cô em mơ siêu nhiều. Cái kia Minh Thần Chi Mâu trong nháy mắt rung động kịch liệt, tiếp lấy hóa thành một đạo mạnh mẽ thần quang hướng La Quân sao 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 tới. Oanh, một tiếng, La Quân còn không có kịp phản ứng, liền bị Minh Thần Chi Mâu xuyên thủng. Ngay sau đó, La Quân trực tiếp hóa thành hư vô, rốt cuộc nhìn không thấy tăm hơi. Cái kia Minh Thần Chi Mâu tuyệt đối là từ La Quân trái tim chỗ xuyên qua, điểm này, Lục Nguyệt Hoa. Ngưng mâu còn có bản hoàng đều thấy được rõ ràng. Bất quá La Quân biến mất có chút quỷ dị, cũng không biết đến là bị Minh Thần Chi Mâu luyện hóa, vẫn là đào tẩu. Có thể cái này cũng không chịu có thể đào tẩu. Mọi người phương pháp mắt thấy, La Quân thật là bị Minh Thần Chi Mâu bắn trúng.
Lục Nguyệt Hoa không khỏi hãi nhiên thất sắc, cái này một cái chớp mắt, nàng trong lòng tuôn ra to lớn kinh hoàng còn có rảnh rỗi hư bi thương. Chẳng lẽ La Quân thật cứ như vậy chết? Lúc này, Ngưng Mầu đương nhiên cũng chỉ có khi La Quân là chết. Cũng không thể hỏi Bàn Hoàng, người đến giết không giết hắn a? Bàn Hoàng trong mắt lóe lên nghi hoặc, hắn cảm thấy Minh Thần Chi Mâu một chút đem La Quân giết chết, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng là La Quân một chút liền không có, cái này quá quỷ dị. Hắn trong lúc nhấc tay đem Minh Thần Chi Mâu triệu hồi, sau đó liền nói với Ngưng Mâu, tiểu tặc này rất là cổ quái, ngay cả Bản Hoàng dưới mắt cũng bắt không đến hắn khí tức. Ngưng Mâu liền cũng liền nhìn về phía Bản Hoàng, nàng nói ra, La Quân chính là bị ngươi thần khí đánh trúng, hắn hạ tràng đến như thế nào, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Nàng đón đến, nói ra, không nói đến hắn, Bản Hoàng, nơi này thiên lăng phần mộ, cự bảo vô số. Đã bản tôn đã tới, ngươi tổng không đến mức muốn toàn bộ độc chiếm a. Bàn Hoàng nhìn về phía Ngưng Mâu, giờ này khắc này, hắn cũng lười quản Lục Nguyệt Hoa. Lục Nguyệt Hoa đối với Ngưng Mâu cùng Bàn Hoàng tới nói, cũng là con kiến một dạng người vật, căn bản không có ý nghĩa. Bàn Hoàng nói với Ngưng Mâu, nơi này đồ, vật, trừ Thái Vũ Quyền Trượng ngươi không thể cầm, hắn ngươi tùy tiện cầm. Ngưng Mâu cười lạnh một tiếng, nói ra, Bàn, ngươi coi thật đánh tính toán thật hay. Sở hữu lợi hại pháp khí ngươi đều đã cướp lấy tại thân. Cái này cả một cái thiên lăng trong phần mộ, cũng chỉ còn lại cái này Thái Vũ Quyền Trượng. Ngươi lại còn nói Thái Vũ Quyền Trượng cũng không cho bản tôn lấy đi, ngươi cảm thấy khả năng này sao? Lena hoi a, Bàn Hoàng lạnh lùng nói ra, bây giờ Bản Hoàng chịu cùng ngươi thương lượng, đó là ngươi vinh diệu, cũng là đối ngươi bây giờ thực lực một loại tôn trọng. Nếu là lúc trước, liền sớm một kiếm đưa ngươi giết. Lúc đó tha cho ngươi tại Bản Hoàng trước mặt bực bội. Ngưng Mâu nói ra, chỉ tiếc. Bây giờ không phải là trước kia, người càng không phải là trước kia Bàn Hoàng. Bàn Hoàng nói ra, nhưng Bản Hoàng muốn giết ngươi vẫn là có thể. Ngưng Mâu nói ra, đã như vậy, cái kia còn nói thêm cái gì, động thủ đi. Nàng sau khi nói xong, liền cũng liền tế ra Nguyên Thủy Thánh Điển. Bàn Hoàng cũng không nhiều lời, hắn biết mình yêu cầu xác thực quá phận. Cái này Lena Hoia như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Như vậy dưới mắt, cũng chỉ có đánh rồi mới biết. Lục Nguyệt Hoa lặng yên trở ra, loại này thần tiên đánh nhau, nàng vẫn là muốn lẩn tránh càng xa càng tốt. Bàn Hoàng tự nhiên không dám coi thường Ngưng Mâu, đầu tiên chính là lần nữa phát ra Minh Thần Chi Mâu. Cái kia Minh Thần Chi Mâu hóa thành một vệt thần quang, mạnh mẽ vô cùng bắn giết hướng Ngưng Mâu. Minh Thần Chi Mâu lực lượng cùng tốc độ là Bàn Hoàng kiếm khí đều không thể sánh bằng. Cái kia một cái chớp mắt, liền muốn trực tiếp xuyên qua Ngưng Mâu thân thể. Quản chi Ngưng Mâu là thần hồn chi thân, nhưng nếu là bị Minh Thần Chi Mâu thương tổn, lập tức liền muốn tan thành mây khói. Minh Thần Chi Mâu ẩn chứa ăn mòn lực lượng đó cũng là không thể tưởng tượng. Ngưng Mâu tại thời khắc mấu chốt này, lại là tế ra Trúng Diệu Chi Môn. Trúng Diệu Chi Môn vừa ra, Minh Thần Chi Mâu liền bắn vào đến trong cửa, một khi tiến vào Trúng Diệu Chi Môn, liền coi như là xuyên toa hư không đến xa xôi địa phương. Liền xem như Bàn Hoàng cũng thu không trở về Minh Thần Chi Mâu. Cùng lúc đó, Ngưng Mâu cũng không có ý định khách khí với Bàn Hoàng. Nàng trực tiếp thi triển ra phù quang lược ảnh thuật pháp. Trong một chớp mắt, bốn phương tám hướng xuất hiện sáu cái Ngưng Mâu. Mà chân thân Ngưng Mâu thì sau lưng Bàn Hoàng. Ngưng Mâu trong mắt hàn quang lóe lên, đem cái kia Bàn Hoàng kiếm tế ra, trong nháy mắt thi triển ra Bàn Hoàng lục thiên thần kiếm thuật. Bàn Hoàng kiếm mặc dù là Bàn Hoàng trước kia bội kiếm, nhưng bây giờ đã hoàn toàn bị Ngưng Mâu luyện hóa. Cho nên trong một chớp mắt, Bàn Hoàng kiếm kịch liệt xoay tròn, phát ra ngàn đạo kiếm quang như giống như giải lụa điên cuồng điện chém về phía Bàn Hoàng. Kia kiếm quang trong một chớp mắt đem Bàn Hoàng bao phủ. Bàn Hoàng bây giờ thân thể tu vi mặc dù nhưng đã không tệ, nhưng theo Ngưng Mâu so ra còn kém quá xa. Hắn có khả năng ỷ vào cũng là pháp bảo. Bàn Hoàng hướng phía trước bước ra một bước, hắn người mặc Huyền Thiên Hỏa Vân Thần Khải. Cái này Huyền Thiên Hỏa Vân Thần Khải trong một chớp mắt thì dẫn hắn bay ra 30 mét có hơn. Bàn Hoàng kiếm quang đi theo chém giết mà đến. Mà Bàn Hoàng cũng rốt cục có một tia thở dốc cơ hội. Hắn đem U Minh Hoàng Tuyền đồ một chảo, lập tức, cuồn cuộn Hoàng Tuyền Thủy mãnh liệt mà ra. Màu đen Hoàng Tuyền Thủy như có linh tính, vần quanh ở Bàn Hoàng kiếm. Bàn Hoàng kiếm tại Hoàng Tuyền Thủy bên trong thượng hạ chạy nhảy. Đúng lúc này, Bàn Hoàng bỗng nhiên bàn tay lớn vồ một cái. Bàn Hoàng kiếm lập tức liền đến Bàn Hoàng trên tay.
Nguyên lai ở trong nháy mắt này, bàn hoàng sử dụng hoàng tuyền thủy đem bàn hoàng kiếm trên thân tinh thần lạc ấn toàn bộ gột rửa sạch sẽ. Giờ khắc này, bàn hoàng kiếm lại trở thành bàn hoàng bội kiếm. Cũng coi là vật quy nguyên chủ. Ngưng Mâu mất đi bàn hoàng kiếm, nàng trong mắt lóe lên một vòng hận sắc. Ngay vào lúc này, bàn hoàng đột nhiên từ U Minh hoàng tuyền đồ bên trong liên tục bắt lấy. Trong nháy mắt thì bắt lấy ra 10 đầu quỷ dị vong linh quái thú tới. Một cỗ hôi thối nương theo lấy vong linh quái thú đi ra. Sở dĩ nói là vong linh quái thú, là bởi vì chúng nó đều là bạch cốt âm u. Bất quá chúng nó thân thể to lớn, có 3 người cao như vậy, thân thể cũng là to lớn. Cái này 10 tên vong linh quái thú nhãn bên trong hiện ra hung ác khát máu quang mang, chúng nó tại bàn hoàng trước mặt tạo thành bức tường người. Sau đó, 10 tên vong linh quái thú gầm thét hướng Ngưng Mâu xông tới giết. Tốc độ cực nhanh, mà lại mặt đất cũng lập tức chấn động mãnh liệt đứng lên. Vong linh quái thú thụ hoàng tuyền thủy thời gian dài ngâm, lại tăng thêm tự thân tu luyện, đã không e ngại bất luận cái gì ma pháp lực lượng. Ma pháp lực lượng đều sẽ bị chúng nó thân thể chỗ ăn mòn, đã bị chúng nó quyền lực chỗ vỡ nát. Mà lại, một khi nhiễm phải vong linh quái thú thân bên trên dịch nhờn, đó cũng là cực muốn mạng. Ngưng Mâu một bước không lùi, nàng từ nguyên thủy thánh điển bên trong chuyển ra một tòa ngai vàng. Bảo vật này tòa toàn thân màu đen, chung quanh nương theo lấy cuồn cuộn hắc khí. Những hắc khí này bên trong chiến hồn vô số, sát khí trùng thiên. Đây là A Tị Vương tòa. Bên trong siêu tập vô số chiến trường vong hồn, tạo thành 33 trọng địa ngục. Ngưng Mâu đem A Tị Vương tỏa hướng 10 đầu vong linh quái thú nhất chỉ, A Tị Vương tỏa trong nháy mắt biến lớn, sau cùng giống như một ngọn núi một dạng chân áp tới. Tiếp theo, 10 đầu vong linh quái thú liền đã không còn tồn tại. Dưới mắt bàn hoàng cùng Ngưng Mâu so cũng là pháp bảo. Vô luận là A Tị Vương tỏa vẫn là vong linh quái thú, những vật này nếu để cho La Quân đến đối mặt, La Quân dù cho không chết cũng muốn lột ra, cố hết sức vô cùng. Nhưng là bàn hoàng cùng Ngưng Mâu có dạng này pháp bảo tồn tại, thì lộ ra vô cùng dễ dàng. Cùng lúc đó, Ngưng Mâu lại thúc đẩy A Tị Vương tỏa công kích bàn hoàng. Cái kia A Tị Vương tỏa khói đen cuồn cuộn, lần nữa hóa thành sơn phong, hướng phía bàn hoàng trấn áp tới. Cái này quả nhiên là muốn tránh cũng không được. Trong nháy mắt, bàn hoàng thì bị trấn áp tiến A Tị Vương tỏa 33 trọng trong địa ngục. Muốn nghĩ ra được, nhất định phải giết ra 33 trọng thiên. Không bị giết chết, cũng sẽ bị mệt chết. Bất quá, bàn hoàng như thế nào dễ cùng. Hắn thoáng qua ở giữa, liền từ A Tị Vương tọa chi bên trong bay ra tới. Sau đó, bàn hoàng điểm ra một đóa to lớn hắc sắc liên hoa. Hắc sắc liên hoa rơi vào A Tị Vương tọa bên trên, A Tị Vương tọa cấp tốc thu nhỏ, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia đóa hắc sắc liên hoa thì rơi vào bàn hoàng trên tay. Hắc ám mạn đồ la thai tàng đại kết giới. Ngưng Mâu liếc một chút thì nhận ra. Bàn hoàng cười lạnh một tiếng, nói, Lena Hoya, bản hoàng nếu không phải công lực chưa từng khôi phục. Không phải vậy lời nói, mặc kệ là thiên thần thần tiêu lôi thuật vẫn là bản hoàng cái này U Minh hoàng tuyền đồ bên trong hắc ám pháp tắc, đều có thể để ngươi vĩnh bất phiên thân. Ngưng Mâu cũng là cười lạnh một tiếng, nói ra, cho cười, bản tôn nếu không phải chỉ có cái này nhất tôn nguyên thần ở đây, lại có thể tha cho ngươi cản rỡ. Bàn hoàng cùng Ngưng Mâu lẫn nhau rằng co, lẫn nhau là ai cũng sẽ không để người nào. Bàn hoàng muốn độc chiếm sở hữu bảo khí, Ngưng Mâu cũng không phải tốt tính nề Bồ Tát, làm sao có thể để bàn hoàng đạt được. Cái này bàn hoàng nếu là giảng điểm đạo lý, phân một nửa bảo khí cho Ngưng Mâu, việc này thực cũng liền giải quyết. Nhưng mà, Ngưng Mâu không biết là, bàn hoàng cũng có bàn hoàng nỗi khổ tâm. Hắn nhất định phải dựa vào thiên thần thần tiêu lôi thuật đến thôn phệ nơi này sở hữu pháp khí cùng bạch cốt. Như thế mới có thể tạo nên chánh thức bất diệt chi thân, từ đó khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Lúc này, Ngưng Mâu lạnh giọng nói với bàn hoàng, bàn, ngươi như thức thời, hiện tại liền đem sở hữu cực phẩm pháp khí lấy ra, người ta đều lấy chia đôi. Như thế cũng coi là hảo tụ hảo tán, ngươi nếu là lại muốn đem sở hữu pháp khí giấu vào một thân, khác trách bổn tôn vận dụng âm dương hỗn động bí thuật. Bàn hoàng con mắt hơi hơi nheo lại, hắn tự nhiên cũng biết Ngưng Mâu âm dương hỗn động bí thuật lợi hại. Hắn trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, nói ra, Lena Hoya, cũng không phải là bản hoàng lòng tham. Chỉ là nơi này tất cả mọi thứ, bản hoàng có tác dụng to lớn. Người hôm nay nếu là chịu cho bản hoàng mặt mũi này, không lấy nơi đây đồ, vật. Ngày khác bản hoàng liền đem cái này U Minh hoàng tuyền đồ tặng cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Đây đã là bản hoàng lớn nhất nhượng bộ.
Ngưng Mâu tuy nhiên không quá nguyện ý động đầu óc, nhưng nàng cũng không phải là ngu ngốc. Nàng cười lạnh một tiếng, nói ra, thật sự là trò cười. Ngươi như công lực khôi phục, đến lúc đó, ngươi không nguyện ý đem vàng toàn bộ bản đồ giao ra, bản tôn có thể nại ngươi gì? Ngươi nếu là có thành ý, hiện tại liền đem U Minh Hoàng Tuyền đồ giao cho bản tôn. Như thế, bản tôn lập tức xoay người rời đi. Bàn Hoàng trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, Ngưng Mâu cái này nói chẳng phải cũng là nói nhảm mà. Bàn Hoàng làm sao có thể lúc này đem U Minh Hoàng Tuyền đồ giao ra, hắn có thể cùng Ngưng Mâu chống lại, dựa vào cũng là U Minh Hoàng Tuyền đồ. Nếu là hiện tại đem U Minh Hoàng Tuyền đồ giao cho Ngưng Mâu, cái này Ngưng Mâu chuyển tay liền có thể đem hắn giết chết. Bàn Hoàng cùng Ngưng Mâu ở giữa, nơi nào có tín nhiệm có thể nói. Cho nên, Bàn Hoàng là tuyệt sẽ không đem U Minh Hoàng Tuyền đồ lúc này giao ra. Xem ra, chúng ta là không thể đồng ý. Bàn Hoàng lạnh giọng nói ra. Ngưng Mâu cũng là không khách khí, nói ra, đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi. Sau đó, nàng đem Nguyên Thủy Thánh Điển tế ra. Cái kia Nguyên Thủy Thánh Điển tự động lật ra, bên trong có hai trang, theo thứ tự là một đen một trắng. Phía trên có lít nha lít nhít nhỏ bé văn tự, Ngưng Mâu tay bắt pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Tiếp lấy lại nhất chỉ Nguyên Thủy Thánh Điển. Cái kia Nguyên Thủy Thánh Điển bên trên lập tức tách ra lóa mắt quang hoa đến, sau đó, phía trên vô số nhỏ bé văn tự bay ra ngoài. Một bộ phận văn tự là màu đen, một bộ phận văn tự là màu trắng. Màu đen cùng màu trắng tại Ngưng Mâu vận công dưới, hai cỗ văn tự dung hợp lại cùng nhau, tiếp lấy điên cuồng xoay tròn. Tú vi lưới SCUPSC. Mơ cô M đổi mới nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, không pop up, thích nhất loại này website, nhất định muốn khen ngợi. Xoay tròn thời điểm, giống như âm dương vòng xoáy. Đây cũng là âm dương hỗn động bí thuật. Cái kia âm dương vòng xoáy bên trong phát ra một cỗ cường đại màu trắng điện quang, cái này đạo điện quang hướng phía Bàn Hoàng đầu đột nhiên vỗ tới. Bàn Hoàng sắc mặt nghiêm túc, hắn biết âm dương hỗn động bí thuật là hiểu thấu đáo không gian quy tắc. Đem hết thảy đạo lý, ảo nghĩa đều bao hàm ở chính giữa. Không có một loại lực lượng là có thể chống cự âm dương hỗn động bí thuật phát ra tới công kích. Cái này đạo điện quang mãnh liệt vỗ tới, nhanh vô cùng. Bàn Hoàng tại âm dương hỗn động hình thành một sát na kia, cũng đã biết không ổn, hắn cấp tốc tế ra U Minh Hoàng Tuyền đồ tới. Cái kia U Minh Hoàng Tuyền đồ bên trong, U Minh Hoàng Tuyền bờ sông cuồn cuộn chảy động, bên trong cũng hình thành một cỗ lốc xoáy chi lực. Lại là để âm dương hỗn động phát ra điện quang trực tiếp bổ tiến U Minh Hoàng Tuyền trong sông. Âm dương hỗn động bí thuật điện quang tuy nhiên cường hãn vô cùng, nhưng là U Minh Hoàng Tuyền bờ sông giống như đại hải cuồn cuộn, một đạo điện quang đi vào, thật sự là thương tổn không căn bản. Ngưng Mâu trong mắt lóe lên hàn quang, nàng tiếp tục tay bắt pháp quyết, đem lớn nhất năng lượng cường đại chuyển vào âm dương vòng xoáy bên trong. Cái kia âm dương vòng xoáy trong nháy mắt xoay tròn đến càng nhanh hơn. Đồng thời vòng xoáy thành làm một cái vật sáng, phát ra mạnh đại quang mang tới. Một sát na kia, âm dương vòng xoáy tựa như là thái dương đồng dạng lóa mắt, đồng thời toàn thân tản mát ra vô cùng điện quang tới. Bàn Hoàng không khỏi thất sắc, cắn răng nói, người cái nữ nhân điên này, lại để cho đem nơi này toàn bộ hủy diệt. Ầm ầm, âm dương vòng xoáy phát ra cường đại vô cùng bốn đạo điện quang, bốn đạo lôi đình điện quang oanh tạc quá khứ. Toàn bộ động phủ mặt đất cùng mái vòm trực tiếp bị cắt ra cái khe to lớn. Trong một chớp mắt, mặt đất bụi đất tung bay, cả sơn động lung lay sắp đổ. Sau đó, lại có bốn đạo điện quang tập sát hướng Bàn Hoàng. Bàn Hoàng liên tục vận chuyển U Minh Hoàng Tuyền đồ thu nạp điện quang. Đồng thời, hắn tự U Minh Hoàng Tuyền đồ bên trong không ngừng phái ra cốt long, vong linh quái thú đến công kích Ngưng Mâu. Nhưng Ngưng Mâu đứng tại chỗ, không nhúc nhích, nàng tựa như là lôi thần đồng dạng. Trưởng khống lôi điện chi lực. Âm dương vòng xoáy phát ra vô cùng điện quang, trực tiếp đem cốt long, vong linh quái thú toàn bộ điện thành than cốc vỡ nát. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể theo âm dương vòng xoáy phát ra điện quang chống lại. Bàn Hoàng vô cớ đau đầu vô cùng, mắt thấy cái này thanh thế to lớn, nơi này lại là muốn hủy diệt rơi. Ngay cả cái kia cường hãn vô cùng ma pháp trận cũng bị âm dương vòng xoáy điện quang chỗ hủy, Thái Vũ quyền trượng trần trụi xuất hiện tại trung ương trận pháp. Cả sơn động bụi đất tung bay. Bàn Hoàng muốn ứng đối âm dương vòng xoáy phát ra điện quang, căn bản không thể đi ra. Đồng thời, Ngưng Mâu muốn vận công duy trì âm dương vòng xoáy, bởi vì có không ngừng quái thú tự U Minh Hoàng Tuyền trong sông chui ra, còn có vô số U Linh. Hai người còn muốn vận huyền công chống cự đến rơi xuống vách đá, nham thạch chờ chút.
bên ngoài nước biển cũng bắt đầu hướng bên trong rót tới. Nơi này đổ sụp đã là không thể tránh được. Nhưng Ngưng Mâu cùng Bàn Hoàng ở giữa, lại như cũ giằng co, ai cũng muốn làm cho đối phương trước đổ đi. Liền cũng tại lúc này, Vậy Quá Vũ Quyền Trượng bên cạnh, La Quân bỗng nhiên xuất hiện. La Quân bắt Thái Vũ Quyền Trượng, trong nháy mắt để vào đến trong chữ vật giới chỉ. Sau đó, Hàn Băng Hạm Thuyền xuất hiện, hắn trực tiếp lấy Hàn Băng Hạm Thuyền từ sơn động đỉnh đầu sông giết ra ngoài. Hang núi kia vốn là tại sụp đổ, La Quân rất dễ dàng thì lao ra. Hắn lao ra không sao, muốn mạng là một sát na này, sở hữu nước biển đều thổi vào, khủng bố thủy lực ép cũng rảo giết tới. Nơi này chính là kinh khủng nhất thiên tai nhân họa. Bất quá bất kể như thế nào, La Quân đã lấy Hàn Băng Hạm Thuyền lao ra. Đáng giận, Bàn Hoàng thấy thế, không khỏi giận tím mặt. Ngưng Mâu cũng là phẫn nộ, nhưng nàng y nguyên không dám tùy tiện thu công. Bàn Hoàng xông Ngưng Mâu nói ra, chúng ta đều bị cái kia đáng giận tiểu tặc cho sử dụng, người còn không thu tay lại. Ngưng Mâu lạnh giọng nói ra, người trước đem những quái thú này, U Linh toàn bộ triệu hồi. Chúng ta cùng một chỗ thu tay lại, như thế nào? Bàn Hoàng nói ra, tốt, một, hai, ba, hai người đồng thời thu tay lại. Lúc này, sơn động hoàn toàn sụp đổ, hai người bọn họ không kịp đuổi theo La Quân, lúc này, bọn họ đầu tiên muốn làm liền là bảo mệnh. Ngưng Mâu cấp tốc mở ra chúng diệu chi môn, xuyên toa đi vào. Mà Bàn Hoàng nhìn lấy sơn động bị hủy, hắn cũng là đau lòng không thôi. Nhưng duy nhất làm hắn vui mừng là, trên người hắn còn có thật nhiều pháp bảo. Ngay sau đó, hắn sử dụng huyền thiên hỏa vân thần khải bảo vệ quanh thân, tiếp lấy lại vận Hàn Băng Hạm Thuyền, vọt thẳng ra ngoài. Về phần cái kia Lục Nguyệt Hoa lại là không biết lúc nào đã biến mất trong sơn động. Ngưng Mâu giờ này khác này đối La Quân đồng dạng là hận thấu xương, nàng chuyến này đến, đó là gà không ăn lấy, phản gây một miệng lông. Tiền tiền hậu hậu cũng là bị La Quân cho sử dụng, cái này khiến nàng làm sao không giận hỏa. Nhưng Ngưng Mâu cũng nghĩ không ra, đây hết thảy đến là chuyện gì xảy ra. Ngưng Mâu trong nháy mắt sử dụng chúng diệu chi môn đến trên mặt biển, muốn tìm kiếm đến La Quân tung tích. Nàng cũng muốn cái kia thần thông vô cùng Thái Vũ Quyền Trượng A. Chỉ tiếc, nàng liền xem như nhanh chóng như vậy đến trên mặt biển, nhưng trên mặt biển nhưng không có La Quân tung tích. Bàn Hoàng hiện tại cũng không muốn theo Ngưng Mâu dây dưa, hắn sử dụng huyền thiên hỏa vân thần khải ra sụp đổ sơn động, sau đó thì xông ra mặt biển, thẳng đến trên trời vân tiêu. Ngưng Mâu bốn phía tìm kiếm La Quân không thành, lại ngược lại tại trong thần thức tìm kiếm đến Bàn Hoàng đào tẩu tung tích. Ngay sau đó, Ngưng Mâu cũng không do dự, liền hướng Bàn Hoàng đuổi theo. Như vậy giờ này khắc này, La Quân đến ở nơi nào đâu? Để Ngưng Mâu cùng Bàn Hoàng nghĩ không ra là, La Quân cũng không hề rời đi đại hải, hắn là tại hải dương chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Mà lại, hắn có ngũ thải liên hoa kính tại, đây là mặc cho người nào đều không thể đem hắn đến. Lục Nguyệt Hoa thì theo La Quân cùng một chỗ, nàng miệng lớn hô hút mấy cái khí về sau, lập tức hưng phấn vô cùng cùng La Quân dùng thần thức câu thông. Hai người đều dùng băng tinh quản tại hấp thu trong chữ vật giới chỉ không khí hô hấp, cho nên nói chuyện là không có cách nào nói. Cái này đến là chuyện gì xảy ra, trời ạ. Lục Nguyệt Hoa xem như kinh lịch kinh khủng nhất sinh tử gian nguy, lúc đầu lấy vì lần này là chết chắc, không nghĩ tới La Quân lật tay thành mây trở tay thành mưa, không những ở hai đại tuyệt thế cường giả giáp công dưới sống sót, hơn nữa còn đem Thái Vũ Quyền Trượng cũng cướp đi. Lục Nguyệt Hoa trước đó nghe La Quân trêu đùa giáo thần Lena Hoya, cái kia vẫn chỉ là nghe một chút, cảm thấy có chút thần kỳ. Nhưng giờ khắc này, nàng tính toán là chân chính kiến thức đến La Quân chỗ kinh khủng. Dù sao một thẳng đến lúc này giờ phút này, nàng đều không biết rõ chuyện gì phát sinh. Bàn hướng ta xuất thủ ta thời điểm, hắn người đạo trưởng kia mâu vô cùng lợi hại, mà lại ra bất ngờ. Nếu như không phải ta sớm đoán được hắn muốn ra tay trước, ta hiện tại đã chết. La Quân nói với Lục Nguyệt Hoa, chính hắn lúc này cũng có chút tiểu hưng phấn đây. Lục Nguyệt Hoa nói ra, cái kia một cái chớp mắt, chúng ta đều kém chút cho là ngươi đã chết, cái kia đến là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại hư không tiêu thất, mà lại giấu giếm được Bàn cùng Lena Hoi à. Nàng quả nhiên là trăm bề không được giải à. La Quân nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết, ngũ thải liên hoa kính có thể chế tạo một cái giả thân thể đi ra không? Lục Nguyệt Hoa hơi kinh hãi, sau đó nàng nói ra, ta xác thực biết ngũ thải liên hoa kính có bản sự này, bất quá muốn tạo ra giả thân thể rất lợi hại khó khăn. La Quân mỉm cười, nói ra, với ta mà nói, cũng không khó khăn.
bàn phát ra cái kia một đạo trường mâu lúc công kích, thực công kích bất quá là ta giả thân thể. Giả thân thể bị hắn trường mâu đánh nát, tự nhiên là hội vô ảnh vô tung. Mà tại cái kia một cái chớp mắt, thực ta vẫn đứng từ một nơi bí mật gần đó. Lúc ấy mọi người chú ý lực đều tại ta giả thân thể trên thân, cho nên đều không có phát giác. Tăng thêm ta lại sử dụng ngũ thải liên hoa kính ẩn nấp ta khí tức. Nhưng là ngươi giả thân thể biến mất về sau, chúng ta đều đang tìm ngươi. Khi đó, mặc kệ ngươi trốn đến nơi đâu, đều là tránh à không. Lục Nguyệt Hoa càng thêm kỳ quái. La Quân nói ra, cái này phải cảm tạ chúng ta trước kia tại trong chữ vật giới chỉ chứa đựng đầy trời khí. Ta tại giả thân thể biến mất một cái chớp mắt, cả người trốn vào trong chữ vật giới chỉ. Mà chữ vật giới chỉ tại một đống bạch cốt bên trong cất giấu, bọn họ tự nhiên cái gì cũng không tìm tới. La Quân nói đến đây, Lục Nguyệt Hoa cũng liền minh bạch sự tình chân tướng. Về sau, La Quân thừa dịp ngưng mâu theo bàn hoàng càng đánh càng hung, lẫn nhau rằng co thời điểm. Hắn liền từ trong chữ vật giới chỉ chạy đến, đồng thời lấy thần thức câu thông Lục Nguyệt Hoa, muốn Lục Nguyệt Hoa cũng giấu vào chữ vật giới chỉ. La Quân cấp tốc lấy pháp lực bắt Lục Nguyệt Hoa chỗ chữ vật giới chỉ, tiếp lấy phải đi bắt Thái Vũ Quyền Trượng. Nhưng sau khi ngưng tụ ra hàn băng hạm thuyền đào tẩu, hết thảy thiết kế cùng an bài có thể xưng xảo diệu chính xác, ra một chút lầm lỗi đều sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng La Quân lại làm đến. Lục Nguyệt Hoa không khỏi nói ra, ngươi làm sao dám đem Lena Hoya cũng chiêu tới, ngươi không sợ xuất sai lầm, hai người bọn họ cùng một chỗ trước hết là giết ngươi. La Quân nói ra, lúc đầu tình huống liền đã xuất sai lầm. Ta bắt đầu cũng là muốn theo Lena Hoya hiểu chi lấy lợi hại, để cho nàng cùng ta hùn vốn giết bàn hoàng. Bởi vì nơi này có rất lớn một cái điểm mấu chốt, cái kia chính là bàn muốn đem sở hữu bảo bối độc chiếm, cứ như vậy, tất cả mọi người không có cách nào cùng hắn vui sướng chơi đùa. Cho nên, hắn nhất định sẽ trở thành Lena Hoya địch nhân. Chỉ là ta không nghĩ tới, cái này bàn căn bản thì không mở cho ta miệng cơ hội, xuất thủ thì muốn giết ta. Về sau ta cũng chỉ có thể tương kế tự kế. Nói đến đây, Lục Nguyệt Hoa cũng chỉ có thể nói với La Quân một cái chữ phục. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Lục Nguyệt Hoa hỏi La Quân. La Quân nói ra, trước tìm chỗ an toàn, sau đó ta phải thật tốt nghiên cứu một chút Thái Vũ Quyền Trượng. Chờ chúng ta có thực lực chống lại Lena Hoya cùng bàn, cái kia cũng sẽ không cần lại trốn tránh tránh. Lục Nguyệt Hoa có chút bận tâm, nói ra, cũng không biết bọn họ sẽ đi hay không tìm Nguyệt Ảnh Cung phiền phức. La Quân nói ra, yên tâm đi, Lena Hoya hiện tại cùng bàn khẳng định dây dưa không rõ. Hai người là không có thời gian tìm đến Nguyệt Ảnh Cung phiền phức. Lục Nguyệt Hoa gật gật đầu, bất quá nàng mỹ lệ gương mặt bên trên vẫn là khó nén thần sắc lo lắng. Về sau, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa tiến lên mấy trăm dặm. Như thế về sau, La Quân vừa rồi dám lộ ra mặt biển. Thật sự là quá sợ Lena Hoya cùng bàn cái này hai đại sát tinh. Cái này hai đại cường giả đều là bực nào tính cách người, như thế bị La Quân đùa nghịch một đạo. Đây tuyệt đối là hận không thể đem La Quân chém thành muôn mảnh. Hàn băng hạm thuyền xông ra mặt biển trong chớp mắt ấy, La Quân đem hàn băng hạm thuyền triệt hồi. Hắn cùng Lục Nguyệt Hoa trên thân vẫn là không thể tránh né ướt nhẹp. Lục Nguyệt Hoa trên thân ướt sũng, cái kia cung trang thiếp ở trên người, đem trên người nàng mỹ diệu dáng người bày ra đến hoạt bát tinh tế. Mà lại, ẩn ẩn có thể trông thấy nàng cái kia trắng như tuyết bắp đùi. La Quân bây giờ lại là không tâm sự đến xem tuyệt vời này. Hắn hứng thú đã đều tại cái này thần kỳ Thái Vũ Quyền Trượng bên trên. Lúc này, trời còn chưa sáng, bên trong thiên địa đen kịt một màu. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa hướng phương Bắc bay đi. Trên đường, La Quân thi triển quang nguyên tố nướng trên thân hai người quần áo ướt, không lâu sau, y phục cũng liền bị nướng làm. Một đường phi hành ước chừng 200 dặm đường. La Quân lần nữa tìm kiếm được một cái không ai chiếm cứ hải đảo. Hai người rơi xuống giới qua. Lần nữa tại trong rừng cây kia tìm vị trí tốt, lắp xong lều vải. Về sau, La Quân liền lấy ra Thái Vũ Quyền Trượng. Thái Vũ Quyền Trượng giờ phút này cũng là toàn thân màu đen, khác biệt duy nhất chỗ, cũng là quyền trượng đỉnh đầu chính là một khỏa lam bảo thạch. Trước đó, trong ma pháp trận điện quang thì là thông qua lam bảo thạch này phát ra tới. La Quân đang chuẩn bị lấy hỗn độn chi khí đến thăm dò Thái Vũ Quyền Trượng lúc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền nói với Lục Nguyệt Hoa, đúng. Ta trước đó thì đáp ứng ngươi. Đồ tốt muốn lưu cho ngươi, cái này Thái Vũ Quyền Trượng hẳn là cho ngươi mới là. Hắn nói xong liền đưa cho Lục Nguyệt Hoa. Lục Nguyệt Hoa nao nao, nàng nhìn một chút La Quân, hỏi, ngươi bỏ được.
La Quân đau lòng vô cùng, nói ra, đương nhiên không nỡ, nhưng ta phải nói lời giữ lời a. Lục Nguyệt Hoa mỉm cười, nói ra, được rồi, ngươi cũng đừng cùng ta giả mù sa mưa. Ngươi biết ta sẽ không cần cái này Thái Vũ Quyền Trượng. Nàng đón đến, nói ra, Thái Vũ Quyền Trượng tại trên tay ngươi mới có thể phát huy ra chánh thức tác dụng, cho ta ngược lại là họa sát thân. Điểm này, Lục Nguyệt Hoa ngược lại là không có nói sai. Lợi hại như thế pháp bảo một khi xuất hiện, ai có thể không ngấp nghé. Lục Nguyệt Hoa liền xem như cầm pháp bảo này nơi tay, chỉ sợ cũng không chịu nổi những tuyệt đỉnh cường giả đó. Đến lúc đó, địch nhân nhất động tham niệm, chính là nàng họa sát thân. La Quân nghĩ cũng phải, hắn lúc đầu cũng chính là theo Lục Nguyệt Hoa khách sáo một phen. Hắn biết Lục Nguyệt Hoa sẽ không cần. Ngay sau đó, hắn liền nói ra, vậy thì tốt, ta thì cầm trước. Nếu là tương lai, ta cứu trở về các đồng bạn, chuẩn bị trở về chủ thế giới thời điểm, ta lại đem Thái Vũ Quyền Trượng cùng một số công pháp cùng nhau truyền lục soát cho ngươi. Cần phải để ngươi có thể cầm chắc Thái Vũ Quyền Trượng. Lục Nguyệt Hoa nhãn tình sáng lên, cái này vẫn rất có sức hấp dẫn. Nàng cũng biết La Quân đối Mê Thất Đại Lục là không có hứng thú gì. Sau đó, La Quân thì không nói thêm lời, hắn lấy hỗn độn chi khí thăm dò vào đến Thái Vũ Quyền Trượng bên trong. Rất nhanh, La Quân thì rõ ràng quyền trượng cơ bản kết cấu. Quyền trượng thân trượng là từ kiên cố thiên ngoại vẫn thạch chế tạo thành, vô cùng tinh khiết, không thể phá vỡ. Hỗn độn chi khí ở chính giữa du động tựa như là con cá ở trong nước một dạng, không có bất kỳ cái gì câu thúc. Cái này để La Quân có chút kỳ quái, nếu như Thái Vũ Quyền Trượng thật sự là đơn giản như vậy, vậy nó còn dám nói là nghịch thiên thần khí. La Quân tâm lý lập tức liền rõ ràng, đoán chừng sở hữu ảo diệu đều tại cái này một khỏa lam bảo thạch bên trong. Như vậy hiện tại, La Quân liền muốn qua thăm dò lam bảo thạch ảo diệu. Hỗn độn chi khí thăm dò vào đến lam bảo thạch bên trong tích tắc, La Quân cảm giác trước mặt đột nhiên thì rộng mở trong sáng. Hắn nhắm mắt lại, full screen cảm thụ, hỗn độn chi khí cảm nhận được chính là, trước mắt là một mảnh cuồn cuộn, thâm thúy vũ trụ. Bên trong có vô cùng ngôi sao, hành tinh. Hỗn độn chi khí ở bên trong du đãng, sở hữu ngôi sao, hành tinh đều biến thành tiểu hào. Tựa như là một chương thế giới địa đồ một dạng. La Quân trong lòng nói không nên lời kỳ diệu cùng cổ quái, hắn tiếp lấy thúc đẩy hỗn độn chi khí bay về phía trước, sau đó trở về một khỏa lóe sáng hành tinh trước mặt. Cái hành tinh này rất nhỏ, hỗn độn chi khí xuyên vào đến hành tinh bên trong. Trong một chớp mắt, một cỗ mạnh mẽ tin tức rót vào đến hỗn độn chi khí bên trong, cũng đồng thời truyền vào đến La Quân trong não vực. Viên này tiểu hành tinh tên gọi là gì, La Quân không biết. Nhưng hắn cảm giác được viên này tiểu hành tinh thế mà so địa cầu còn muốn đại gấp 2, bên trong tất cả đều là mênh mông bát ngát nước biển, vô biên vô hạn nước, không có một mảnh lục địa. Mà lại, nơi này không có không khí, trong không gian tràn ngập là một loại người không thể tiếp nhận ozone. Cùng lúc đó, La Quân muốn cho hỗn độn chi khí xuyên vào đến cái hành tinh này bên trong, ở trong nước biển tìm xem nhìn xem có hay không sinh vật. Nhưng là, hắn hỗn độn chi khí sau khi tiến vào, lập tức lại lần nữa rộng mở trong sáng, tựa như thật đã đến cái hành tinh này phía trên. Bất quá khổ cực là, hỗn độn chi khí cách mặt biển khoảng chừng 10 vạn dặm xa, căn bản cũng không khả năng cấp tốc bay qua. Như thế, La Quân cũng đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Hắn chả có quá nhiều chính sự muốn làm, cũng không có thời gian đến thăm dò cái này nhàm chán vấn đề. La Quân lại liên tục đến thăm hắn mấy cái hành tinh, phát hiện ở trong đó hoặc là đất cằn ngàn dặm, hoặc là tất cả đều là hải dương. Không có một cái là có không khí tồn tại. Căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn, cũng chưa phát hiện bất luận cái gì sinh linh tung tích. La Quân lúc này, ngược lại thật sự là muốn tại cái này như thế chi phong phú ngôi sao, hành tinh bên trong tìm tới địa cầu tồn tại. Nhưng đây cũng là cái đại công trình, hành tinh quá nhiều, còn có hệ ngân hà, thái dương hệ các loại. Tuy nhiên hành tinh trong này thu nhỏ, thế nhưng là thật muốn ở chỗ này mặt tìm tới địa cầu. Cái kia đoán chừng muốn tìm mấy năm mới có thể tìm ra. La Quân lúc này cảm giác quá kỳ diệu, tựa như là tiến vào một cái mô phỏng chân thực du hí một dạng. Sau đó, La Quân rời khỏi Lam Bảo Thạch. Hắn cần chậm rãi thần, sau đó tới phân tích bên trong đến là tình huống như thế nào. Trong thời gian này, Lục Nguyệt Hoa cũng không có quấy rầy La Quân. La Quân thầm nghĩ, Lam Bảo Thạch này bên trong tình huống hẳn là cũng không phải là giả thuyết. Mà chính là từng cái thông đạo chi môn, đem quy tắc biến hóa, đem chọn cái vũ trụ hệ tin tức toàn bộ thu thập đến Lam Bảo Thạch bên trong. Kể từ đó,
mỗi một cái hành tinh đều là thông hướng chuyến này tinh thông đạo chi môn. Nếu như mình muốn về chủ thế giới, liền có thể trong này tìm tới địa cầu. Bất quá, La Quân trong lòng cũng minh bạch, tìm tới cũng vô dụng. Bởi vì chỉ có nguyên thần mới có thể bay vào qua, chính mình nguyên thần một khi tiến vào chủ thế giới bên trong, chỗ nào không có nguyên tố chi lực, lập tức liền tan thành mây khói. Cho nên, đây là căn bản không làm được, mà lại, cái này địa cầu cũng quá khó tìm. Như vậy, Lam Bảo Thạch bên trong vẻn vẹn cũng là một cái liên quan tới vũ trụ tin tức thế giới sao? Không đúng. Vẻn vẹn vũ trụ tin tức, như vậy chính mình muốn thế nào cải biến quy tắc, như thế nào chiến thắng Lena Hoya? Chuyện này không có khả năng lắm. Mà lại, chính mình rõ ràng tận mắt nhìn thấy, ngày hôm đó lăng trong phần mộ, Thái Vũ Quyền Trượng phát ra siêu cường lực lượng. Khẳng định vẫn là chính mình không có mò thấy Thái Vũ Quyền Trượng ảo diệu. Ngay sau đó, La Quân lần nữa ngưng thần, hắn lấy hỗn độn chi khí tiến vào Lam Bảo Thạch bên trong. Vẫn là cái kia phó vũ trụ đồ. La Quân hỗn độn chi khí du đãng bên trong, hắn đi qua hệ ngân hà, nhìn ra xa Thái Dương hệ các loại. Nhưng mà, hắn thủy chung không nhìn ra có cái gì khác biệt. Sau đó, La Quân lại rời khỏi vũ trụ đồ. Lần này, La Quân không hề mù quáng qua tìm kiếm. Hắn tinh tế xem kỹ căn này Thái Vũ Quyền Trượng. Sau đó, hắn đột nhiên phúc trí tâm linh, lấy tay vuốt ve Lam Bảo Thạch. Lam Bảo Thạch tản mát ra tơ lụa đồng dạng ý lạnh như băng. La Quân lần nữa nhắm mắt lại, tiếp theo, Lam Bảo Thạch bắt đầu hiện ra thần kỳ sự tình tới. Đó chính là hắn não vực tư tưởng trong nháy mắt xa vào đến vũ trụ đồ bên trong, tiếp theo, vũ trụ đồ từng tầng hướng hai bên thối lui, giống như là thủy triều thối lui. Rất nhanh, cái kia địa cầu thì xuất hiện tại La Quân trong não vực. Toàn bộ địa cầu tại La Quân trong não vực. Đây thật là kỳ diệu a. Nhưng có lẽ phải nói, La Quân não vực tại vũ trụ đồ bên trong. Sau đó, La Quân não vực nghĩ muốn tiếp tục bị dẫn dắt tiến địa cầu. Địa cầu coi là thật cùng hắn hành tinh có khác biệt lớn, nơi này sinh cơ nồng đậm. Tại La Quân nghĩ muốn tiến vào một cái chớp mắt, hắn lập tức liền cảm nhận được tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít tin tức từ trường. Toàn bộ địa cầu đều là bị loại tin tức này từ trường bao vây, những tin tức này từ trường là thời không phần tử, là không gian quy tắc, là người và động vật suy nghĩ lưu lại, là các loại không gian, từ xưa đến nay, tầng tầng lớp lớp tin tức từ trường. La Quân thăm viếng trước đó mấy cái tinh cầu, cảm nhận được là thuần túy. Mà trên địa cầu, hắn cảm nhận được là tinh vi tới cực điểm tin tức điệp ra, tựa như là một đài siêu cấp cao cấp máy tính một dạng. Vẫn là loại kia to lớn hình máy chủ. Nếu như toàn bộ vũ trụ, mỗi một cái hành tinh đều là máy tính, như vậy, địa cầu hội không phải là trung ương xử lý khí CPU. La Quân trong lòng bỗng nhiên nhảy ra một ý nghĩ như vậy tới. Địa cầu là trung ương xử lý khí CPU, mà chủ thế giới là máy xử lý hạch tâm. Có phải hay không là như thế đâu? La Quân nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng biết, cái này vẻn vẹn cái ý nghĩ. Vũ trụ quá mênh mông, mà địa cầu quá nhỏ bé. Địa cầu bên ngoài còn có rộng lớn vũ trụ bên ngoài đâu? Vô cùng vô tận, luôn có cuối cùng thời điểm, chẳng lẽ lại đến cuối cùng, cũng là tường đồng vách sắt? Cái kia không có khả năng mà. Nếu ta có một ngày, có thể có được vô thượng đại thần thông, nhất định lấy có hạn sinh mệnh đến thăm dò vô hạn vũ trụ. Coi đây là thế nhân để lộ cái này sinh mệnh khăn che mặt bí ẩn. La Quân bỗng nhiên thì như vậy phát hạ đại chí nguyện. Sau đó, hắn suy nghĩ trực tiếp bị kéo tiến địa cầu tin tức tầng. Sau cùng thế mà đi thẳng đến mê thất đại lục bên trong. Xuyên qua trồng chất vũ trụ tinh hà, vào địa cầu, chuẩn xác đến mê thất đại lục. Đây thật là kỳ diệu. Bất quá La Quân lập tức liền nghĩ thông suốt, đây cũng là nhân quả quan hệ. Chính mình là quả, bởi vì chính mình đứng tại mê thất đại lục thổ địa bên trên. Khi tay mình vuốt ve bên trên Lam Bảo Thạch thời điểm, chính mình cái này quả thì sẽ tự động theo Lam Bảo Thạch bên trong bởi vì liên hệ với. Cái này bởi vì cũng là Lam Bảo Thạch bên trong mê thất đại lục. Vì cái gì nói mình là quả, Lam Bảo Thạch bên trong mê thất đại lục là bởi vì đâu? Bởi vì rất đơn giản. La Quân chỗ tại mê thất đại lục là chân thật. Mà Lam Bảo Thạch bên trong là một cái lối đi một y hệt. Tựa như là, La Quân là đứng tại mê thất đại lục bên trong. Mà Lam Bảo Thạch là để La Quân siêu thoát ra mê thất đại lục, lấy một cái đứng ngoài quan sát người thân phận đến xem mảnh này mê thất đại lục. Từ Lam Bảo Thạch bên trong tiếp xúc đến mê thất đại lục, La Quân trong lòng sinh ra minh ngộ.
hắn lập tức đem quang não bên trong đại bộ phận hỗn độn chi khí cũng rót vào Lam Bảo Thạch bên trong. Trước đó, hỗn độn chi khí đơn thuần tiến vào Lam Bảo Thạch bên trong, cảm thụ là vũ trụ đồ. Mà khi tay mình cùng Lam Bảo Thạch vuốt ve về sau, tựa như là cho lão bà gọi điện thoại, rốt cục đả thông cảm giác. Giờ phút này, là quần hỗn độn chi khí cũng trực tiếp tiến vào mê thất đại lục tầng diện bên trong. Là quần nhắm mắt lại, hỗn độn chi khí tựa như là nguyên như thần tại Lam Bảo Thạch mê thất đại lục bên trong ngao du. Nhưng là, hỗn độn chi khí đã cùng chính mình cách xa vạn dặm không ngừng. Là quần nhìn xuống toàn bộ mê thất đại lục, hắn đứng tại rất cao điểm phương, lúc này trong không khí có rất mạnh khí áp tại đè xuống hắn hỗn độn chi khí. Là quần lấy hỗn độn chi khí trước tạo nên nguyên thần. Hỗn độn chi khí ngưng tụ bốn phía nguyên tố chi lực, hình thành một cái băng nhân. Băng nhân nguyên thần thì là La Quân con mắt, La Quân lại để cho băng nhân ngưng tụ ra hàn băng hạm thuyền chống cự bốn phía siêu cường khí áp. La Quân trong lòng cũng minh bạch, tự mình nhìn tới là đem hết thảy đều đoán đúng, bên trong cũng là một cái lối đi. Chính mình băng nhân nguyên thần xác thực cũng là tại chân thực mê thất đại lục bên trong. Chỉ bất quá, nó là tại cách mình rất xa địa phương, đến có bao xa, La Quân cũng không rõ lắm. Sau đó, La Quân băng nhân nguyên thần thì cảm nhận được không khí tầng bên trong tràn ngập lít nha lít nhít nguyên tố chi lực. Đủ loại nguyên tố chi lực, đủ mọi màu sắc hỗn hợp lại cùng nhau, quả nhiên là sắc thái lộng lẫy a. Đây là mê thất đại lục bên trong độc có cái gì, đây là đang bất luận cái gì hành tinh, trong không gian đều không nhìn thấy một loại sức mạnh. Cho nên, tại mê thất đại lục bên trong, mọi người liền phảng phất đưa thân vào tiên ma thế giới, các loại thần kỳ pháp bảo, các loại kỳ quái đồ, vật đều có. Nhân loại là thông minh nhất sinh linh, đã mê thất đại lục bên trong có loại lực lượng này, lại sao có thể không vận dụng. Sau đó, La Quân tiếp tục tại loại lực lượng này tầng bên trong ngao du. Rất nhanh, hắn lần nữa phát hiện khác biệt. Cái kia chính là bầu khí quyển bên trong còn có mặt khác đồ, vật, tỉ như, thời không phần tử, tỉ như không gian từ trường chờ chút. Những này tại chủ thế giới bên trong đồ, vật, tại cái này mê thất đại lục bên trong cũng có. Lục Nguyệt Hoa nói qua, Thái Vũ Quyền Trượng sức mạnh lớn nhất cũng là cải biến thời gian, cải biến không gian quy tắc. Như vậy, ta muốn thế nào mượn nhờ vật này thành tựu tối cao lực lượng đâu? Nửa ngày về sau, La Quân thu hồi nguyên thần, hắn suy nghĩ lại trở lại trong hiện thực. La Quân mở to mắt. Lúc này, sắc trời đã sáng, hắc ám tờ mờ sáng, bình minh tiến đến. Sáng sớm ở giữa trong rừng cây che kín hàn khí cùng hạt sương. Lục Nguyệt Hoa một mực đang quan sát La Quân, lúc này hắn gặp La Quân mở to mắt, thế là lập tức hỏi, người cảm giác thế nào? La Quân trong mắt lóe lên một tia kính sợ, hắn nói ra, Thái Vũ Quyền Trượng, tuyệt đối là mê thất đại lục bên trong tối cường thần khí, không có cái thứ hai. Lục Nguyệt Hoa trong mắt lóe lên vui mừng, nàng thoảng qua hưng phấn nói ra, nói như vậy, người đã nắm giữ Thái Vũ Quyền Trượng. Vậy người có nắm chắc đối kháng giáo thần sao? La Quân lắc đầu, nói ra, ta muốn là nắm giữ Thái Vũ Quyền Trượng, cái kia cũng sẽ không nói nó là đệ nhất thần khí. Vậy ngươi cái này, Lục Nguyệt Hoa không khỏi mê hoặc. La Quân nói ra, quá mẹ nó khó hiểu, quá thâm ảo. Hoàn toàn không hiểu rõ. Lục Nguyệt Hoa nói, ngươi. La Quân nói tiếp, đúng, ngươi nói là Thái Vũ Quyền Trượng có thể cải biến thời gian đối với không đúng. Lục Nguyệt Hoa nói ra, ta là từ thượng cổ minh trí bên trong nhìn thấy một số liên quan tới ma hoàng ghi chép. Trong truyền thuyết, có một lần ma hoàng ma tộc nội bộ phát sinh phản nghịch, một vị trưởng lão đối ma hoàng phát động cấm chú. Toàn bộ thần hoàng cung. Đến là ma hoàng vẫn là thần hoàng. La Quân không khỏi hỏi. Lục Nguyệt Hoa trợn mắt chừng một cái, nói ra, cái kia có người tự xưng ma hoàng. Ma tộc thực vẫn luôn gọi là thần tộc, mà ma hoàng vẫn luôn là tự xưng thần hoàng. Thần hoàng chỗ ở địa phương cũng là thần hoàng cung. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, ta qua. Nguyên lai là dạng này a. Bất quá, cải biến thời không quy tắc, này lại dẫn động rất lợi hại nhân quả. Không đến bị bất đắc dĩ, là quyết không thể để thời không biến hóa. Lục Nguyệt Hoa nói ra. La Quân gật đầu, nói ra, cái này minh bạch, thời không quy tắc một khi cải biến là toàn bộ mê thất đại lục thời gian. Lúc đó làm cho cả không gian quy tắc sinh ra không thể gặp hỗn loạn. Lục Nguyệt Hoa nói ra, không sai, cũng là như thế. La Quân trầm ngâm. Lục Nguyệt Hoa chờ một lát, nhịn không được hỏi La Quân, nói ra, người đang suy nghĩ gì? La Quân nói ra, ta đang nghĩ, ta hiện tại nhất không đầy đủ chính là thời gian.
ta không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu, ta nhất định phải nhanh lên giải quyết nơi này sự tình, sau đó về chủ thế giới qua. Hắn đón đến, nói ra, nhưng là ta muốn trở về, dưới mắt nhất định phải có siêu cường thực lực đến chấn áp lại giáo thần cùng bàn. Ngươi đến muốn nói cái gì? Lục Nguyệt Hoa hỏi. La Quân nói ra, không biết Thái Vũ quyền trưởng có thể hay không để cho trên trời một ngày, địa một năm trước. Có ý tứ gì? Lục Nguyệt Hoa không hiểu ra sao. La Quân nói ra, ý tứ chính là, hiện thực thế giới bên trong chỉ qua một ngày, nhưng ta tại Thái Vũ quyền trưởng bên trong đã tu luyện 10 năm. Lục Nguyệt Hoa há hốc mồm, nàng thật không thể tin nhìn lấy La Quân, nói ra, người ý nghĩ này quá điên cuồng, ta trước đó mới nói, thời không quy tắc không có thể tùy ý sửa đổi. La Quân nói ra, không phải cải biến thời không quy tắc, tại khác biệt trong không gian hội sinh ra thời gian không ngang nhau. Tính toán, nói cho ngươi những này, ngươi cũng không hiểu. Chính ta tại nghĩ một chút biện pháp. Sau đó, La Quân nhắm mắt lại, hắn hỗn độn chi khí tiến vào Lam Bảo Thạch bên trong. Trong nháy mắt, hỗn độn chi khí lại tiến vào Lam Bảo Thạch bên trong Mê Thất Đại Lục bên trong. La Quân lấy sáng thế thần tư thái đến quan sát toàn bộ Mê Thất Đại Lục. Ta không thể đơn thuần qua muốn làm sao tìm được không ngang nhau thời gian khe hở, ta phải hiểu toàn bộ Mê Thất Đại Lục cấu tạo, như thế ta mới có thể rõ ràng làm sao cải biến quy tắc, cải biến thời gian. La Quân tư duy rất rõ ràng, hắn là tuyệt đỉnh người thông minh, các loại phương trình, các loại tinh vi tính toán, hắn đều có thể rất nhanh chỉnh lý đến rõ ràng. La Quân đắm chìm trong Lam Bảo Thạch Mê Thất Đại Lục bên trong trọn vẹn 3 giờ. 3 giờ sau, hắn hiểu được thời không phần tử biến hóa, minh bạch không gian quy tắc phân bố, minh bạch toàn bộ Mê Thất Đại Lục cấu tạo. Lấy tự thân hỗn độn chi khí làm cơ sở hữu nguyên tố chi lực đều là liên lạc tín hiệu. Cũng chính bởi vì có nguyên tố chi lực, cho nên La Quân mới có thể nhanh như vậy minh bạch toàn bộ Mê Thất Đại Lục không gian quy tắc. La Quân tâm lý lại rõ ràng một việc, cái kia chính là, Thái Vũ quyền trưởng cũng không đơn thuần là Mê Thất Đại Lục pháp bảo. Cái này Thái Vũ quyền trưởng liền xem như đến chủ thế giới bên trong, giống nhau là thần kỳ chỗ. Bất quá, đến chủ thế giới bên trong, La Quân tinh thần lực nếu là chân chính tiến vào Lam Bảo Thạch bên trong, lại đến bầu trời địa cầu, tinh thần lực của hắn nguyên thần căn bản không chịu nổi chung khí ép. Mà lại, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể thay đổi thời không quy tắc. Bởi vì tại chủ thế giới bên trong, không có nhiều như vậy nguyên tố chi lực, La Quân cũng liền vô pháp câu thông toàn bộ thế giới. Như vậy, Thái Vũ quyền trưởng, ta muốn hay không mang về chủ thế giới? La Quân trong lòng lại sinh ra mâu thuẫn. Hắn lo lắng là, cường đại như vậy thần khí, một khi theo chính mình trở lại chủ thế giới. Như vậy, chính mình vô pháp trưởng khống Thái Vũ quyền trưởng. Nếu như bị Trần Diệc Hàn, Trần Thiên Nhai dạng này người đoạt lấy qua, đây tuyệt đối là chính mình tai nạn. Trước không thể mang đi. Chờ sau này mình tới đạt trình độ nhất định, lại đến lấy Thái Vũ quyền trưởng. La Quân chủ ý quyết định. Cũng ở thời điểm này, La Quân lại minh bạch một việc. Cải biến đã chuyện phát sinh, đem thời không quay trở lại, cái kia là nhân quả cực kỳ khủng bố sự kiện. Bởi vì mỗi người não vực khai phát khác biệt, có người sẽ tin hơi thở rối loạn, có người hội trong đầu lưu lại một điểm chút ấn tượng. Nhưng là, La Quân nếu là lấy hỗn độn chi khí ở bên trong tu luyện, thành lập thuộc về mình thời không quy tắc. Kể từ đó, liền sẽ không liên lụy tới bất luận kẻ nào. Hỗn độn chi khí cũng không phải đơn thuần người, cái kia hẳn là không có ảnh hưởng. Như vậy, ta thì lấy hỗn độn chi khí nguyên thần trong này thành lập thời không quy tắc, sau đó tu luyện 10 năm. 10 năm về sau, sẽ cùng bây giờ chính xác thời gian câu thông, trở lại ta trong não vực. Dạng này, ta tu vi liền sẽ tăng vọt. La Quân thầm nghĩ, bất quá làm như vậy, hội dẫn đến hỗn độn chi khí quá mức cường đại, đầu óc mình rất khó kiêm dung. Mặc kệ, bây giờ tình huống khẩn cấp, ta muốn trước thử một lần. La Quân sau khi hít sâu một hơi, trước hết để cho hỗn độn nguyên thần trở lại trong não vực. Hắn mở to mắt nói với Lục Nguyệt Hoa, ta muốn bế quan một giờ, trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không nên nhao nhao ta. Lục Nguyệt Hoa gặp La Quân sắc mặt nghiêm túc, biết chắc là chuyện rất quan trọng. Nàng gật gật đầu. Sau đó, La Quân lại lần nữa nhắm mắt. Hắn thân thể không cách nào tiến vào Lam Bảo Thạch bên trong, mà muốn ngưng tụ thời không quy tắc, nhất định phải là tại một cái thời không loạn tượng bên trong. Nói cách khác, thời không phần tử trên không trung vẫn luôn là bình thường, nhưng cũng sẽ giống trong hải dương, sẽ xuất hiện âm thầm vòng xoáy cùng cuồng loạn địa phương. Chỉ có thời không xuất hiện loạn tượng địa cho nên mới có thời không lỗ thủng.
La Quân cả người tiến vào một loại vô ngã trạng thái, tựa như là sa vào đến ngủ say bên trong. Mà hắn quang não bên trong hỗn độn chi khí toàn bộ tiến vào Lam Bảo Thạch bên trong. La Quân nhất định phải làm cho cả người tiến vào một loại vô ngã trạng thái, không phải vậy lời nói, đầu là thanh tỉnh. Mà hỗn độn chi khí lại tại vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng, cả hai thời gian rõ ràng không ngang nhau, như vậy thời không quy tắc thì vô pháp sáng tạo. Cái này giống, người đang nằm mơ thời điểm, đột nhiên ý thức được chính ngươi là đang nằm mơ, vậy liền sẽ như thế nào? Hội bừng tỉnh a. Sau đó, La Quân toàn bộ server tâm thần đều tại hỗn độn chi khí phía trên. Hỗn độn chi khí tại mê thất đại lục vô cùng trên không, khí áp bạo liệt. Mà chân trời đã là kim quang vạn trượng, bởi vì ánh sáng mặt trời đã đi ra. Nơi này mê thất đại lục cũng là hiện thực mê thất đại lục, cho nên thời gian là nhất trí. Sau đó, La Quân lấy thượng đế thị giác tìm tới thời không loạn tượng. Hắn cấp tốc lấy hỗn độn chi khí cắt vào đi vào. Tại căn này, La Quân muốn vận chuyển pháp lực là tương đương khủng bố. Cũng may mắn, trong không khí tràn đầy nguyên tố chi lực, hắn dựa vào nguyên tố chi lực mới có thể miễn cưỡng tới. La Quân thông qua thời không loạn tượng, cấp tốc hấp thu nguyên tố chi lực cùng thời không phần tử, sau đó y theo 5 hạng không gian nguyên lý, đem thời không phần tử cùng vật lý tam thể hình thành một cái 5 hạng không gian. Đây là một cái tinh vi, phức tạp quá trình. La Quân lấy đại pháp lực cùng hắn tự thân đại trí tuệ tinh vi diễn toán. Cái này cũng may mà La Quân là tốt học người, tuy nhiên sách không nhiều, nhưng đối vật lý học, lượng tử học, thuyết tương đối chờ một chút đều có rất sâu sắc nghiên cứu. Riêng là không gian 3D, tứ duy không gian, năm hạng không gian những này, hắn đều là xâm nhập giải. Trước đó, chỉ là lý luận, dưới mắt liền đem lý luận hóa thành hiện thực. Lại thêm, La Quân lại đối ma pháp trận đã có khắc sâu lý giải, cho nên hiện tại, hắn có thể chống đỡ dậy tinh diệu như vậy năm hạng không gian. Sau một tiếng, năm hạng không gian kiến tạo hoàn thành. Đó là một cái phi thường kỳ diệu cảnh tượng. Cũng là tại La Quân bốn phía, thời gian đã hình thành một cái lập thể giá sách. Nhưng mà, cái này giá sách tuy nhiên vây lại La Quân, nhưng cũng không ảnh hưởng La Quân từ ngoại giới hấp thu nguyên tố chi lực. La Quân có thể lật ra bất kỳ một cái nào đoạn thời gian sách, như vậy nhìn sang, liền sẽ là niên đại đó chỗ chuyện phát sinh. Dưới mắt, La Quân cũng là tại một cái thời không quy tắc bên trong. La Quân không dám xuyên thấu qua đi làm bất luận cái gì quy tắc bên ngoài sự tình, lúc đó dẫn phát nhân quả. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể tại quy tắc bên trong, gấp rút tu luyện. Ngay sau đó, La Quân tính hạ tâm thần. Hắn biết, chính hắn tại đứng trước một kiện vô cùng tịch mịch, tàn khốc sự tình. Cái kia chính là muốn tù phạm một dạng, ở chỗ này nghỉ ngơi dài dằng dặc, đã lâu tuế nguyệt. La Quân tọa hạ bắt đầu tu luyện, một ngày đi qua, hai ngày quá khứ. Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua. Tháng thứ ba thời điểm, La Quân mở to mắt. Hắn cảm thấy rất lợi hại nhàm chán, rất lợi hại tịch mịch, hắn vô cùng muốn rời đi nơi này, trở lại hiện thực. Cái kia giống như là mèo con móng vuốt ở trong lòng gãi, để hắn ngứa khó dằn nổi. Có thể La Quân cũng biết, đây là khó được một cơ hội, mình không thể bỏ lỡ. Có lại lớn tịch mịch, khổ sở, đều nhịn được. La Quân tiếp tục ngưng thần bắt đầu tu luyện, đây là một loại sinh mệnh tu hành. La Quân tại khoảng thời gian này bên trong. Hắn chỉ tu luyện liên quan tới hỗn độn chi khí hết thảy, cùng bao quát giải toàn bộ mê thất đại lục. Bởi vì ở chỗ này, cũng không có cách nào tu luyện chủ thế giới bên trong tu vi. Thân thể đều không ở nơi này, tu luyện như thế nào, đây không phải vô nghĩa sao? Duy nhất có thể tu luyện cũng là hỗn độn chi khí. Tịch mịch tu hành. La Quân lấy chớ đại nghị lực vượt qua tự thân đủ loại khó khăn, chấn áp trong đầu hết thảy tâm viên ý mã, thì tu hành như vậy một năm. Thời gian một năm quá khứ, hắn đột nhiên cảm thấy cũng không có khó chịu như vậy. Thế là hai năm, ba năm, năm năm cứ như thế trôi qua. Sau cùng, dài dằng dặc 10 năm cuối cùng tại quá khứ. Lúc này La Quân, hắn rốt cục chậm chạp mở to mắt. 10 năm, tựa như là kinh lịch Thương Hải tang điền một dạng, hắn liền tư tưởng đều trở nên chậm lụt. Giống như đột nhiên đối hết thảy đều không có hứng thú. Nhưng tại bên ngoài... Giờ này khắc này thật chỉ qua một giờ. Ánh sáng mặt trời vẫn là mãnh liệt như vậy, Lục Nguyệt Hoa một mực kiên nhẫn chờ đợi La Quân. Liền cũng tại lúc này, La Quân rốt cục mở to mắt. Lúc đầu, La Quân còn lo lắng hỗn độn chi khí quá mức cường đại, vô pháp dung nhập trong não vực. Nhưng hiện tại xem ra, lại là La Quân lo ngại.
hỗn độn chi khí cũng không có giống trước đó quang não, càng phát ra dương càng lớn. 5 năm trước, La Quân quang não tại Lam Bảo Thạch bên trong khoảng chừng một cái căn phòng cỡ như vậy. Nhưng ở sau 5 năm bên trong, quang não dần dần đang nhỏ đi. Đó cũng không phải tu vi tại thoái hóa, mà là La Quân hỗn độn chi khí bắt đầu thật sự hiểu nguyên tố quy tắc. Cái này phát triển tựa như là máy tính phát triển một dạng, càng phát ra dương càng tinh xảo, mà tốc độ càng nhanh. La Quân nhìn lên bầu trời ánh sáng mặt trời, xuyên thấu qua bóng cây, cái kia ánh mặt trời chiếu tại trên mặt hắn, đây thật là một cái ánh sáng mặt trời buổi chiều. Rất dễ dàng làm cho lòng người sinh quyện đãi, muốn ngủ một cái to lớn giấc thẳng. La Quân chỉ độn nhìn về phía Lục Nguyệt Hoa, hắn ánh mắt giống như không có cái gì tụ ánh sáng điểm một dạng. Lục Nguyệt Hoa lập tức phát hiện La Quân không thích hợp, nàng bị kinh ngạc, nói, ngươi làm sao? Chuyện gì phát sinh? La Quân không có trả lời Lục Nguyệt Hoa, hắn đang cố gắng nghĩ một vài sự việc. Lúc này, thực cũng rất dễ dàng hiểu thành cái gì giáo thần mỗi lần đều sẽ có chút ngu xuẩn. Bởi vì là một cái người thời gian dài không đi suy nghĩ những này trần thế tục sự, đầu thì thực biết chỉ độn rất nhiều. Giáo thần Lena Hoya luôn luôn đều là cao cao tại thượng, cần tại tu luyện. Cho nên nàng đối với người ở giữa quỷ kế, thủ đoạn nàng không có bao nhiêu phòng bị. Cũng lười qua suy nghĩ. Một người nơi đó sẽ đi quan tâm một con chó nhỏ đối nàng tại bầy âm mưu quỷ kế gì đâu. La Quân hiện tại là thuộc về tu luyện lâu dài, trí nhớ đều thoái hóa. Hắn muốn thật lâu mới nói với Lục Nguyệt Hoa, ta tu luyện bao lâu? 1 giờ a, Lục Nguyệt Hoa nói ra. Mà mẹ nó, La Quân đột nhiên nghĩ đến một câu. Cái kia chính là trong núi tuế nguyệt dễ dàng qua, thế gian phồn hoa đã ngàn năm a. Lục Nguyệt Hoa không khỏi lo lắng, nói, người đến làm sao? La Quân nói ra, ta tại Lam Bảo Thạch bên trong đã tu luyện 10 năm. Hắn rốt cục đem lại nói lưu loát. Ngay từ đầu, hắn nói chuyện đều rất lợi hại không lưu loát, đều nhanh quên làm sao nói. 10 năm, Lục Nguyệt Hoa cảm thấy thật không thể tin, nói, người thật thành công. La Quân gật gật đầu. Hắn nhìn bầu trời một chút, nói, ta hiện tại hẳn là làm gì chứ? Người bây giờ tu vi đến một bước nào? Lục Nguyệt Hoa hỏi. La Quân lắc đầu, nói ra, ta cũng không rõ lắm. Lục Nguyệt Hoa không khỏi im lặng. La Quân sau đó nói với Lục Nguyệt Hoa, đợi một chút, người trước không muốn nói chuyện với ta. Ta phải thật tốt để ý dưới suy nghĩ. Lục Nguyệt Hoa gật gật đầu, nàng có chút lý giải La Quân giờ phút này đầu não chi loạn. La Quân muốn trước hảo hảo hồi tưởng hắn nhập định chuyện khi trước. Mà giờ này khắc này, Bàn Hoàng cùng Ngưng Mâu còn đang dây dưa, Ngưng Mâu đuổi không kịp La Quân, vậy cũng chỉ có tìm Bàn Hoàng yếu pháp bảo bối. Những có thể đó đều là thượng cổ thánh hoàng pháp bảo, liền xem như Ngưng Mâu cũng vô pháp không vì chi tâm động a. Ngưng Mâu thậm chí muốn đem lúc đầu thuộc về Bàn Hoàng pháp bảo đều đoạt tới. Rốt cục, tại 1 giờ truy đuổi chiến về sau, Ngưng Mâu đuổi kịp Bàn Hoàng. Hai người tại trên mặt biển tiếp tục quyết chiến. Bàn Hoàng lấy U Minh Hoàng Tuyền Đồ, còn có Xạ Tinh Cung, Chấn Thiên Tiễn để chống đỡ Ngưng Mâu. Hai người ngươi tới ta đi, cho dù là Ngưng Mâu cũng vô pháp đem Bàn Hoàng cầm xuống. Ngay tại hai người kịch chiến mãnh liệt nhất thời điểm, cái kia giáo thần Lena Hoya chân thân rốt cuộc kìm nén không được, xuyên toa hư không tới. Hiện trường bên trong, Lena Hoya từ chúng diệu chi môn bên trong đi ra tới. Nàng toàn thân áo trắng. Giống như cửu thiên huyền nữ, nàng đẹp để cho người ta ngạt thở. Nhưng cũng lạnh đến khiến người ta không dám đến gần. Lena Hoya trong nháy mắt thì từ Ngưng Mâu cầm trên tay về Nguyên Thủy Thánh Điển. Thế là giờ khắc này, liền thành Ngưng Mâu cùng Lena Hoya hai người công kích Bàn Hoàng. Lena Hoya cũng không phải Ngưng Mâu có thể so sánh, tuy nhiên Bàn Hoàng danh tiếng rất lớn. Tại thượng cổ lúc sau, hắn cũng thật là như thần tồn tại. Nhưng bây giờ... Hắn là sụp đổ Phượng Hoàng không bằng gà a. Lena Hoya đối mặt Bàn Hoàng, cũng là khí thế bên trên liền đã vượt trên Bàn Hoàng. Bản tôn sau cùng hỏi ngươi một lần nữa, pháp bảo ngươi giao hoặc là không giao. Hiện tại giao ra, bản tôn còn nguyện ý cho ngươi lưu một số nhà. Lena Hoya lạnh lùng nói ra, nếu là sẽ cùng bản tôn bực bội, không biết thời thế, liền để ngươi như vậy hôi phi yên diệt. Bàn Hoàng nhìn Lena Hoya liếc một chút. Hắn trong mắt lóe lên thật sâu vẻ kiêng dè. Hắn biết mình dưới mắt tình cảnh xấu hổ, cái này Lena Hoya bản tôn đích thân đến, hắn thật là không có phần thắng. Bàn Hoàng nói ra, như vậy đi, Lena Hoya, bản Hoàng dưới mắt có thể đem Xạ Tinh Cung cùng Chấn Thiên Tiễn, còn có Bạo Viêm Thần Phù Kiếm cho ngươi.
vẻn vẹn cho hai thứ này. Lena Hoya nói ra, bản tôn nhìn ngươi vẫn là không có làm rõ ràng tình thế, ngươi lại yếu phương, bản tôn tùy thời có thể lấy giết ngươi. Ngươi lại muốn chiếm bản tôn lớn như vậy một cái tiện nghi. Bàn hoàng nói ra, Lena Hoya, ngươi không muốn hùng hổ dọa người. Trong lòng ngươi rất rõ ràng, bản hoàng có U Minh Hoàng Tuyền đồ nơi tay, một khi bản hoàng thật cùng ngươi liều mạng, coi như giết không ngươi, đối ngươi cũng tất bị tổn thương. Đây là chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy. Lena Hoya nhìn nhiều bản hoàng liếc một chút, nàng mặc dù là vênh váo hung hăng, nhưng nàng cũng không ngốc. Nàng biết muốn thật hàng phục bản hoàng vẫn còn có chút khó khăn, cũng sẽ có rất nhiều biến số. Cho nên nàng mới nguyện ý đàm phán. Vẻn vẹn xạ tinh cung cùng Trấn Thiên Tiễn, tuyệt đối không được. Lena Hoya nói ra, ngươi chỉ ít còn muốn đem U Minh Hoàng Tuyền đồ giao ra. Bản hoàng nói ra, Lena Hoya, như vậy đi, bản hoàng trước đem xạ tinh cung cùng Trấn Thiên Tiễn cho ngươi. Sau đó, bản hoàng trợ giúp ngươi tìm tới La Quân, chiếm lấy trên tay hắn Thái Vũ Quyền Trượng. Đến lúc đó, bản hoàng chỉ cần U Minh Hoàng Tuyền đồ cùng Thái Vũ Quyền Trượng, còn lại pháp bảo toàn bộ cho ngươi. Ngươi là đang nằm mơ. Lena Hoya nói ra, U Minh Hoàng Tuyền đồ cùng Thái Vũ Quyền Trượng, ngươi chỉ có thể có một dạng nơi tay. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng bản tôn là dễ lừa gạt? Nói trở lại, Lena Hoya tuy nhiên không quá biết coi bói mà tính toán. Nhưng là nàng nhất tâm tu luyện, đối pháp bảo cấp bậc, phẩm chất đó là tâm lý nhất thanh nhị sở. Làm sao có thể để bản hoàng chiếm tiện nghi? Những này pháp bảo bên trong, lợi hại nhất cũng là U Minh Hoàng Tuyền đồ cùng Thái Vũ Quyền Trượng. Cái này bản hoàng muốn đem hai loại đều chiếm cứ, đây không phải là nói chuyện viển vông. Bản hoàng trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, vậy thì tốt, chúng ta hiện tại trước đàm tốt. Bản tôn muốn Thái Vũ Quyền Trượng, người có được U Minh Hoàng Tuyền đồ cùng Bạo Viêm Thần Phủ Kiếm, cùng xạ tinh cung, Trấn Thiên Tiễn, như thế nào? Lena Hoya nhìn bản hoàng liếc một chút, nàng nói ra, bản tôn tuy nhiên không rõ lắm Thái Vũ Quyền Trượng đến có bao nhiêu lợi hại. Lena Hoya nói ra, bản tôn tuy nhiên không rõ lắm Thái Vũ Quyền Trượng đến có bao nhiêu lợi hại. Nhưng bản tôn lại biết ngươi xem U Minh Hoàng Tuyền đồ như thân gia tánh mạng. Nhưng bây giờ, ngươi lại để cho bỏ qua Hoàng Tuyền đồ mà tuyển Thái Vũ Quyền Trượng. Như vậy, bản tôn thì tuyển Thái Vũ Quyền Trượng. Bản hoàng trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, tốt. Hắn tại U Minh Hoàng Tuyền đồ cùng Thái Vũ Quyền Trượng ở giữa vốn là có khuynh hướng U Minh Hoàng Tuyền đồ. Bởi vì Thái Vũ Quyền Trượng tuy nhiên lợi hại, nhưng là hắn dù sao vẫn là muốn đối U Minh Hoàng Tuyền đồ thân thiết rất nhiều. Bàn hoàng sở dĩ nói muốn chọn Thái Vũ Quyền Trượng, chính là vì để Lena Hoya đoạt Thái Vũ Quyền Trượng. Không thể không nói, Lena Hoya có đôi khi cũng không phải là thông minh như vậy. Nhưng thực đối với Lena Hoya tới nói, Thái Vũ Quyền Trượng tên tuổi không kém gì U Minh Hoàng Tuyền Đồ. Thậm chí Thái Vũ Quyền Trượng tên tuổi còn cao hơn U Minh Hoàng Tuyền Đồ ra một bậc. Mà Lena Hoya đối U Minh Hoàng Tuyền Đồ cũng không có đặc thù tình cảm, cho nên nàng tuyển Thái Vũ Quyền Trượng là tuyệt đối sáng suốt. Như thế thường định về sau, Lena Hoya cùng bản hoàng tạm thời ngưng chiến. Lena Hoya tiếp lấy hơi hơi kỳ quái nói, người có biện pháp nào có thể tìm tới La Quân? Nàng mấy ngày nay đau khổ tìm kiếm La Quân, nhưng lại một điểm manh mối đều không có. Bàn hoàng liền nói ra, La Quân hiện tại sở dĩ khó mà tìm kiếm, là bởi vì trên người hắn có một món pháp bảo này gọi là ngũ thải liên hoa kính. Ngũ thải liên hoa kính có thể che đậy thiên cơ, che phủ lên La Quân hết thảy. Lena Hoya bừng tỉnh đại ngộ, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì một mực tìm không thấy La Quân nguyên nhân. Sau đó, Lena Hoya nói ra, đã là như thế, vậy ngươi có biện pháp nào tìm tới La Quân? Bàn hoàng nói ra, bản hoàng đối La Quân dù sao cũng hơi giải, cái kia La Quân đối bên người Lục Nguyệt Hoa có chút ý tứ. Mà ngũ thải liên hoa kính lại là Lục Nguyệt Hoa tặng cho hắn. Lớn nhất vấn đề mấu chốt là, Lục Nguyệt Hoa chính là Nguyệt Ảnh Cung cung chủ, giờ phút này, chúng ta liền đi Nguyệt Ảnh Cung. Bản hoàng tin tưởng, chỉ cần chúng ta đem Nguyệt Ảnh Cung những cái kia thủ hạ bắt trên tay. Đến lúc đó, Lục Nguyệt Hoa nhất định sẽ gấp trở về. Lena Hoya khẽ chau mày, nàng nói ra, La Quân liền hắn nữ nhân, còn có bằng hữu đều không có quản, trực tiếp liền đi. Ngươi thế mà cảm thấy bắt mấy tháng ảnh cung nhân, liền có thể dẫn hắn trước đi tìm cái chết. Ý nghĩ này không khỏi quá ngây thơ. Cái này khác biệt, bàn hoàng nói ra, Nguyệt Ảnh Cung là Lục Nguyệt Hoa là nữ nhân, nàng vứt bỏ không Nguyệt Ảnh Cung. Đến lúc đó, Lục Nguyệt Hoa yêu cầu La Quân xuất ra Thái Vũ Quyền Trượng, La Quân không có cách nào cự tuyệt.
Bởi vì Thiên Lăng phần mộ là Lục Nguyệt Hoa mang La Quân tìm đi qua. Lena Hoya nói ra, La Quân người này, nhìn cả lơ phất phơ. Nhưng hắn thực chất bên trong thực sự không phải cái nhân từ nương tay người. Thái Vũ quyền trượng đối với hắn cực kỳ trọng yếu, hắn rất không có khả năng giao ra. Bàn Hoàng nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta đều có thể thử một lần. Lena Hoya nhìn Bàn Hoàng liếc một chút, nàng ý vị thâm trường nói ra, người dù sao cũng là đã từng Bàn Hoàng chí tôn, thế nhân tôn xưng ngươi là Thánh Hoàng. Bây giờ ngươi vì Thái Vũ quyền trượng, lại ngay cả uy người khác môn nhân sự tình đều làm, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có một chút trơ trẽn hoặc là hổ thẹn? Bàn Hoàng lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi biết cái gì? Bản Hoàng đã là chết qua một lần người. Người vĩnh viễn đều phải minh bạch, người chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất, lúc còn sống danh tiếng lại lớn, sau khi chết liền cũng là không bằng chó má. Cái gì thiên đại danh tiếng lại như thế nào? Bàn Hoàng hai chữ này đối chết đi Bản Hoàng thì có ích lợi gì? Hắn đón đến, nói ra, đã lần này Bản Hoàng có lần nữa tới qua cơ hội, vậy liền muốn liều mạng bắt lấy hết thảy cơ hội, nỗ lực sống sót. Sống sót, Lena Hoya thật sâu nhìn một chút Bản Hoàng, nàng không có phê phán Bản Hoàng. Mà chính là nói ra, người bây giờ là người cô đơn, người có thể không muốn danh tiếng, nhưng bản tôn không thể không cần. Như vậy đi, chúng ta cùng đi Nguyệt Ảnh Cung, nhưng là ngươi ra mặt đến làm việc, bản tôn chỉ ở một bên quan sát. Nếu là phát hiện ngươi không thể trấn áp các nàng thời điểm, bản tôn lại ra tay. Thật sự là trò cười. Bản Hoàng bỗng nhiên rất lợi hại phẫn nộ, nói ra, ngươi thật coi Bản Hoàng là bùn nặn, Bản Hoàng nếu là liền Nguyệt Ảnh Cung loại kia tam lưu môn phái đều trấn áp không? Cũng vẫn xứng làm Bàn Hoàng. Lena Hoya ngốc ngẩn ngơ, nàng lúc đầu coi là Bàn Hoàng cảm thấy mình yêu cầu rất quá đáng. Lại không nghĩ rằng Bàn Hoàng là phẫn nộ chính mình nói hắn trấn áp không Nguyệt Ảnh Cung. Nói trở lại, Lena Hoya nói chuyện cũng thật là không có gì tình thương a. Người ta lừng lẫy Bàn Hoàng, người nói người ta khả năng liền cái Nguyệt Ảnh Cung đều trấn áp không. Cái này Bàn Hoàng nghe, làm sao lại không phẫn nộ. Bất quá đây đều là tiểu tiết, sau đó. Bàn Hoàng thì theo Lena Hoya cùng lúc xuất phát. Mà tại Hoang Vu trên hải đảo Lục Nguyệt Hoa cùng La Quân vẫn là rất thong dong tự tại. La Quân đã dần dần khôi phục sở hữu suy nghĩ, bất quá hắn so trước đó trầm tĩnh nhiều. Cũng không hề đối Lục Nguyệt Hoa có cái gì ý nghĩ xấu. Ngay lúc này, Lục Nguyệt Hoa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng nói ra, không tốt, ta môn nhân tại hướng ta cấp báo, Nguyệt Ảnh Cung xảy ra chuyện. Nhất định là Lena Hoya qua tìm Nguyệt Ảnh Cung phiền phức. La Quân biết Lục Nguyệt Hoa trên thân khẳng định là có cái gì theo Nguyệt Ảnh Cung liên hệ pháp bảo. Ngay sau đó, hắn liền nói ra, đi thôi, ta cùng ngươi trở về. Lục Nguyệt Hoa ngẩn ngơ, nàng theo rồi nói ra, Lena Hoya muốn tìm cũng là ngươi, ngươi thật có nắm chắc đối phó Lena Hoya. La Quân mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, ta không đánh không có nắm chắc trận chiến. Cái này thù mới hận cũ, chúng ta hiện tại cũng nên tính toán. Lục Nguyệt Hoa nóng lòng Nguyệt Ảnh Cung, ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời. La Quân lại là đột nhiên trực tiếp vung tay lên, sau đó, hắn cùng Lục Nguyệt Hoa trước mặt thì xuất hiện một đường cửa lớn màu vàng óng. Đây là, Lục Nguyệt Hoa nhất thời không hiểu. La Quân nói ra, này môn là ta dùng pháp lực ngưng tạo hư không chi môn, theo nguyên thủy thánh điển chúng diệu chi môn một dạng. Người tay không sáng tạo, Lục Nguyệt Hoa không khỏi giật mình. La Quân cười một tiếng, nói ra. Đương nhiên còn cần Thái Vũ quyền trượng, Thái Vũ quyền trượng có thể đem mê thất đại lục bên trong bất luận cái gì không gian quy tắc ngưng tụ hoặc cải biến. Lục Nguyệt Hoa bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời. Nàng cùng La Quân tiến hư không chi môn. Hư không chi môn một khi bước vào, Lục Nguyệt Hoa liền nhìn thấy vô số nguyên tố chi lực còn có từ trường phần tử, thời không phần tử tại điên cuồng phân giải. Nàng tựa như là đặt mình vào tại một cái vô cùng hung mãnh nguy hiểm vòng xoáy bên trong. Đừng nhìn La Quân cái này vô cùng đơn giản vung tay lên, nhưng hư không chi môn bên trong cấu tạo lại là tuyệt đối phức tạp. Không chỉ là phức tạp, hơn nữa còn giống một cái dụng cụ tinh vi, mảy may đều không thể xuất hiện sai lầm. Cái này so bất luận cái gì ma pháp trận đều muốn tinh vi. La Quân tại Lam Bảo Thạch bên trong vượt qua dài rằng giặc 10 năm, hắn phát huy đầy đủ hắn khéo tay. Cái này hư không chi môn cũng là bên trong một đạo kiệt tác. Bây giờ... Thái Vũ quyền trượng đã đem hư không chi môn toàn bộ trình tự khắc vào đi vào. La Quân chỉ cần tâm niệm nhất động, hư không chi môn liền đã hình thành. Đợi Lục Nguyệt Hoa cùng La Quân từ hư không chi môn đi tới thời điểm, bọn họ đã đạt tới Nguyệt Ảnh Cung trên không khu vực.
Cái kia hoang vu hải đảo khoảng cách Nguyệt Ảnh cung chừng ngàn dặm xa, nhưng tại hư không chi môn trợ giúp dưới, lại là một cái chớp mắt đến. Bực này thần thông lại là chủ thế giới bên trong bất luận cái gì công nghệ cao đều không thể đạt tới. Trừ phi chờ đến có một ngày, công nghệ cao có thể chính thức hoàn thành trùng động khiêu dược. Cái này lúc sau đã là 5 giờ chiều, chân trời chiều là như thế hỏa hồng. Mặt biển sóng nước lấp loáng, đâm vào mắt người đều không thể mở ra. Trong không khí còn có từng đợt gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến. Dạng này đại hải, dạng này ánh sáng mặt trời rất thích hợp lấy du thuyền, uống vào rượu vang đỏ, cùng với giai nhân. Nhưng dưới mắt, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa nhưng lại không thể không đứng trước một vòng mới gió tanh mưa máu, nguy cơ sinh tử. Nguyệt Ảnh cung có một cái có chút rộng lớn quảng trường. Giờ phút này, tại cái kia trên quảng trường, đại bộ phận Nguyệt Ảnh cung môn nhân đều đã bị bàn hoàng lấy U Minh Hoàng Tuyền nước U Minh đại trận vây khốn, không thể động đậy. Cái gọi là U Minh đại trận bất quá là đem một bộ phận U Minh Hoàng Tuyền nước triệu hoán mà ra, hình thành một cái ma pháp thủy trận. Cái này U Minh Hoàng Tuyền nước tăng thêm bàn hoàng dấu ấn tinh thần, Nguyệt Ảnh cung môn nhân là thế nào đều không thể đột phá. Bàn hoàng ở chỗ này lạnh lùng chờ đợi, hắn đã buông lời. Trong vòng một giờ, nếu như La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa không đến, như vậy hắn liền muốn mỗi phút đồng hồ giết một tháng ảnh cửa cung người. Hiện tại bất quá là quá khứ 5 phút đồng hồ mà thôi. Cũng đúng lúc này, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa từ trên trời giáng xuống, đi thẳng đến bàn hoàng trước mặt 10 mét chỗ đứng vững. Cái kia Nguyệt Ảnh cung môn nhân nhìn thấy cung chủ trở về, không khỏi đại hỉ. Huyền Nguyệt, Triệu Sơ Ảnh, Dương Vi bọn người lại trông thấy La Quân cũng tới, càng là hoan hỉ. Cảm thấy cái này có hy vọng, các nàng là được chứng kiến La Quân lợi hại. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa đối mặt bàn hoàng, gió biển thổi lướt nhẹ qua, hai người quần áo không gió tử trống. Giờ khắc này, thực La Quân trông thấy bàn hoàng tâm tình là có chút kỳ quái. Bởi vì hắn chẳng khác gì là 10 năm về sau gặp lại bàn hoàng A. Mà bàn hoàng lại là người đối La Quân hận đến nghiến răng. Hắn cùng La Quân phân biệt vẫn chưa tới một ngày đây. Lục Nguyệt Hoa lúc đầu tưởng rằng Lena Hoi A đến đây, lại không nghĩ rằng đến lại là bàn hoàng. La Quân khôi phục suy nghĩ, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, đường đường thượng cổ thánh hoàng, thế mà có thể làm được bực này ác tha sự tình. Hắn đón đến, nói ra, bất quá cũng không kỳ quái, cái gì thánh hoàng tên, vốn là cậu thí. Ta vẫn là người tái sinh phụ mẫu đâu, người không phải cũng muốn ngay cả ta cũng giết. Người tiểu tặc này, bàn hoàng nhất thời giận tím mặt, hắn đồng thời có chút kỳ quái, gia hỏa này cứ như vậy đến, còn như vậy đại khí. Hắn dựa vào cái gì? Mà lại, tại sao tới đến nhanh như vậy? Tiểu tặc, người cho rằng ngươi đến Thái Vũ quyền trưởng thì có cùng bản hoàng bình đẳng tư cách. Bàn hoàng nghiêm nghị nói ra. La Quân nói ra, chúng ta cũng liền đừng nói nhảm, bàn, ngươi nhiều năm như vậy cũng là sống uổng phí. Hôm nay ta muốn dạy dỗ ngươi làm người như thế nào? Đối đãi ân nhân cứu mạng, ngươi hẳn là thái độ gì? Nếu không phải tiểu gia ta, ngươi còn một mực đang Lena Hoia cô nương kia Vân Thiên Cung bên trong ngủ ngon đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.